Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 341. Bọn họ Vĩnh Hằng ma tộc bị Vĩnh Hằng thần điện chèn ép hồi lâu, cho dù là năm đó ma tộc chiến thắng thần tộc, có thể vẫn không cách nào giao thiệp với Vĩnh Hằng hư không sân nhà lãnh vực. Bởi vì Vĩnh Hằng thần tộc người lại tạo lập được Vĩnh Hằng thần điện, liên hiệp những nhân loại khác thực lực cùng Vĩnh Hằng ma tộc tạo thành đối lập thế. Cho nên nói hai bên chủng tộc mỗi người chiếm Vĩnh Hằng hư không một nửa lãnh vực, nhưng Vĩnh Hằng thần điện chỗ ở cái này một nửa địa giới, vô luận là vị trí địa lý hay là tu luyện tài nguyên, cũng vượt qua xa ma tộc nơi đợi địa phương. Có chút không hóa hình Vĩnh Hằng ma tộc đầu óc người tương đối chậm chạp, trí khôn đơn giản. Bất quá hóa thành hình người ma tộc bộ chúng, thì không như vậy đầu óc đơn giản. Bọn họ phát hiện dọc đường có mấy người hướng Diệp Thần phát ra tín hiệu cầu cứu. Cẩn thận một chút, người này tuyệt đối không đơn giản. Người bất kỳ cũng không thể khinh thường, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết hết những người này, để ngừa phát sinh biến cố. Bọn họ rất biết mình là ở Vĩnh Hằng thần điện sân nhà, hôm nay là mượn đặc thù đường dây tiến vào trong đó, thần không biết quỷ không hay, đến khi trời sáng lúc đó, hết thảy bụi bặm lắng xuống. Đến lúc đó bọn họ mới khá lấy Vĩnh Hằng ma tộc danh nghĩa tuyên bố, lần nữa thống trị Vĩnh Hằng hư không. Nhưng là trước lúc này cần muốn tiêu diệt Vĩnh Hằng thần điện. Bất quá nhưng vào lúc này, một tên thân thể đại hán khôi ngô nhưng nhanh như vậy cười một tiếng, hắn cầm lên trong tay một cái súng trường, hàn mang bước ra, thế như bôn lôi. Coi như mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh đi nơi nào. Để cho lão tử tới thu thập hết hắn. Đại hán khôi ngô trong tay thương hóa thành một đầu hung ác ma nghiêu, nâng lên cường tráng vó trước, biến dạng hư không, đưa tới từng đạo cuồng bạo nước lũ, hóa thành sấm sét điên cuồng nổ vang. Hắn bản thể chính là một đầu có thái cổ huyết mạch hung ác mãng nghiêu, sau đó sinh ra dị biến, sáp nhập vào Vĩnh Hằng ma tộc. Đầu này do thương mà hóa ma nghiêu thành vô cùng thế xông lên đụng tới, dường như muốn đem Diệp Thần sống sờ sờ xé thành hai nửa. Thấy một màn này, không thiếu hóa thành hình người ma tộc người trong rối rít thán phục. Đầu này ma nghiêu chính là bọn họ chuyến này người dẫn đội, thực lực đã đạt đến cực kỳ mạnh mẽ bước, có thể so với loài người trăm gia cảnh năm tầng thiên cường giả. Ha ha, ma nghiêu quái lại được đại khai sát giới, hắn cái này ma nghiêu hư ảnh nhưng mà có thái cổ huyết mạch gia trì, uy lực chợt tăng, thằng nhóc này là không ngăn được. Ừ, cho nên nói tiểu tử này thực lực cũng không đơn giản, nhưng vậy chỉ là có chút bản lãnh mà thôi, so sánh ma nghiêu vẫn là kém. Rất nhiều ma quái bàn luận sôi nổi, bọn họ đối mặt thần điện người trong hoặc là chết trận, hoặc là đầu hàng, lúc này bọn họ cũng được không có chuyện làm một phần chia. Ở trong mắt của bọn họ, Diệp Thần đối mặt này cùng cuồng bạo sát chiêu, ngay cả động đều không động một tí, nhất định là bị sợ choáng váng. Cái gọi là cứu tinh bất quá là một chuyện thiếu lâm thôi. Mà những cái kia cao giọng cầu cứu người, chỉ gặp qua Diệp Thần phá giải đáy hồ kiếm trận, lại không có xem qua hắn cùng người đối chiến là như thế nào một phen cảnh tượng, lúc này trong lòng cũng không có chắc, không nhịn được dâng lên một hồi tuyệt vọng. Đầu kia ma nghiêu hư ảnh chọc thủng hết thảy trở ngại, thì phải đem Diệp Thần đụng bay ra ngoài. Mà liền vào giờ khắc này Diệp Thần ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang bay lên, hóa thành vô cùng băng hàn ý, dốc toàn bộ ra, lên như diều gặp gió. Cửu thiên phạm công, binh tự quyết. Này đẳng công pháp, đại biểu cực hạn ý sát phạt. Binh chiều mãnh liệt, bành bái vượt quá. Chín đại thần thuật uy lực, lại há là một người như vậy có thể tiếp nhận. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng ta ra tay. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, con người bên trong ánh sáng xen lẫn ra, ngưng tụ thành một cái tuyệt thế thần binh, hoảng sợ chém ra, xen lẫn bể tan tành chư thiên mảnh vỡ, ngay tức thì xuyên thủng hư không. Bành! Ở nơi này binh tự quyết đột nhiên bị đụng, ma nghiêu ảo ảnh ầm ầm vỡ vụn, mà đồ long đao tàn sát còn chưa dừng lại, từ vậy ma nghiêu trong hư ảnh xuyên qua ra, lại chặt đứt ma nghiêu quái vật thân thể, đem chia năm xẻ bảy. Liên quan sau lưng hắn hết mấy ma tộc cao thủ cũng thân tiêu bỏ mạng, đi đời nhà ma. Nếu không phải Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, chẳng muốn bại lộ quá nhiều thực lực, đã sớm sử dụng Long Uyên Thiên Kiếm thi triển Thái Dương Xích Hoàng Trảm cũng hoặc là chỉ thủy một kiếm, ngay lập tức, hắn liền đem trước mắt mấy trăm tên ma tộc quái vật cũng quét sạch thành cho bụi. Cái này, tại chỗ mọi người, bao gồm Vĩnh Hằng Thần Điện những người đó đều sợ ngây người. Bọn họ vốn cho là sẽ có một tràng ác chiến, lại không nghĩ rằng đối thủ mạnh mẽ bị Diệp Thần một cái ánh mắt tiêu diệt. Cái loại này thực lực quá mức khủng bố.
cũng khó trách Nhã Tình tiểu thư sẽ lập xếp chúng nghị, đem hắn chọn là phu quân tương lai, nhất định là trước thời hạn biết được Diệp Thần thực lực chân chính. Diệp Thần lại nữa phản ứng đám người này, mà là phi thân lên, trực tiếp chạy về phía tòa kia ngọn núi chính. Nơi đó chính là Nam Cung Nhã Tình ở địa phương đó. Vĩnh Hằng Thần Điện trên bầu trời không hai phía đội ngũ đối lập đứng, khí thế đủ để vang trời hám. Một khối đội ngũ chính là Vĩnh Hằng Thần Điện các lộ cao thủ, dẫn đầu là Thần Điện Đại Trưởng Lão cùng Tam Trưởng Lão, hai người đều là thiên quân tầng thứ, trong giơ tay nhấc chân là được hủy thiên diệt địa. Tuy kém hơn Nam Cung Vấn Thiên như vậy một kiếm phá tinh thần, nắm giữ Vĩnh Hằng hư không, nhưng cũng là Vĩnh Hằng hư không trong đó cao thủ số một số hai. Nhưng hôm nay hai người trưởng lão cũng bị thương, bọn họ thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái bóng đen. Mây đen cuốn tập hợp, gió lớn gào thét, màu đen sấm sét ở tầng mây chỗ sâu như ẩn như hiện, phảng phất là ở sợ hãi thứ gì không dám đi ra tàn phá. Một đóa trên mây đen, Vĩnh Hằng ma tộc đại thủ lãnh Diệu Dạ, đứng chắp tay, thần sắc mười phần rửng rưng. Ở hắn xem ra, mất đi Nam Cung Vấn Thiên Vĩnh Hằng Thần Điện, giống như vậy không liền nanh vuốt ma thú, căn bản không có thể nhất kích. Ngươi chính là Nam Cung Vấn Thiên con gái chứ? Thiên phú rất giỏi, lại có thể điều khiển huyền tôn cửa, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận Vĩnh Hằng ma tộc, vậy ta có thể đảm bảo ngươi một cái mạng, hơn nữa tiến cử ngươi trở thành một đường chủ. Diệu Dạ nhàn nhạt nói. Vĩnh Hằng ma tộc dưới quyền phân đường, vẫn là có chân chính quyền lợi đơn vị. Nam Cung Nhã Tình khóe miệng lộ ra một vẻ máu tươi, hiển nhiên là lúc trước đánh nhau chết sống trong đó bị thương. Đối mặt Diệu Dạ hứa hẹn, nàng không nhúc nhích chút nào, một khuôn mặt tươi cười phủ đầy hàn xương. Ma tộc nên ở các ngươi lãnh địa, dám mạo hiểm phạm ta Vĩnh Hằng Thần Điện, các ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Nam Cung Nhã Tình giọng mười phần lạnh như băng. Cử động này có thể chọc giận Diệu Dạ, trong mắt của hắn chớp động rét lạnh sát ý, thân hình chớp mắt, nơi đứng trên mây đen chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Tiểu thư chú ý. Đại trưởng lão cắn răng một cái, phất tay áo gian bày ra một đạo tràng vực kết giới, đồng thời vậy đã tiêu hao hết tự thân bộ phận sinh mạng nguyên lực. Đạo này kết giới che ở Nam Cung Nhã Tình, nàng chỉ cảm thấy được có gì vật thể hung hăng đụng vào kết giới này ánh sáng bên trên. Kịch liệt thanh âm chấn động được nàng màng nhĩ tiếng đau, đầu óc ý thức một phiến hỗn loạn. Còn lại hơn 10 tên trưởng lão rối rít động thủ, phong tỏa kết giới danh giới Diệu Dạ. Bất quá Diệu Dạ nhưng là nhìn hờ hững, hắn lui về phía sau hai bước, rõ ràng là tiêu sái cất bước, nhưng vượt qua hư không, trực tiếp về chỗ cũ, để cho hơn 10 tên trưởng lão công kích rơi vào khoảng không. Các ngươi bây giờ thực lực như vậy kém cỏi. Có thể để cho Vĩnh Hằng Thần Điện duy trì đến nay cũng là một loại kỳ tích. Diệu Dạ cười phong khinh vân đạm ra tay, bằng vào sức một mình cản lại hơn 10 tên trưởng lão. Mà một bên khác đứng La Thiên chiến tướng chính là ra tay, một trưởng hướng Nam Cung Nhã Tình hung hăng đánh tới. Ngươi tên phản đồ này, Vĩnh Hằng Thần Điện đem ngươi phong là chiến tướng, ngươi nhưng phản bội chúng ta, quy hàng Vĩnh Hằng ma tộc. Mấy tên cùng là chiến tướng cường giả giận ra tay. Ba đạo bất đồng trưởng ấn tiếp liền tấn công tới, chấn thiên nhiếp, đem La Thiên chiến tướng bao vây trong đó. La Thiên chiến tướng khẽ mỉm cười, hắn ở một khắc cuối cùng phản bội Vĩnh Hằng Thần Điện, cũng không phải là bởi vì lòng hắn chí không kiên định. Mà là từ đầu đến cuối, hắn đều là Vĩnh Hằng ma tộc phái người đi ra ngoài. Lần này Vĩnh Hằng ma tộc tới tấn công Vĩnh Hằng Thần Điện, không thiếu được hắn cái này người dẫn đường công lao. Đảm nhiệm chiến tướng chức vụ trọng yếu những năm này. Hắn lợi dụng quyền thế đả thông một cái cực kỳ bí ẩn hư không lối đi, nối thẳng Trường Sinh Đảo, mà lần này Vĩnh Hằng ma tộc mấy vạn năm an bài toàn đều đem ra hết. Này đánh một trận nếu không phải thành, vậy Vĩnh Hằng ma tộc ít năm như vậy tới, nơi tốn hao cố gắng cũng chỉ uổng phí. Bất quá việc đã đến nước này, lại làm sao có thể không thành công. Cái này song phương một chút cũng lâm vào hỗn loạn đại chiến trong đó, Diệu Dạ đại thủ lãnh lấy một địch nhiều. Đối mặt Vĩnh Hằng Thần Điện trưởng lão chút nào không rơi hạ phong. Kịch liệt sóng chấn động, lấy mấy ngọn núi là trung tâm, đi toàn bộ Trường Sinh Đảo lan truyền, nếu không phải còn có mấy tòa đại trận chống đỡ, chỉ là những thứ này các cường giả đứng đầu chiến đấu dư âm, là có thể phá hủy toàn bộ Vĩnh Hằng chi thành. Trong thành các loại người dân cùng với cái khác thế lực đội ngũ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi đó điện thiểm lôi minh, mây đen giao thiệp, tựa như ngày tận thế tới. Không ít người bò lổm ngổm trên đất, cầu nguyện tai ách không muốn hạ xuống. Mà lúc này trên Trường Sinh Đảo nơi nào đó sườn núi,
Diệp Thần bị mấy tên hung thần ác sát ma tộc cường giả cho ngăn lại. Vậy mấy cái quái vật vậy tích chữ đang ngó chừng Diệp Thần liếc mấy cái, sắc mặt không tốt. Ma nghiêu quái là làm sao vậy? Lại vẫn bỏ qua một cái cá lọt lưới. Trong đó có một tên vóc người thấp bé ông già âm dương quái khí nói, hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt nếp nhăn lật lên, lộ ra chi chít màu đỏ cục thịt, giống như mang tai cá đang ngoạ nguậy. Cho dù lấy Diệp Thần định lực, thấy hắn cái bộ dáng này, cũng không nhịn được muốn ói. Hắn du lịch chư thiên vạn giới nhiều năm, đụng thấy qua vô số yêu ma quỷ quái, lại lần đầu tiên cảm thấy sinh lý khó chịu. Vậy lão người thật giống như vậy nhìn thấy Diệp Thần cử động, giống như là bị đau nhói trong lòng nào đó căn huyền, nhất thời thốt nhiên giận dữ, cấp đến dậm chân, trên mặt cá tai lại là mở khép, văng tung tóe ra tanh hôi chất lỏng. Đứng bên cạnh hắn vậy hai người đồng bạn không tự chủ lui về sau một bước, tránh được những chất lỏng kia. Lại dám đối lão phu bất kính, ta muốn ngươi chết. Ngư tắc quái giống giận, vậy hai dãy cá tai quấn chung một chỗ, phát ra cực kỳ thanh âm chói tai, hơn nữa đột nhiên bạo phát ra từng đạo vô cùng bén hàn mang, hướng Diệp Thần cuốn tới. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, mắng nhỏ một câu, phản ứng đầu tiên không phải chém ra một kiếm, mà là phi thân lui về phía sau. Hắn cũng không muốn để cho những cái kia thối tha chất lỏng dính vào trên người mình. Ngay sau đó hắn thi triển trận tự quyết, ở trước mặt xây dựng ra một đạo cực kỳ linh lực hùng hồn bình phong che chở, chặn lại đánh tới đầy trời chất lỏng. Vậy cá tai lạ chất nhờn có loại nào đó cường đại tính ăn mòn, rơi vào trên trận pháp, phát ra tí tách tiếng vang. Trừ cái này ra, cá tai quái còn hét lên một tiếng, hướng Diệp Thần nhào tới. Biển sâu cốt gai. Vậy mang tai cá lạ hai tay bất ngờ đổi thành hai cây xương trắng dày đặc cốt gai, hàn mang ở trên đó lưu chuyển, hơn nữa vậy cốt gai trên còn có một cái mịn lỗ nhỏ động, sau đó phun phát ra tanh hôi không biết tên chất lỏng, hóa thành ngoài ra một đạo thế công, đối Diệp Thần hai mặt giáp công. Vậy hai căn cốt gai xuyên thấu hư không, tựa như dẫn động trong thiên địa lôi đình lực, mười phần nhanh mạnh, cuồng bạo sấm sét phụ ở cốt gai trên, như điên gió mau mưa vậy nhanh chóng đâm tới. Diệp Thần xây dựng ra trận pháp bị cốt gai phá sạch, bất quá Diệp Thần nhìn như không chút kinh hoàng, trên người hắn chiến ý phóng lên cao, cả người hóa thành một đạo lưu quang, qua lại ở đó cốt đâm bóng mở bao phủ dưới. Cùng lúc đó, hắn triệu hoán ra tai nạn thiên kiếm, từng đạo tai khí trùng điệp không ngừng, tiếp chém liên tục ra, vỡ vụn vậy đầy trời mà đến tanh hôi chất lỏng. Vô cùng vô tận tai khí giống như hung thần hạ xuống, ma quang lượn lờ, ngắn ngủn trong nháy mắt. Liền đem cá tai lạ hai cây xương trắng gai cho hoàn toàn gãy. Cá tai quái hoảng sợ thất sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Thần thình lình công kích, hủy diệt hắn nhất là cậy vào lá bài chủ chốt. Sắc sắc, tai nạn thiên kiếm giống như cuồng dao ra biển, xoát xoát tới, bao phủ cá tai quái, khiến cho không chỗ có thể trốn. Theo một tiếng thanh vang, cá tai lạ đầu lâu ầm ầm rơi xuống đất, mà hắn toàn bộ thân xác cũng ở đây tai khí xâm nhập dưới, hóa là cho tàn, không còn tồn tại. Cái này trong mấy người thực lực cường đại nhất cá tai quái bị Diệp Thần một kiếm tiêu diệt, nhưng hai thứ khác quái vật đều trợn tròn mắt, ước chừng sửng sốt một lượng giây, bọn họ mới phản ứng được, đồng loạt hướng ra ngoài chạy trốn. Như vậy cường giả bọn họ có thể không địch lại. Bất quá Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tai nạn thiên kiếm trên phân ra hai đạo đen nhánh xiềng xích lực, đem hai người kia trói, tùy ý kéo một cái, hai cái quái vật tại chỗ chết, hình thần câu diệt. Con cá này tai lạ thực lực so với Diệp Thần mới vừa rồi gặp được ma nghiêu quái còn muốn mạnh hơn một phần, bất quá đối với Diệp Thần mà nói, đều có thể ung dung ngược giết đối tượng. Hắn cuối cùng là đi tới đỉnh núi trong đó, lúc này rất nhiều thiên quân cấp cường giả khác cửa đã lâm vào quyết chiến. Diệp Thần ở một phiến sấm sét lóe lên tới giữa còn gặp được một vị người quen cũ, chính là lúc trước tới đuổi giết hắn La Thiên chiến tướng. Bất quá Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện La Thiên chiến tướng đã thay đổi trận doanh, đầu đến Vĩnh Hằng ma tộc một khối, đang cùng mình trước kia hợp tác giao chiến. Một mình hắn độc chiến Vĩnh Hằng thần điện ba tên chiến tướng cường giả, chút nào không rơi hạ phong, một cán lớn thương khuấy động tinh thần, biến dạng sấm sét, trong mơ hồ còn chiếm cứ thượng phong. Xem ra tên này đuổi giết ta thời điểm, còn giấu giếm thực lực. Diệp Thần đi tới một chỗ bên trên vách đá, đứng ở cổ mộc ở giữa rừng. Quan sát phía trên chiến đấu. Lấy hắn thực lực dĩ nhiên là không cách nào tham dự vào cái này cùng đỉnh cấp chiến đấu trong đó, cho nên hắn ở yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm cơ hội.
Bỗng nhiên lúc này hắn thấy được một đạo bóng đẹp, từ trong tầng mây ngã xuống, hung hãn đập vào phía dưới rừng cây. Nam Cung Nhã Tình. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, thúc giục hư ảnh, mượn thân hình đi bên kia chạy tới. Mà ở Nam Cung Nhã Tình ngã vào rừng cây sau đó, hai đạo thân ảnh tiếp liền hiện lên, bọn họ là một người già một trẻ, ông già người mặc một bộ quỷ dị quần áo màu đen, đem cả người bọc trong đó chỉ lộ ra một tấm mặt tái nhợt. Mà trẻ tuổi kia người đàn ông chính là sinh một đầu quỷ dị mái tóc dài, cây sợi tóc bồng bềnh lên, cực kỳ giống du xà bay lượn. Cái này hai người nhìn đập xuống mặt đất chật vật không chịu nổi Nam Cung Nhã Tình, khóe miệng xúc trước một chút cười nhạt. Trẻ tuổi người đàn ông tên là Thái Trạch Võ, là chuyến này trong đội ngũ thanh niên tuấn kiệt một trong, phụ thân hắn là Vĩnh Hằng Ma tộc đường chủ, quyền thế lớn được kinh người, mà lần này hắn đi theo đại thủ lãnh đi chiến trường rèn luyện. Lại không nghĩ rằng, cái này Vĩnh Hằng thần điện điện chủ con gái lại có thể xinh đẹp động người như vậy. Thái Trạch Võ bên người quần áo đen ông già là hắn lính cận vệ Hắc Lão, ngày thường phụ trách bảo vệ an toàn của thiếu chủ. Hai người liên thủ, ước chừng qua mấy chiêu, liền đem Nam Cung Nhã Tình đánh rơi. Không cần giãy giụa nữa, vô dụng, người thực lực tuy nói không tệ, nhưng so với ta tới cũng kém một đoạn, chớ nói chi là cùng Hắc Lão chiến đấu. Thái Trạch Võ tà mị cười một tiếng, hắn dài một đôi rõ ràng đan mắt phượng, con ngươi là toàn bộ màu đen. Hơn nữa giữa lông mày mang có một đạo nhàn nhạt dấu vết. Đó là Vĩnh Hằng Ma tộc bên trong quý tộc ký hiệu, tượng trưng cho vô thượng thân phận cùng địa vị. Phía dưới trong núi rừng, Nam Cung Nhã Cầm từ trong hố sâu đứng lên, thân hình có chút lay động, nàng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, qua hồi lâu mới thở bình thường lại. Vậy quần áo đen ông lão thực lực thật là sâu không lường được, nhẹ bỗng một trưởng liền để cho nàng bị thương không nhẹ. Nam Cung Nhã Tình ánh mắt mong hướng phía ngoài. Một màn này bị Thái Trạch Võ bắt được, hắn vui vẻ cười to nói, ngươi cũng không muốn hy vọng xa vời sẽ có người tới cứu ngươi. Bọn họ trước đánh thắng được đại thủ lãnh rồi hãy nói. Hắc Lão, cầm cô nàng này cho bắt, ta phải đem nàng mang về ma tộc trong đó, thành tựu ta ma tộc dũng sĩ đùa bỡn đồ. Đến lúc đó ta chính là ma tộc tất cả đại thiếu trong đó cống hiến đột xuất nhất vậy một cái. Những năm gần đây, cũng không có ai có thể bắt được Vĩnh Hằng thần điện điện chủ con gái. Làm đồ chơi mang về trong tộc. Thái Trạch Võ liếm môi một cái, cặp mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt vẻ. Ở mang về trước, hắn có thể được từ mình trước nếm thử tiên, như vậy thì từ giờ khắc này bắt đầu đi. Soạt một tí, Thái Trạch Võ thân hình bỗng nhiên biến mất, cuồn cuộn ma khí đi đôi với hư không chảy loạn gào thét ra, ngay chớp mắt liền đi tới Nam Cung Nhã Tình trước mặt. Một trưởng này xem ngươi có tiếp hay không được xuống. Thái Trạch Võ thân hình lập định, bất ngờ đánh ra một trường, hướng Nam Cung Nhã Tình đầu lâu đánh tới. Nếu như chụp thực, coi như không chết, Nam Cung Nhã Tình vậy được rơi cái trọng thương kết quả. Nàng vội vàng thúc giục linh khí, hướng bên cạnh né tránh, bàn chân đạp trên mặt đất lúc đó, một hồi hư không lực lượng thông suốt ra, để cho nàng lòng bàn chân sinh gió, nhanh như bôn lôi. Vĩnh Hằng chi đạo, ngự phong đạp sóng. Nam Cung Nhã Tình thi triển chính là Vĩnh Hằng thần điện cấp một thân pháp thuật, ngự phong đạp sóng. Đem tu luyện tới cao thâm bước, chỉ cần ở địa phương đó có gió có nước, là được ngồi gió lên, đạp lãng mà đi, quỷ mị vô ảnh, tới lui mất tăm. Trên trường sinh đảo thiếu nước, lại có gió. Liệt liệt tật phong bao quanh Nam Cung Nhã Tình, để cho nàng tránh thoát một kích này. Âu, có chút ý tứ, lại có thể hiểu được như vậy thân pháp công pháp. Bất quá liền xem ngươi có thể thi triển ra mấy lần tới. Thái Trạch Võ sâu như vậy cười một tiếng, hắn lộ ra bộ phận bản thể hình thái, hai tay mở ra, móng tay nhọn bỗng nhiên nổi lên, hóa thành hai cây sắc bén thép đao. Hắn tốc độ lại vượt qua tốc độ gió, so Nam Cung Nhã Tình đi trước một bước. Cái gì? Nam Cung Nhã Tình con ngươi kịch liệt phóng đại. Nàng còn không có thoát khỏi hiểm cảnh, đối phương nhưng đi trước một bước đuổi theo. Hơn nữa tốc độ còn muốn so nàng mau hơn không thiếu. Vậy cầm lóe lên cuồn cuộn ma viêm thép đao chém xuống, phong tỏa Nam Cung Nhã Tình đường đi tới trước, lúc này nàng đã đừng không biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép tránh. Nếu như muốn để lại tánh mạng, vậy thì nhất định phải trả ra mất đi một cái cánh tay giá phải trả. Việc đã đến nước này, chỉ có thể bỏ nhỏ lấy lớn, Nam Cung Nhã Tình cũng không phải không quả quyết người, trong chớp mắt, nàng cũng đã làm ra quyết đoán. Mất đi một cánh tay, tổng so bỏ mạng tốt. Bất quá nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,
khác một đạo hàn quang kịp thời giết tới, chắn Nam Cung Nhã Tình trước mặt, hơn nữa thuận thế ngăn cản ma khí cuồn cuộn thép đao. Nam Cung Nhã Tình thừa dịp một tích tắc này thời gian, được thoát hiểm, nhanh chóng lui tới 100 mét ra ngoài. Nàng chỉ giác được tim mình phốc thông không ngừng nhảy, mới vừa tử thần cách mình là như vậy gần. Treo tim buông xuống sau đó, nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người quen thuộc cùng Thái Trạch Võ đối lập đứng, tiếp đối phương vậy một đao. Lại là Diệp Thần. Nam Cung Nhã Tình tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ đuổi đến chỗ này, kịp thời cứu nàng. Mãnh liệt như nước thủy triều thế công bị đỡ được sau đó, Thái Trạch Võ vậy ngây ngẩn, bất quá chợt hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhận ra được đối phương thực lực hơi thở sau đó, rất nổi nóng. Nhỏ yếu như vậy con kiến hôi lại dám cùng hắn đối nghịch, chẳng lẽ là tự tìm cái chết? Thái Trạch Võ sợi tóc nâng lên, thẳng xông lên trời cao, mà hắn trong mắt hung quang vậy bộc phát cường thịnh, tựa hồ phải đem Diệp Thần sống sờ sờ nuốt trọn. Diệp Thần tiếp sau một kích này, giảm bớt lực trở lui, cũng không có cùng đối phương làm qua đóng nhiều dây dưa ý. Hắn bước này lui đến Nam Cung Nhã Tình bên người, nghiêng đầu đi qua nhìn nàng, hỏi, ngươi không có bị thương chớ? Nam Cung Nhã Tình lắc đầu một cái, mặt đẹp vẫn ngưng trọng như cũ. Nàng trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Diệp Thần, nhưng là hiện tại cũng không phải là hỏi vấn đề thời gian. Lúc đầu Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ con gái đã có mới vui mừng, thảo nào lúc chiến đấu như vậy không có khí lực, là buổi tối hưởng vui vầy cá nước quá mãnh liệt liền đi, chặc chặc. Thái Trạch Võ giọng âm dương quái khí, lôi thôi lếch thếch, hết lần này tới lần khác có thể đem người tức chết đi được. Nam Cung Nhã Tình là thân trong sạch, nơi nào cấm đắc trụ Thái Trạch Võ như vậy khiêu khích cùng làm nhục, vừa muốn lên tiếng phản bác, lại bị Diệp Thần kéo lại. Diệp Thần cười một tiếng, nói, ở cõi đời này, tất cả chê cũng tới từ đố kỵ, coi như và nàng hưởng thụ vui vầy cá nước người là ta, lại cùng ngươi có quan hệ như thế nào. Diệp Thần lời này trực tiếp đem mình lập vào chỗ chết, rồi sau đó sống lại, lại để cho Thái Trạch Võ trong chốc lát á khẩu không trả lời được. Nam Cung Nhã Tình chính là khuôn mặt đỏ lên, nàng lúc nào cùng Diệp Thần được qua vậy cùng điên loan đổ phượng chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được, vậy thì đưa các ngươi hai cái đi dưới đất đoàn tụ. Thái Trạch Võ thần sắc trầm xuống, trong lòng 10 phần tức giận. Nam Cung Nhã Tình cái này các người gian tuyệt sắc phư vật cần phải là do hắn tới lần đầu thưởng thức mới đúng, lại bị những đứa nhỏ này cho chiếm đi tiện nghi. Hắn huy động trong tay thép đao, bỗng nhiên về phía trước bổ tới, cái này một đao đem thời không cho phách rối loạn, vô số kích động khí lưu rối rít tràn ra. Bất quá Diệp Thần nhưng một chút đều không lo âu, ngược lại đem Nam Cung Nhã Tình kéo đến phía sau mình. Tai nạn thiên kiếm, hoạt tử nhân bình minh. Diệp Thần nghiêng đi về trước chém ra một kiếm, ngập trời tai bốc hơi làm cuồn cuộn đợt sóng, hình như là từ vũ trụ chỗ sâu vô cùng nguyên chi địa tràn ra, mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt. Những cái kia tai khí tại nửa đường bên trong đột nhiên biến hóa, huyễn hóa thành từng tờ một đáng sợ mơ hồ mặt người, bọn họ gầm thét, gào thét, mang theo nồng nặc tức giận cùng không cam lòng. Mà chính là những thứ này cực đoan biến hóa tâm trạng, phụ ở kiếm khí trên, trở thành khác một loại hủy thiên diệt địa tượng trưng. Thái Trạch Võ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đạo kiếm khí kia trong đó hàm chứa tai nạn ý quá mức rõ ràng, để cho hắn cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn. Nhưng vào lúc này, giống như pho tượng đứng lẳng lặng quần áo đen ông già động, hắn vậy trương tái nhợt nét mặt già nua bình tĩnh tới cực điểm, đưa ra một trường, đánh phía những cái kia tai khí. Liền một trường này bình thường không có gì lạ, nhưng thật giống như mọi thứ sấm sét nghiền ép xuống, chư thiên vạn giới cũng ở trong đó luân hồi tuần hoàn, miễn cưỡng không ngừng. Hùng vĩ lực lượng thậm chí xuyên thấu mặt đất tầng, thẳng tới sâu trong lòng đất, đem ngủ say ở trong đó yêu thú cũng đánh thức. Tai nạn thiên kiếm ở một trường này đánh ra dưới, tất cả công kích hóa thành hư không, hơn nữa thân kiếm run rẩy kịch liệt, Diệp Thần cầm kiếm gan bàn tay cũng theo đó vỡ nát. Khí thế thật là mạnh mẽ. Diệp Thần trong lòng ngầm thất kinh thán, thanh niên này thực lực ước chừng ở trăm gia cảnh 8-9 tầng thiên cỡ đó, Diệp Thần tự tin 200 chiêu trong khoảng có thể giải quyết đối phương. Nhưng là vậy quần áo đen ông lão thực lực đã vượt qua trăm gia cảnh, thậm chí trong mơ hồ. Để cho người cảm giác được đến từ thân thể chỗ sâu sợ hãi, hắn có thể xưng là nửa bước thiên quân. Một bước xa, chính là khác xa lắc xa lơ. Bách gia cảnh trong vòng võ giả, sống ở thiên địa, dùng cho thiên địa, có thể nói là lệ thuộc vào thiên địa vạn vật mà sống,
không cách nào chạy khỏi ngũ hành sáu đạo phạm vi. Nhưng là tấn thăng là trời quân cấp cường giả khác, coi như có chút không cùng. Trên có thể liên lạc thiên địa, hạ có thể đả thông vạn vật, tùy mình muốn, ứng vận nhi sanh. Đối mặt quần áo đen ông già cái này một nửa bước thiên quân cường giả, Diệp Thần thần sắc rõ ràng thận trọng rất nhiều. Trước đây hắn chưa bao giờ cùng nửa bước thiên quân cấp bậc đối thủ chân chính giao chiến qua, cho nên không cách nào tra rõ sở đối phương thực lực sâu cạn. Không bằng hôm nay liền đi thử một chút. Quần áo đen ông già ra tay sau đó, Thái Trạch Võ cãi lại rất nhiều, hắn đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống Diệp Thần cùng Nam Cung Nhã Tình. Cho các ngươi cái cơ hội, hiện tại đầu hàng có lẽ có thể không chết. Không nên nghĩ các ngươi có thể chạy khỏi, đại thủ lãnh thực lực sâu không lường được, cũng không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Thái Trạch Võ giọng cao ngạo lạnh lùng, nhưng không cách nào làm người ta phản bác. Hôm nay Nam Cung Vấn Thiên trọng thương không ra, Vĩnh Hằng Thần Điện không người nào có thể ngăn cản Diệu Dạ Thần Uy. Nếu không phải tiểu sư thúc đi chư thiên vạn giới du lịch, nơi nào lại đến phiên các ngươi ngông cuồng. Nam Cung Nhã Tình tức giận bất bình nói. Diệp Thần ngược lại là đối nàng trong miệng vị này cái gọi là tiểu sư thúc có chút hiếu kỳ, bất quá bây giờ là khẩn cấp giây phút, không thời gian trò chuyện những thứ này. Giữa lúc Thái Trạch Võ muốn lần nữa trong lúc động thủ, viễn không một đầu khác, chói mắt bạc ánh sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng được giống như ban ngày. Đạo này huỳnh quang xuất hiện sau đó, Vĩnh Hằng Thần Điện người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng rỡ như điên. Mà Vĩnh Hằng ma tộc những người đó thần sắc có thể không được tốt xem, bọn họ thu hồi tấn công tình thế, dương mắt nhìn hướng tầng mây chỗ sâu, bày trận mà đợi. Đại thủ lãnh Diệu Giả cũng trở về ma tộc trước mặt đội ngũ, tuy không gọi được kinh hoàng cùng sợ, thế nhưng đi dạo sân vắng vậy khí chất vậy không còn gì vô tồn. Bởi vì Nam Cung Vấn Thiên đi ra, đối với bọn họ mà nói không khác nào kinh thiên biến đổi lớn. Một tên ma tộc trưởng lão cau mày, nhìn về phía La Thiên chiến tướng. Ngươi không phải nói Nam Cung Vấn Thiên bị Vĩnh Hằng chi thần bị thương nặng sao? Vì sao hiện tại lại đi ra? La Thiên chiến tướng giống vậy nghi hoặc không thôi. Ta đã để cho người đem tin tức tra rõ sở, hơn nữa ngày đó thành công hơn 100.000 người gặp được Nam Cung Vấn Thiên, người bị thương nặng, chuyện này tuyệt không khả năng là giả. La Thiên chiến tướng trong lòng phiền muộn, hắn vốn là đã vạn phần xác định, Nam Cung Vấn Thiên không cách nào xuất chiến. Trong tộc đào tạo ngươi, không phải là vì để cho ngươi cung cấp tình báo sai lầm tin tức. Tên kia ma tộc trưởng lão không theo không cào. Ngươi! Được rồi, cũng im miệng. Đứng ở phía trước nhất đại thủ lãnh Diệu Dạ lên tiếng. Các ngươi phải chăng nghe qua một câu nói kêu tức nước vỡ bờ, già nua sư tử đực, ở con cái của mình gặp sinh tử kiếp khó khăn thời điểm, vậy sẽ dùng hết một miếng cuối cùng khí. Diệu Dạ nhìn về viễn không, ánh mắt thâm thúy, tựa như xuyên thấu vậy phiến nồng đậm tầng mây, cùng Nam Cung Vấn Thiên xa xa đối mặt. Chỉ chốc lát sau, vậy nồng đậm tầng mây phá vỡ, một đạo thân ảnh bước ra, chính là tay cầm trường kiếm Nam Cung Vấn Thiên. Hắn khí thế khoáng đạt vô cùng như cũ mang theo tuyệt thế cường giả phong tư. Tại chỗ chỉ có le que số ít mấy người có thể phát giác ra được, vậy cùng cường thịnh bề ngoài hạ, rất có một phần sắc nghiêm túc bên trong nhiễm. Diệu Dạ, nhiều năm không gặp, người vẫn là thích bày cái này thúi mặt. Nam Cung Vấn Thiên nụ cười ôn hòa, bất quá kiếm trong tay quang nhưng không có nương tay, mới vừa rồi một kiếm quét sạch, liền tiêu diệt hơn ngàn tên ma tộc tinh nhuệ. Nam Cung Điện Chủ, người không cũng giống như vậy sao? Vì chút mặt mũi liền không chừa thủ đoạn nào, là thời điểm nên trả lại nhiều năm trước nợ. Diệu Dạ cho phản kích, một mực bình thản như nước con ngươi ở gặp được Nam Cung Vấn Thiên sau đó, rốt cuộc tóe ra cửu hận ngọn lửa. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệu Dạ đại thủ lãnh lại có thể đối Nam Cung Vấn Thiên có mạnh như vậy mãnh liệt hận ý, liền liền người của ma tộc cũng theo đó khác biệt. Đại thủ lãnh là cùng Nam Cung Vấn Thiên có cái gì va chạm sao? Từ vừa mới bắt đầu chính là nói năng thận trọng, đi tới nơi này mà đại khai sát giới. Ta cũng cảm thấy trong đó nhất định là có nào đó đoạn chuyện cũ, nếu không đại thủ lãnh sẽ không như vậy thất thố. Nam Cung Vấn Thiên đôi mắt hơi đông lại một cái, hắn hiện tại đúng là mạnh chống đi ra, thực lực chưa đủ thời kỳ tột cùng năm thành. Nhưng hắn nếu không phải đi ra, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Điện sợ rằng cũng sẽ hủy trong chốc lát. Diệu Dạ, người vẫn là như vậy tính cách. Chưa từng sửa đổi, cũng khó trách, chỉ có thể ở chiến tướng vị trí quanh quẩn,
từ đầu đến cuối không cách nào có được vậy mấy cái lão gia trọng dụng. Nam Cung Vấn Thiên than thở một câu. Diệu Dạ không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, nâng lên quả đấm oanh tới đây, vô cùng minh mông ma khí ở sau lưng hắn ngang nhiên thành hình, ngưng tụ thành một đầu hung thần ác sát thái cổ cự thú. Hung mãnh cực kỳ dung nham ngọn lửa, từ cự thú kia trong miệng phun phát ra ngoài, đầy trời đều là ngọn lửa, đốt được hư không đều hòa tan. Ma nham vô cực trưởng. Diệu Dạ triệu hoán ra cao nhất thần thông, đây là vĩnh hằng ma tộc một vị tổ tiên, đang cùng một đầu thiên quân cấp bậc viễn cổ ma thú, chiến đấu dòng dã 7732 thiên hậu, sáng lập đi ra ngoài chiêu thức. Lúc ấy vị kia ma tộc tổ tiên chính là bằng vào một trưởng này tiêu diệt đầu kia, đản sanh vu hỗn độn xuất thần trong thời kỳ hư không cự thú, hơn nữa lợi dụng kỳ cốt hài chế tạo thành đương kim chiếc kia hư không thuyền to hình thức ban đầu. Chính là Diệu Dạ các người ngồi xuyên qua hư không mà đến khổng lồ thuyền to, dòng dã xài ma tộc mấy chục đời người trải qua, rốt cuộc chế tạo xong. Ở xuyên qua hư không, né tránh vĩnh hằng thần điện điều tra trong quá trình, hư không thuyền to phát huy không thể thay thế tác dụng trọng yếu, man thiên quá hải, thẳng tới vĩnh hằng thần điện chỗ ở trường sinh đảo. Một trường kích động, mưa gió xé ra tinh thần, thông suốt tầng mây cũng bị vô tận trường phong thổi lên một đạo rộng rãi cổ lộ. Mà đạo này ma trưởng sở đối chính xác cuối, chính là Nam Cung Vấn Thiên. Ma trưởng mang theo vô tận sấm sét cùng gió lớn, còn có hai đạo ngọn lửa từ bên cạnh xuyên ra tới, tựa như dung luyện thành hai tòa vang khắp cao nhất tiếng sấm cung điện, trung vang tới giữa, ào ào, muốn phải chiếm đoạt vạn vật. Nam Cung Vấn Thiên thấy vậy nghiêm nghị, hắn thực lực đúng là mạnh hơn Diệu Dạ, nhưng đó là ở hắn người bị thương nặng trước, hắn bây giờ vì chữa thương, phong tồn trong cơ thể vĩnh hằng lực. Không cách nào vận dụng. Vậy mang theo diệt thế ma viêm đáng sợ bàn tay lớn hung hăng trấn áp xuống tới, phải đem Nam Cung Vấn Thiên hoàn toàn phong ấn. Nam Cung Vấn Thiên thân là vĩnh hằng hư không tuyệt thế cường giả, lại sao có thể tùy tiện nói bỏ, hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể có một đạo nhức mắt sắc bén, đi đôi với gào thét kiếm khí phóng lên cao, biến dạng hết thảy. Vậy lau sắc bén trong chốc lát bao phủ nguyên cái thiên địa, vô số người làm hoảng sợ. Kiếm khí tạo thành ảo ảnh cũng là một chuôi cự kiếm, ngút trời lên, xuyên phá liền to lớn kia ma viêm bàn tay, cái này mới chậm rãi tiêu tán quy về vô hình. Vĩnh hằng ma tộc người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy thực lực, thật giống là trọng thương người có thể phát ra sao. Bất quá người ở chỗ này bên trong, Diệu Dạ cũng không kinh ngạc, hắn chỉ là tùy ý một trường, tiêu hao không hề to lớn. Nhìn lại Nam Cung Vấn Thiên, một kiếm này dùng đi hắn không thiếu còn sót lại lực lượng. Diệp Thần cùng Thái Trạch Võ bởi vì trên trời bùng nổ đại chiến, mà không thể không lui về tới riêng mình trận doanh trong đó. Vĩnh hằng thần điện ở giữa không ít người đều nhìn về chân trời, thần sắc ngưng trọng. Thân là thần điện cao tầng, bọn họ thực lực vậy không giống vật thường, tự nhiên nhìn thấu Nam Cung Vấn Thiên khó mà chống đỡ. Diệp Thần cau mày, tạm thời tới giữa có chút quấn quýt. Nếu thật mặc cho Nam Cung Vấn Thiên bị đánh bại, vậy lấy được huyền tôn cửa bí mật có thể thì thật bị lỡ. Viễn không trên chiến trường, Nam Cung Vấn Thiên lại dùng kiếm chảm phá đại thủ lãnh Diệu Dạ hai cái ma quyền, nhưng rõ ràng thân thể có chút lảo đảo lắc lư. Phụ thân, ta tới giúp ngươi. Một đạo khẽ kêu tiếng bỗng nhiên vang lên, mọi người nhìn thấy, nguyên lai là Nam Cung Nhã Tình. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, trong mắt mang có một màn kiên quyết, nghĩa vô phản cố đứng ở Nam Cung Vấn Thiên trước mặt. Như nón nà vậy trắng nón mảnh khảnh hai ngón tay tại không trung buộc vòng quanh phức tạp trận văn, theo hai tay khép lại, huyền diệu lực lượng chậm rãi xông ra, đem nàng cùng Nam Cung Vấn Thiên hai người đều là bao ở. Đại thủ lãnh Diệu Dạ di một tiếng, con người bỗng nhiên co rúm một cái. Không nghĩ tới Nam Cung Vấn Thiên con gái lại có như vậy thiên phú, ha ha, lại có thể điều động huyền tôn cửa lực lượng, bất quá hành động này ngươi lại có thể chống đỡ đến khi nào đâu. Hắn một lần nữa hơi ra hủy thiên diệt địa một quyền, liền nhiều đám mây cũng bốc cháy. Vĩnh hằng thần điện nửa đêm lúc, vô số người nhìn thấy nhưng lại như là ban ngày vậy ngọn lửa, làm người ta kinh tâm động phách, hoảng sợ không thôi. Vậy tràn đầy ma lực ngọn lửa ngút trời một quyền, hung hăng nện ở Nam Cung Nhã Cầm nơi xen lẫn ra huyền tôn trận trên. Vậy đạo thuần túy huyền diệu lực lượng xem nước gợn nhộn nhạo hai cái, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Nam Cung Nhã Tình trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nàng cố gắng kềm chế hô hấp thổ nạp tiết tấu, từng đạo huyền ảo linh quang từ trong hư không xông ra, mỗi một đạo trong ánh sáng thì có một loại thần kỳ thiên tài địa bảo,
lộ vẻ hiện ra, hóa thành lực lượng nhu hòa, bình phục nàng trong cơ thể chập chờn. Gặp tình huống như vậy, Diệu Dạ đại thủ lãnh cặp mắt đột nhiên trầm xuống, lần này hắn trực tiếp hươi ra hai quả đấm. Toàn bộ Trường Sinh đảo đều ở đây vô hình bá đạo lực lượng hạ, lảo đảo muốn rơi xuống, tựa hồ một khắc sau liền sẽ rơi xuống vậy. Cứu mạng à, ta không muốn chết ở chỗ này. Thả ta đi ra ngoài, ta không phải Vĩnh Hằng Thần Điện người, ta lập tức thối lui ra Vĩnh Hằng Chi Thành, van cầu các ngươi đừng giết ta. Ta cũng và Vĩnh Hằng Thần Điện không có bất luận quan hệ gì, ta là vô tội. Không thiếu ví dụ như loại này thanh âm, này thay nhau vang lên, ở bọn họ xem ra, Vĩnh Hằng Thần Điện đã xong đời. Lúc này ngược lại không như bỏ tối theo sáng, quay lại tiếp tục tìm kiếm mới đường sống. Gào thét gió lớn thổi được Diệp Thần các người gò má làm đau, bất quá Diệp Thần không thèm để ý chút nào, hắn nhìn chằm chằm vậy hai con ngọn lửa bàn tay lớn. Làm vậy đầy trời ngọn lửa cuộn sạch mà qua, toát ra như kim luân vậy ánh sáng sáng chói, cho dù là Nam Cung Nhã Tình chống lên huyền tôn lực cửa trận, cũng không cách nào hoàn toàn né tránh tổn thương. Diệp Thần bằng vào cực xa thị lực, thậm chí có thể nhận ra được Nam Cung Nhã Tình trong cơ thể xương cốt đã hao tổn bể một ít, tiếp tục như vậy nữa, liền kinh mạch cũng sẽ không chịu nổi như vậy cuồn cuộn uy áp. Con gái, là cha bất lực, Nam Cung Vấn Thiên, thống khổ nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm. Một lát sau, trong mắt hắn nổ bắn ra ra sáng chói chói mắt sạch bóng. Diệu Dạ, ngươi nếu như dám động con gái ta một tí, bổn điện chủ chính là chết, cũng phải kéo ngươi cùng nhau xuống suối vàng. Nam Cung Vấn Thiên nói như chín tầng trời sấm, chấn nhiếp thập phương, ẩn chứa trong đó không giấu được ngút trời tức giận. Thiên quân giận dữ, đổ máu vạn dặm. Mạnh mẽ như Diệu Dạ cũng không khỏi không ước lượng một tí, cuối cùng vẫn là thu hồi bộ phận thế công. Nam Cung Nhã Cầm gặp mình phụ thân muốn đi ra ngoài đã chết tương bác, nhất thời vạn phần nóng nảy, có thể nàng lúc này muốn duy trì huyền tôn lực trận pháp, không cách nào phân tâm. Đang nàng tâm lực quá mệt mỏi lúc đó, một bóng người đi tới sau lưng nàng, phá vỡ vậy huyền tôn cửa xây dựng đi ra ngoài trận pháp, như vào chỗ không người. Nam Cung Vấn Thiên vậy lúc này mới phát hiện, người đến lại là tên này. Có thể hắn vì sao có thể không coi ai ra gì xuyên qua cái này phiến kết giới. Chú ý tới một màn này người vậy rối rít làm kinh ngạc không thôi, tạm thời tới giữa không nghĩ ra nguyên do trong đó. Diệp Thần lợi dụng trong cơ thể ư bia lực lượng, biến dạng một phiến hư không, đi tới phía sau bọn họ. Bởi vì hắn trong mơ hồ nghe được huyền tôn cửa đối mình triệu hoán, mà đáy hồ vậy thủ kiếm người lưu lại kiếm quang nơi nhắc nhở, lúc này kiếm quang vậy cùng thiên địa hòa làm một thể. Diệp Thần liền biết, đây là nó ở cho mình dẫn đường. Ngươi sao tới, Nam Cung Nhã Tình cũng không quay đầu lại hỏi, nàng bả vai nhỏ không thể xem kỹ run rẩy một tí. Diệp Thần suy nghĩ một chút, chợt cho ra một cái chẳng phải đường đột lý do. Hoặc giả là ta cùng cái này huyền tôn cửa có chút duyên phận, ta có thể nghe được nó đang kêu gọi ta. Nam Cung Điện Chủ, ngươi không ngại chứ? Nam Cung Vấn Thiên cười khổ. Lúc này Diệp Thần có thể đi vào huyền tôn lực xây dựng trận pháp, đây cũng là tất nhiên đại biểu hắn cùng huyền tôn cửa có liên hệ nào đó. Chỉ cần có thể cho gọi ra chân chính huyền tôn cửa, dùng để bảo vệ Trường Sinh đảo, lần này nguy cơ có lẽ là có thể giải quyết dễ dàng. Hắn liền cao hứng cũng không kịp, lại sao sẽ để ý. Diệp Thí Thiên, như ngươi có thể cùng Nhã Tình hợp lực, cứu ta Vĩnh Hằng Thần Điện, tương lai điện chủ vị trí chính là ngươi. Nam Cung Vấn Thiên thần tình nghiêm túc. Giọng chắc chắn, hắn trên đầu thoáng qua hai tiếng sấm, sáng chói vô cùng. Đây là đang lập được lời thề, để cho Diệp Thần không cần hoài nghi như vậy cam kết chân thực tính. Nếu như hứa hẹn người có chút đổi ý, liền sẽ gặp phải thiên kiếp cắn trả. Nam Cung Vấn Thiên, đây là xuống vốn gốc à? Diệp Thần không khỏi làm chắc lưỡi hít hà. Hắn xoay người đi, đi tới Nam Cung Nhã Tình bên người, ngồi xếp bằng xuống, cùng nàng đứng sóng vai. Dù vậy, hắn vẫn không cảm nhận được vậy tia liên hệ kỳ diệu, không khỏi được nhíu mày một cái, đang suy tư lúc đó, bên cạnh Nam Cung Nhã Tình nhưng một cái vươn ngọc thủ bắt được hắn. Liền vào giờ khắc này, Diệp Thần đầu óc bên trong tràn vào như thủy triều khổng lồ tin tức, rất nhanh liền sắp hàng tổ hợp, ở trán hắn trên hiện ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt cửa. Nam Cung Nhã Tình thấy một màn này, không khỏi được cười, cùng lúc đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ta đoán không lầm. Trong sách mà nói, vận dụng huyền tôn cửa, nhất định phải một âm một dương, lẫn nhau liên lạc,
mới có thể cho gọi ra cường đại nhất huyền tôn cửa. Nàng nơi thấy qua trong cổ tịch, có liên quan huyền tôn cửa ghi lại, đã là như vậy. Nàng hiểu cái gọi là một âm một dương, lẫn nhau liên lạc chính là trai gái chung nhau lực ngưng tụ lực tính, mà nàng từ nhỏ đến lớn đều rất bài xích người đàn ông, càng không muốn và người đàn ông tiếp xúc, vì vậy cho tới nay, nàng cũng đối trưởng khống huyền tôn cửa có cự tuyệt ý. Cho nên cho tới nay, nàng chưa từng chủ động yêu cầu tiếp nhận huyền tôn cửa lực lượng, cho đến Lâm Nguy vâng mệnh, mới lần nữa chấp trưởng cửa này. Mới vừa Diệp Thần nói, hắn đối huyền tôn cửa cũng có một chút cảm ứng lúc đó, Nam Cung Nhã Tình không khỏi phát hiện cái gì. Có lẽ ý vị này, nàng chỉ có và Diệp Thần chung nhau khởi động huyền tôn cửa, mới khá nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, một chỗ khác, ngồi xếp bằng Nhâm Phi Phàm đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn huyết nguyệt lưu chuyển, là máu lại kiên quyết. Sau đó, Nhâm Phi Phàm đứng lên, lạnh như băng con người chỉ như vậy ngưng mắt nhìn trước mặt thanh kiếm kia. Chuôi này có cực mạnh huyết nguyệt lực, lại bị thương khung 10 luân huyết nguyệt vây quanh kiếm. Một bên ông già thân thể mờ đi không thiếu, sợ rằng phải không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Hắn hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, nói, ngươi còn muốn thử nghiệm. Cái này mấy ngày, ngươi có biết thương thế trên người của ngươi có bao kinh khủng. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói Vũ Hoàng Cổ Đế Cục, ngươi liền rời đi nơi này cũng không thể. Đây là cảnh cáo, không phải nhắc nhở. Nhưng mà, Nhâm Phi Phàm nhưng là cười một tiếng, cái thế giới này nào có như vậy nhiều cảnh cáo. Ta Nhâm Phi Phàm muốn chấp trưởng đồ, cho tới bây giờ không có thất bại. Đây bất quá là một thanh kiếm mà thôi. Một giây kế tiếp, Nhâm Phi Phàm lần nữa cầm chuôi kiếm. Hư không chập chờn, tựa như vô số đạo quang xuyên thấu Nhâm Phi Phàm thân thể. Mà Nhâm Phi Phàm quanh thân lại có một đạo cực mạnh huyết quang bảo vệ. Không chỉ như vậy, Nhâm Phi Phàm trên thân hình lại là lưu động cổ xưa hoa văn. Đây là Nhâm Phi Phàm bảo vệ. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm trong mắt dữ tợn. Chịu đựng trong kiếm truyền tới mọi thứ tổn thương. Một bên ông già khá là lộ vẻ xúc động, trong lòng lẩm bẩm nói. Sợ rằng cái này thế gian, có lớn như vậy nghị lực người, chỉ có Nhâm gia thiên mệnh và vậy luân hồi chi chủ. Nhưng mà, vẫn bị thất bại. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm, quanh thân sức sống đang cấp tốc chạy mất, dường như muốn chết. Ông già nhưng mà rõ ràng kiếm này bên trong rốt cuộc cất giấu dạng gì lực lượng. Năm đó phong ấn thanh kiếm này cấm chế, nhưng mà đủ để hủy diệt một vị vô thượng thiên quân. Càng không cần phải nói Nhâm Phi Phàm còn đang chống cự trước trong kiếm kháng cự. Nhưng vào lúc này, ông lão con ngươi chợt co rúm một cái, nguyên bản giếng cổ không dao động mặt mũi đổi được cực độ tức giận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Phi Phàm, thất thanh nói, làm sao có thể? Tên này mà lại ở cái thế giới này dòm ngó thấy cái thế giới kia. Thời khắc này Nhâm Phi Phàm, trong mắt lại nữa dữ tợn và là máu, mà là rửng rưng. Hắn trong con ngươi, lại có thể tựa như chiếu ngược một khối thế giới. Đó là không không thế giới. Nhâm Phi Phàm tựa như bị một cổ lực lượng lôi kéo đến một cái địa phương nào đó. Hắn cũng không chân chính ý nghĩa thượng khuy gặp không không. Mà đây cái không không thế giới, cho người hư ảo và cảm giác không chân thật. Nhưng hắn lại tựa như nhìn thấy như sóng tràn bờ sơn hà. Đây là ảo ảnh. Vẫn là nói gì. Nhâm Phi Phàm cố gắng cảm thụ thế giới trước mắt, nhưng, chuyện cùng mong muốn. Cho dù hắn thực lực ở đời này xếp trước năm, nhưng hôm nay thân thể tình trạng đã cực độ gánh vác. Trên thực tế hắn con ngươi, khóe miệng, lỗ tai cũng chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Có thể hắn như cũ lựa chọn tiếp tục đem hết thảy sự chú ý ngưng tụ đến cái thế giới này. Đột nhiên, Nhâm Phi Phàm tựa như thấy được mấy đạo thân ảnh. Vậy mấy đạo thân ảnh trôi lơ lửng hậu thế. Thậm chí ngưng mắt nhìn hắn. Đây là Hồng Quân và Võ Tổ các người. Nhâm Phi Phàm hết sức muốn nhìn rõ mấy người kia mặt mũi, nhưng phát hiện hắn không làm được. Một cổ cực độ trống rỗng cảm giác tựa như cuốn tới. Hắn phát hiện trong con ngươi trông thấy thế giới bị xé. Vậy không biết đúng hay không là không không thế giới lúc này sụp đổ. Trong cuộc sống thực tế Nhâm Phi Phàm khạc ra một ngụm máu tươi tiệm nhiễm ở vậy trên trường kiếm. Máu, ngay lập tức liền bị kiếm hấp thu. Mà Nhâm Phi Phàm thân thể cũng là ngã xuống. Lần này thương thế, xa so lần trước còn nặng hơn. Vậy lão người thở dài một tiếng, biết Nhâm Phi Phàm thất bại,
hắn lẩm bẩm nói, mặc dù ngươi khiếp sợ đến ta, nhưng là ngươi bây giờ muốn chấp trưởng vẫn là. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì ông già phát hiện, vậy từng đạo xiềng xích lại bắt đầu chặn. Mấy giây sau đó, xiềng xích lại chặn một nửa. Cũng chỉ nói phong ấn một nửa giải trừ. Cái này, làm sao có thể? Lại thật bị Nhâm Phi Phàm làm được. Ông già chế trụ nội tâm khiếp sợ, hết thảy còn cần cùng Nhâm Phi Phàm tỉnh lại mới có thể xác định. Bất quá lần này Nhâm Phi Phàm quá mạo hiểm, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hắn loại cấp bậc này cường giả, bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, cố nhiên tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng cũng cần một ít ngày giờ. Ông lão bóng người đã mở đi rất nhiều. Hắn nhìn một cái hôn mê Nhâm Phi Phàm, lẩm bẩm nói, Nhâm tiểu tử đều như vậy kinh diễm, vậy luân hồi chi chủ thì như thế nào? Hắn tiềm lực có thể chặt đứt gông xiềng 100 sao? Tựa hồ võ đạo trên lịch sử, căn bản không có người làm được à? Bất quá vậy luân hồi chi chủ bước vào võ hư cảnh, còn thật không nhất định. Ông già không nhiều lời nữa, nhìn một cái thanh kiếm kia, rồi sau đó nhắm mắt lại, lựa chọn yên lặng bảo vệ Nhâm Phi Phàm. Cùng lúc đó, vĩnh hằng hư không. Đi qua chốc lát vùng vẫy cùng quấn quýt, Nam Cung Nhã Tình đã làm xong chuẩn bị, chính là phải đem hai người phong bế, ở một chỗ khác trong hư không hoàn thành liên hiệp, từ đó mượn dùng huyền tôn cửa lực lượng. May mắn hiện tại đã không cần. Bất quá chẳng biết tại sao, Nam Cung Nhã Tình trong lòng trống rỗng, lại có chút thất lạc. Diệp Thần cũng không thời gian đi quản nàng tâm trạng biến hóa, làm Nam Cung Nhã Tình tay trắng cùng hắn 10 ngón tay tương khấu sau này, trận kia hào hùng lực lượng ngay tức thì tiến vào trong cơ thể hắn. Huyền diệu cao thâm linh lực lặng lẽ vận chuyển, lại dần dần ở Diệp Thần bề mặt hóa thành một tầng cháy lửa cháy mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vĩnh Hằng Thần Điện đám người chờ đợi vô cùng nóng nảy. Vĩnh Hằng ma tộc người xâm lược nhưng có chút không nhịn được, nhưng mà liền đại thủ lãnh cũng không có cách nào phá vỡ vậy phòng ngự trận, bọn họ vừa có thể làm gì. Đại thủ lãnh, chúng ta chỉ có đem Trường Sinh Đảo cùng Vĩnh Hằng chi thành dưới sự khống chế tới, hẳn liền nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối, đến lúc đó hắn Nam Cung Vấn Thiên cho dù thoát khốn, vậy trốn không xa. Mấy người còn lại cũng cảm thấy được có đạo lý. Diệu Dạ dứt khoát phung tay lên. Mặc cho mấy tên ma tộc cao tầng dẫn dưới quyền đi trước quét sạch hắn chỗ. Đại thủ lãnh Diệu Dạ một người đứng chắp tay, lơ lửng tại giữa không trung, vậy không ra tay hủy diệt kết giới, mà lại yên tĩnh chờ đợi. Hắn đã nhìn ra, Diệp Thần tiến vào kết giới sau đó, huyền tôn cửa lực lượng bỗng nhiên tăng mạnh, xảy ra biến hóa kỳ diệu. Cho dù hắn toàn lực tấn công, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải huyền tôn cửa lực lượng, chỉ sẽ trắng trắng tiêu hao ma lực. Hiện tại liền xem bọn họ có thể sinh ra như thế nào phản ứng. Mà hắn ý niệm vừa dứt, vậy ngồi ở Nam Cung Nhã Tình bên cạnh Diệp Thần mở hai mắt ra, mạnh mẽ bá đạo hơi thở, từ trong cơ thể bộc phát ra. Diệp Thần khẽ mỉm cười, khóe miệng nâng lên, hai con ngươi bên trong lực lượng vô danh lưu chuyển, chỉ cần hướng hắn chỗ ở phương hướng xem một chút, liền sẽ cho người lòng rung động. Hắn quanh thân phun trào ra hào hùng linh lực, ngay lập tức tới giữa giống như sóng biển cuộn sạch. Cuồn cuộn không ngừng, đem toàn bộ chân trời chìm ngập. Từ phía dưới đi lên nhìn người, nhất thời sắc mặt bị sợ phát trắng, ở bọn họ trong tầm mắt, phảng phất có một cái sóng lớn mãnh liệt sông lớn từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ mặt đất, phải đem tất cả người chết chìm. Trung ương sông lớn vị trí, một đạo ánh sáng lặng lẽ hiện lên, chuyển biến thành mênh mông ánh sáng, như ánh trăng vậy treo trời cao. Theo vậy ánh sáng bay lên. Vô số do linh lực hóa thành con sông rối rít bị hắn hấp thu, giống như cá voi hút nước, cảnh tượng 10 phần rung động. Vậy ánh sáng tiêu tán sau đó, khí tức cổ xưa lần nữa cuốn sạch toàn bộ phòng khách. Chân chính huyền tôn cửa ngang trời xuất thế. Kinh thiên động địa vang lớn, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Vậy một đạo cổ xưa môn hộ, yên tĩnh trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cửa là nhắm, để lại một cái khe hở. Nhưng nếu là có người từ khe hở kia bên trong nhìn, cảnh tượng trước mắt liền sẽ kịch liệt biến hóa. Vô cùng vô tận, trùng điệp vạn dặm dãy núi nối liền đường chân trời một đầu khác, núi non trùng điệp, sơn hà xinh đẹp, hắn trong ít ỏi vạn con sông lớn, từ trong xuyên qua vách đá thẳng đứng, cô gió tuyệt cảnh, đẹp không thể tả. Cái này một bao bạc nguy nga cảnh tượng, là thiên địa tự nhiên nơi xây. Diệu Dạ đại thủ lãnh đối mặt với vậy huyền tôn cửa. Thần sắc ngưng trọng dị thường.
hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai người lại thật tâm ý tương thông, âm dương liên hiệp, triệu hoán ra trong truyền thuyết huyền tôn cửa bản thể. Phải biết, vậy huyền tôn cửa từ đi sâu vào vĩnh hằng thần điện tổ địa, liền vẫn không có mới đi ra qua, cho dù vĩnh hằng thần điện đã từng gặp qua diệt tông nguy cơ, huyền tôn cửa cũng không có phân nửa động tính. Trước vận dụng cũng không qua coi như là huyền tôn cửa hư ảnh. Hết lần này tới lần khác lần này, huyền tôn cửa bản thể đi ra. Huyền tôn cửa, lấy ta tên, mệnh ngươi phân biệt thiện ác gian tà, bảo vệ ta vĩnh hằng thần điện người. Diệp thần tay bưng pháp ấn, sau lưng dần dần xuất hiện một đóa hừng hực thiêu đốt hồng liên. Vậy đóa hồng liên, chính là huyền tôn cửa lực lượng hóa thành dấu vết, mãi mãi không tiêu tan, vạn cổ bất diệt. Đại thủ lãnh Diệu Dạ biết, lúc này nếu như không được động, hắn sợ rằng liền lại không có cơ hội, trong mắt sắc bén chớp mắt, cổ tay lột. Một chuôi bí ẩn dao gam hóa là một đạo hắc ám cầu vòng, bạo xạ ra. Ngay tức thì chạm phá hết thảy trở ngại, chạy thẳng tới Diệp Thần ấn đường. Vậy tốc độ của chủy thủ cực kỳ nhanh chóng, cho dù là có tầng tầng hư không lực lượng từ trong ngăn trở, khoảnh khắc tới giữa cũng bị đồng loạt xuyên qua, vượt qua trăm dặm, thoáng qua liền tới. Có thể khác một món hàn băng u hỏa vào lúc này, đột nhiên tách thả ra, vậy đóa màu băng lam xương tuyết hoa, đem cây chủy thủ kia gắt gao thẻ ở. Không được lại tiến thêm phân nửa. Diệp Thần trước mặt, thân mặc quần đỏ Nam Cung Nhã Tình thần sắc lạnh như băng, ánh mắt tản mát ra vạn cổ không thay đổi dùng mình. Hai người ngồi xếp bằng tại huyền tôn cửa hai bên trái phải, giống như là băng lửa hai tầng trời nắm giữ, chỉ là tản ra uy thế, liền làm cả trường sinh đảo run rẩy. Vĩnh hằng ma tộc người, trong chốc lát lại trở nên có chút hốt hoảng. Bởi vì huyền tôn cửa bộc phát ra băng cùng lửa bao phủ toàn bộ trường sinh đảo. Mỗi tản mát ra một đoàn băng lửa ánh sáng, liền sẽ bao phủ ở một tên vĩnh hằng thần điện người thân thể. Như vậy lặp đi lặp lại, cơ hồ là ở trong mấy hơi thở cũng đã hoàn thành. Làm vĩnh hằng ma tộc người lần nữa cầm đao cầm kiếm chém tới lúc đó, nhưng phát hiện bọn họ vũ khí không cách nào xuyên thủng đối phương hộ thể băng lửa. Cái này, vĩnh hằng ma tộc người trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Một đám ma tộc cao tầng lại là thần sắc lạnh như băng. Rõ ràng thật tốt thế cục lúc này lại lâm vào cứng ngắc trạng thái, sao có thể không làm người ta căm tức. Giữa không trung bên trong, không thiếu vĩnh hằng ma tộc người hướng huyền tôn cửa phát khởi tấn công. Có thể cuối cùng đều là tốn công vô ích, hậm hực mà về. Huyền tôn cửa kết giới bình phong che chở, cũng không tầm thường lực lượng có thể phá. Nam Cung Nhã Tình sau lưng vậy đóa băng xương hoa ngay tức thì bể tan tành, biến thành từng cơn đậm đà hàn băng lực. Tiến vào thân thể của nàng trong đó. Cuối cùng đều là tụ tập ở nàng trên cánh tay, ngưng kết thành một cái đông thiên đông đất băng xương kiếm. Băng xương gắn đầy kiếm, phát ra một tiếng thanh khiếu, vậy một hồi hàn băng lạnh ý tại trong hư không hiện lên. Một kiếm này lực lượng không hề gọi là như thế nào mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng tinh thuần, cơ hồ là một kiếm hàn thiên đỉnh cấp, hiểu được kiếm ý, chính là tham phá liền kiếm pháp. Lấy vĩnh hằng thần điện tên. Giết chết tất cả người xâm lăng. Người phản kháng, chém tất cả. Lúc này Nam Cung Nhã Tình giống như là tay kia cầm sinh sát đoạt dư quyền hành, cao cao tại thượng hàn băng nữ vương, không mang theo bất kỳ cảm tình sắc thái. Nàng vậy cầm băng xương kiếm vẽ ra một cái yêu mỹ mà quỷ dị đường vòng cung, xoay tròn bên trong, xương tuyết đầy trời. Dưới đáy rất nhiều vĩnh hằng thần điện cường giả chính là mù quáng, rối rít cầm vũ khí lên, thi triển đại chiêu. Không sợ chết xông về vĩnh hằng ma tộc người. Người giết chết ta sư phụ, hôm nay để mạng lại. Tội đáng chết vạn lần vĩnh hằng ma tộc, cũng hồi các ngươi quê quán đi đi. Thanh Nhi, ngươi không chỉ có giết chết ta Thanh Nhi, còn làm bẩn nàng trong sạch, ta muốn ngươi mạng chó. Này thay nhau vang lên tức giận tiếng, ở từng cái phương vang lên. Ngay sau đó chính là ánh đao kiếm ảnh, màu máu ngất trời, khắp nơi bộc phát kịch liệt chiến đấu. Ở loại khí thế này khích lệ dưới, vậy một phần chia tham dự chiến đấu người chính là lấy được huyền tôn cửa hộ thể cường hóa, đối phương căn bản không đả thương được bọn họ. Mà chỉ cần bọn họ ra tay một cái, đối phương cũng chỉ có tránh né phần. Chiến đấu, chỗ ở một bên ngã hình thức. Chẳng ai nghĩ tới, sẽ là như vậy kết quả. Diệu Dạ đại thủ lãnh hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Huyền tôn cửa do hai cái trẻ tuổi hậu bối liên thủ mở. Hơn nữa triệu hoán ra chân chính môn hộ. Có huyền tôn cửa gia trì, sợ rằng bọn họ cũng đã thắng một nửa. Không thiếu vĩnh hằng ma tộc chiến sĩ bị tách ra,
đánh được quân lính tan rã, từ đó ảnh hưởng đến toàn thân thế cục. Bất quá dù vậy, chiến cuộc còn đang ma tộc một phe nắm trong tay bên trong, dẫu sao bọn họ cũng không chỉ mang tới người cùng một đường ngựa. Hư không vương, đi ra đi. Diệu Dạ đại thủ lãnh yên lặng nhắc tới, cùng lúc đó lấy ra một chùm xương dây chuyền, trên đó lóe lên làm người sợ hãi khó hiểu sáng bóng. Đây là hư không cự thú vương giả đầu lâu, mượn này đầu lâu, kêu lên nó tên chữ, hư không cự thú liền có thể xuyên qua tinh thần, vượt qua ngân hà tới, coi thường thời gian cùng không gian trở ngại. Theo lời của hắn rơi xuống, bầu trời chỗ sâu tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như bị cuốn lên loại nào đó gió bão, vô tận cuồng bạo sấm sét đang ở trong đó nổi lên. Không ít người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy vốn là sắp đạt tới bình minh, lần nữa bị vô tận hắc ám nuốt mất, mà ở trên trường sinh đảo mấy chục ngàn thước trên không, một chiếc lớn đến không cách nào tưởng tượng hư không thuyền to phá không tới, che khuất bầu trời, to lớn vô biên. Mây sấm giống như thiên kiếp, một tầng liền trước một tầng, trùng điệp mấy vạn dặm, một mắt nhìn không tới cuối. Tất cả mọi người bị rung động đến, bao gồm Vĩnh Hằng Chi Thành rất nhiều cường giả, coi như là Vĩnh Hằng Thần Điện lớn nhất phù không thuyền to, cũng bất quá là hắn thể tích chính là một phần vạn mà thôi. Cổ xưa bao la hơi thở, từ vậy hư không chỗ sâu chậm rãi lan tràn ra, toàn bộ thương khung là chấn động. Vậy hài cốt thuyền to chính là do hư không nhất tộc ở giữa vương giả cự thú, dùng hắn nơi chế tạo thành thuyền to, vô cùng mạnh mẽ, cho dù cự thú đã chết triệu năm, còn để lại hài cốt như cũ uy lực vô cùng, xa không tầm thường hư không cự thú có thể so với. Lần này Vĩnh Hằng ma tộc phái ra nhiều binh lực, đồng thời cũng là lần đầu tiên để cho chiếc này hư không thuyền to hiện thế. Điều này sao có thể? Quá đáng sợ, đây rốt cuộc là một chiếc dạng gì thuyền, mới có thể có đáng sợ như vậy thể tích. Trên trường sinh đảo võ giả rối rít khiếp sợ, dẫu sao chiếc thuyền lớn này quá mức rung động. Đại thủ lãnh Diệu Dạ giang hai tay ra, thân hình từ từ thăng lên trời cao, lại chậm rãi không vào vậy hư không thuyền to trong cơ thể, mà một khắc sau, tầng mây chỗ sâu thật giống như có hai đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên sáng lên. Nắm trong tay huyền tôn cửa Diệp Thần ngưng thần nhìn một màn này, hắn có thể nhận ra được chiếc thuyền lớn này có vô cùng cường đại ý thức, chính là thuộc về Diệu Dạ đại thủ lãnh. Ha ha, ban đầu tạo chiếc thuyền này hạm thời điểm, xanh giao tên kia liền nói, nếu như đi trong đó rót vào một người lực lượng và thần hồn, có lẽ có thể cùng chiếc thuyền lớn này hòa làm một thể. Những cái kia cái lão già kia cũng tham sống sợ chết, không có can đảm, cuối cùng lại đồng loạt lên tiếng để cho ta tới thử. Ta không có từ chối, cũng chẳng muốn từ chối. Từ xưa tới nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ta chỉ cần vô lần này bắt lại Vĩnh Hằng Thần Điện, là được nắm giữ cái này Vĩnh Hằng hư không bí mật, thủ tiêu vậy mấy cái lão gia không phải dễ như trở bàn tay. Thanh âm nặng nề, từ trong hư không truyền tới, chỉ có le que mấy người có thể nghe được. Nam Cung Vấn Thiên cầm kiếm đứng, đảm nhiệm huyền tôn cửa đạo thứ nhất bảo vệ bình phong che chở. Huyền tôn cửa lực lượng sâu nhập đến trong cơ thể hắn, tạm thời chế trụ thương thế, dùng hắn khôi phục thực lực đến thời kỳ tột cùng 80%. Cái này 80%, có lẽ ước chừng cùng hợp thể sau đại thủ lãnh Diệu Dạ bằng nhau. Diệu Dạ, người phải biết cùng hư không cự thú dung hợp thần hồn, cho dù lúc ấy thành công, nhưng không đại biểu sau này thì sẽ sống yên ổn với nhau vô sự. Nam Cung Vấn Thiên suy tính chốc lát, nặng nề nói. Không cần ngươi quản. Hư không cự thú màu đỏ ánh sáng, giống như hai luồng dừng lại ở vân tiêu chỗ sâu cuồng bạo sao rơi, khi thì lóe lên, khi thì yên lặng, phơi bày ra vô cùng trạng thái không ổn định. Ta làm chuyện gì còn dùng ngươi tới dậy sao? Nam Cung Vấn Thiên, trước lo cho chính ngươi đi. Đạo thanh âm này vừa có hư không cự thú bàng bạc mãnh liệt, cũng có Diệu Dạ cuồng loạn. Nam Cung Vấn Thiên cùng Diệp Thần các người đều là thần sắc ngưng trọng, bọn họ biết được Diệu Dạ thần trí. Đã bị cái này hư không cự thú lực lượng cường đại ảnh hưởng. Vậy hư không cự thú dương ra sâu kín miệng lớn, giống như một cái ngập trời hắc động, nổ bắn ra ra một hồi mãnh liệt âm khí, thời gian đảo mắt hóa thành gió lốc lớn, vét sạch hơn nửa chân trời, gào thét tới, thế muốn xông phá thiên địa. Người phía dưới gặp được vậy đạo cự phong, không một không phải kinh sợ như vậy. Thật là mạnh đến ngoại hạng, vượt qua xa Vĩnh Hằng Thần Điện tuyệt đại đa số cường giả có thể chống lại phạm vi. Đạo này gió lốc lớn ẩn chứa ngút trời uy năng, tựa như ngay lập tức là có thể hủy diệt tất cả, thậm chí Nam Cung Vấn Thiên đều ở đây ước lượng, lấy mình 80% thực lực, có thể hay không hoàn hảo không hao tổn tiếp theo.
Vậy gió lốc lớn và bọn họ bất quá hơn trăm dặm khoảng cách, ngay chớp mắt hóa thành từng đạo ác liệt mũi, cho dù là nửa bước thiên quân bị cuốn vào trong đó, cũng là không chết cũng tàn phế. Đã có không kịp chạy trốn người bị cuốn vào trong đó, cuồn cuộn màu máu nhất thời lan tràn, tươi đẹp màu đỏ đem chân trời nhuộm thành màn máu, đi đôi với gió lốc lớn điên cuồng chuyển động. Nam Cung Vấn Thiên biết được, nếu như mình lại không đi lên, sợ rằng bọn họ ở địa phương đó cũng sẽ bị cái này cổ gió lốc lớn cuốn thành cho tẫn. Hắn một kiếm bay lên trời, màu bạc trắng tia sáng chói mắt, giải khai vân tiêu, như thái dương vậy nóng bỏng kiếm khí niềm vui tràn trề, chưa từng có từ trước đến nay. Nam Cung Nhã Tình cắn chặt môi, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Lúc này nàng không nhịn được nghiêng đầu đi bên người nhìn sang, nhưng phát hiện Diệp Thần đã nhắm mắt lập định, trên mình tản ra kim quang nhàn nhạt. Ngay tại lúc này, một đạo mang theo khí tức hủy diệt cự phong phân nhánh đánh tới, rơi vào huyền tôn cửa bầu trời. Vậy hư không cự thú lại còn có loại ý này thức, dám vòng qua tới đánh lén. Mà vậy gió lốc lớn tựa như xuyên thấu huyền tôn cửa nơi tạo thành trận pháp phòng ngự, đem Diệp Thần vây quanh bọc lại. Không ít người thấy vậy, đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ tất cả hy vọng cũng ký thác vào Diệp Thần cùng Nam Cung Nhã Tình trên người, đến hiện tại chỉ có thể dựa vào huyền tôn cửa tới đánh bại kẻ địch. Xoay tròn gió lốc lớn giống như sắc bén dao lam, ở Diệp Thần trên mình cắt tới cắt đi. Bất quá Diệp Thần ngay tức thì triệu hoán ra xích trần thần mạch, một tầng hoàng kim khôi giáp bao trùm tại người, cứng rắn như thượng cổ thép, cho dù là hư không cự thú ác liệt gió lốc lớn cũng không cách nào xé ra. Nam Cung Nhã Tình trong lòng lo lắng không thôi, bởi vì nàng mới vừa thấy vậy gió lốc lớn chỗ đi qua, có mấy tên thực lực không đủ cường giả bị khuấy thành mảnh vỡ. Còn có người, toàn thân máu thịt đều bị chóc thành một khối, cả người nhìn giống như là một cái sắp sửa chết đi màu máu khô lâu. Một lát sau, gió lốc lớn tiêu tán, chính xác mà nói hẳn là bị loại nào đó lực lượng cường hãn cho đánh văng ra. Diệp Thần toàn thân lóe lên chói mắt màu vàng thần quang, hắn tựa như người khoác trọng giáp, đầu đội vương miện, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong tóe ra sát khí kích động kim quang thần thúc. Tự tìm cái chết. Diệp Thần cùng một người không có chuyện gì như nhau, yên ổn bàn hạ xuống tại chỗ, hơn nữa còn chủ động tấn công, xua tan một mảng lớn gió lốc lớn. Nam Cung Nhã Tình một viên treo tim, lúc này mới để xuống, hơn nữa thán phục tại Diệp Thần năng lực phòng ngự. Mà những người khác thì là một bộ thấy quỷ diễn cảm, bọn họ bị cái này gió lốc lớn cho đuổi theo được chạy trốn tứ phía, rất sợ biến thành một cái đi lại khô lâu, tên này ngược lại tốt, trực tiếp giết ngược. Sinh mệnh lực lớn mạnh như vậy, không hổ là Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ con gái coi trọng tồn tại. Xa xa một cánh rừng trong đó, Vĩnh Xương Tôn Vương bị mấy tên Vĩnh Hằng ma tộc cường giả cho vây khốn, mặc dù nói không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng không cách nào thoát khốn. Lúc này bọn họ đều bị bầu trời dị tượng hấp dẫn, đã không để ý tới với nhau chiến đấu. Hắn thực lực lại cường hãn như vậy, cùng huyền tôn cửa cũng có thể sinh ra liên lạc. Vĩnh Xương Tôn Vương tự lẩm bẩm, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận. Tiểu tử này thiên phú tuyệt đối vượt qua xa Vĩnh Hằng hư không trẻ tuổi tuấn kiệt. Đạt tới chưa từng có ai bước, nếu thời gian dài, nhất định sẽ trở thành là chấn nhiếp tinh không cường giả đứng đầu. Không nghĩ tới à, người mang tới cái gọi là hạng người bình thường, thiên phú lại như vậy vượt trội. Cách đó không xa Thương Ngô lão nhân than thở một tiếng, thần sắc có chút thổn thức, tựa hồ đang cảm thán mình bỏ lỡ yêu nghiệt như vậy. Bất quá nghe vào Vĩnh Xương Tôn Vương trong tai, ngược lại càng giống như là đang giễu cợt hắn con mắt tinh tường không biết châu. Viễn không chỗ, Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút cảm ngộ, hắn quay đầu nhìn về vậy huyền tôn cửa. Tản ra nhàn nhạt huy hoàng cổ xưa môn hộ, như cũ yên tĩnh trôi lơ lửng, cũng không bất luận phản ứng gì. Nhưng mà Diệp Thần trong lòng vậy cổ chiến ý nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhiều lần xác nhận, rốt cuộc, ánh mắt xuyên thấu huyền tôn cửa, thấy được ẩn giấu tại bên trong cửa một màn. Vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu bát ngát, biến thành vạn vật sinh linh tàn sát lẫn nhau cổ chiến trường, vô số cường đại hung thú, sinh linh, thậm chí là thần minh đều ở đây giao chiến, tình huống cực kỳ thảm thiết. Mà vậy ngập trời chiến ý, chính là từ một mặt sừng sững không ngã cờ xí trên tản mát ra. Diệp Thần thấy một màn này, không khỏi được ánh mắt rét một cái. Hắn coi như là rõ ràng. Huyền tôn cửa ý nghĩa tồn tại căn bản cũng không phải là phòng ngự hoặc là trấn thủ. Mà là tấn công. Cũng có thể được gọi là chém giết. Chảy máu trôi lỗ,
máu chảy thành sông, vô cùng vô tận giết giận chiến tranh, mới là huyền tôn cửa cuối cùng nơi quy tụ. Vậy một mặt cờ xí tiết lộ quá nhiều tin tức, điên cuồng tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong, chỉ có thể ý sẽ không thể truyền lời. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một khối ngọc bội chấn động. Đây là ban đầu cho Thiên Tuyết Tâm ngọc bội. Lại có thể ở thời khắc mấu chốt này động tĩnh. Xem ra Thiên Tuyết Tâm đang thúc giục thần võ lệnh truyền. Bất quá mình đoạn thời gian này xử lý vĩnh hằng hư không sự việc, quả thật trì hoãn hồi lâu. Diệp Thần hơi cảm giác, ngay tức thì chính là nghe được Thiên Tuyết Tâm thanh âm. Diệp Thần, chuyện ngươi xử lý xong hết liền sao? Bên này ta mau kéo không được, như 10 ngày bên trong còn không có được thần võ lệnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu như ngươi bị đưa tin, xin mau sớm đi Thiên Cung Thần Giáo. Trước đây phái ta ra khỏi mấy vị Thiên Cung Thần Giáo đệ tử, nhưng đều thất bại, thậm chí có thể đã chết. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái. Biết sự việc đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, Thiên Tuyết Tâm có thể chống đỡ lâu như vậy đã không tệ, có thể tưởng tượng được, thời khắc này nàng trên người có kinh khủng dường nào áp lực. Nếu mình đã từng đáp ứng Thiên Tuyết Tâm, vậy thì hình thành nhân quả, nếu không phải đi hoàn thành, sợ rằng đối hắn võ tổ đạo tâm đều có ảnh hưởng. Nhưng dưới mắt, chỉ có giải quyết vĩnh hằng thần điện nguy cơ mới có thể đi thiên cung chi địa. Xem ra huyền tôn cửa độ tiến triển muốn tăng nhanh. Diệp Thần trong lòng mơ hồ suy đoán, nếu như hôm nay trợ giúp Vĩnh Hằng Thần Điện còn sống, sợ rằng huyền tôn cửa sẽ không có vấn đề quá lớn. Đã như vậy, vậy thì đánh, không cần lựa chọn. Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, mà đám người không phát hiện phải, vậy huyền tôn cửa môn hộ bên trên, bất ngờ trải qua một tia huyết sắc ánh sáng. Bỉ đoan chiến trường trong đó, hư không cự thú bằng vào thần thể ưu thế điên cuồng chiếm đoạt, Nam Cung Vấn Thiên đã hoàn toàn thuộc về hạ phong. Hắn chỉ có thể vận dụng lúc bình thường 80% thực lực, hơn nữa không cách nào dùng được nhất niệm vĩnh hằng, tương đương với chỉ có thể phát huy ra thực lực chân thật một nửa. Như vậy xuống, dĩ nhiên là bị áp chế được gắt gao. Đã như vậy, vậy thì thử một chút đi. Diệp Thần trong ánh mắt hiện ra cực kỳ mãnh liệt sạch bóng, hắn điều động trong cơ thể luân hồi huyết mạch, dần dần sôi trào, ở trong kinh mạch lưu chuyển, không ngừng hội tụ ra cường thịnh lực lượng. Nam Cung Nhã Tình trong lòng nóng nảy, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp gì, dẫu sao vậy cùng đỉnh cấp chiến đấu giữa cường giả, dù là đến gần, cũng sẽ bị đốt thành cho tẫn. Nhã Tình cô nương, cái này huyền tôn cửa, ta có cái khác diệu dụng, có lẽ có thể giúp được Nam Cung Điện Chủ. Nam Cung Nhã Tình nghe được Diệp Thần thanh âm, không khỏi được sửng sốt một chút. Chợt, Diệp Thần đi ra huyền tôn cửa xây dựng đi ra ngoài vậy đạo lồng bảo hộ, đi thẳng tới trước cửa, ánh mắt lửa đốt, giống như cháy thiên địa ngọn lửa. Vậy huyền tôn cửa tựa như thức tỉnh một loại đặc thù nào đó huyết mạch, lộn một cái không gian ba động từ trong truyền tới, bao phủ Diệp Thần toàn thân. Nam Cung Nhã Tình thấy đờ ra, theo nàng biết, huyền tôn cửa hẳn chỉ là trấn thủ và phòng ngự, dường như chưa bao giờ cùng người khác sinh ra qua những thứ khác liên lạc. Diệp Thần cử chỉ để cho hắn con người bỗng nhiên co giúp một cái, còn chưa cùng nàng có những thứ khác phản ứng, ngút trời lực phóng lên cao. Thẳng vào vân tiêu, tựa như mang tới hàng tỷ năm tinh thần lực lượng. Một mặt đỏ tươi cờ xí, từ huyền tôn cửa trong đó hiển hiện ra, im hơi lặng tiếng, nhưng là sừng sững ở cái này mảnh không gian ở một chớp mắt kia, nhưng mang tới lực lượng vô tận. Đỏ tươi cờ xí xé ra một mảnh không gian, dừng lại ở Diệp Thần phía trước. Diệp Thần thả ước chừng có mấy mét xa. Đỏ tươi cờ xí tựa như biết nói chuyện, bầu trời chỗ sâu không có gió thổi qua. Nó lại bị đánh được vù vù vang dội, hiện ra mãnh liệt dục vọng chiến đấu. Một hồi vô thượng uy áp, hạ xuống ở trường sinh đảo, vô cùng là khủng bố. Cho dù là đánh tới trời long đất lở hư không cự thú cùng Nam Cung Vấn Thiên, cũng không nhịn được liếc mắt xem ra, kinh ngạc không thôi. Cái này hơi thở, là huyền tôn cửa lực lượng. Ngươi chắc nhìn lầm rồi, huyền tôn cửa nào có như vậy cáu kỉnh. Đúng là huyền tôn cửa. Người chung quanh cũng không nói. Bình tĩnh nhìn vậy mặt đỏ tươi cờ xí. Một khắc sau, đỏ tươi cờ xí bạo thả ra cuồn cuộn thiên uy, tựa như lửa đốt mặc thiên địa cao nhất thần hỏa, ở nháy mắt tức thì bùng nổ, ngọn lửa nóng bỏng hóa thành một đạo dơ lên trời trụ, lên như diều gặp gió. Mà đây đạo nóng bỏng ngọn lửa xuất hiện ngay tức thì đủ để cho không gian làm nứt ra, hòa tan toàn bộ hư không lối đi, cũng đổi được cực kỳ không ổn định, lảo đảo lắc lư, gợn sóng tầng sinh. Xa xa có vài người không biết nguyên do, lật đật nhìn quanh,
cho là mảnh thế giới này muốn sụp đổ. Cách được gần đây, người lật đật điều động cả thân linh khí cùng nguyên lực, ngăn cản cái đợt này hung mãnh như nước thủy triều sóng nhiệt. Ở vào huyền tôn cửa phía dưới, Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt định định, nhắm ngay Nam Cung Vấn Thiên cùng hư không cự thú ở địa phương đó. Nhã Tình, ta cần ngươi trợ giúp. Diệp Thần cũng không quay đầu lại, đối sau lưng Nam Cung Nhã Tình nói. Ta nên làm sao giúp ngươi? Nam Cung Nhã Tình không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đặt câu hỏi. Ta lĩnh ngộ, hẳn là huyền tôn cửa công một mặt, cuồng bạo hỏa liệt, sợ rằng không dễ dàng khống chế, ngươi lĩnh ngộ hẳn là thủ, ta cần ngươi tới giúp ta coi giữ. Nam Cung Nhã Tình gật đầu một cái, rồi sau đó mũi chân nhẹ một chút tầng mây, đến Diệp Thần bên người. Mà Diệp Thần chính là cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, thần sắc nghiêm túc, bày trận mà đợi, ở hắn dưới sự khống chế, Long Uyên Thiên Kiếm bạo tăng tới hơn 10 lần chiều rộng, nhìn qua giống như là một cái cắm thẳng vào trời cao cự kiếm. Hắn người mặc xích trần thần mạch hóa thành hoàng kim chiến giáp, ngồi xếp bằng ở Long Uyên Thiên Kiếm trên, ánh mắt nhưng là vô cùng nóng như lửa. Nam Cung Nhã Tình giống vậy ngồi xuống, theo sát hắn, để ngừa bất cứ tình huống nào. Tinh không chỗ sâu một đạo ánh sáng màu trắng bạc bỗng nhiên dâng lên, sáng chói cực kỳ, nhưng mà kèm theo mà đến vậy đầy trời màu đen u hỏa càng mãnh liệt hơn. Nam Cung Vấn Thiên, cả người bị màu bạc trắng kiếm quang bao vây, miễn cưỡng ngăn cản vậy hư không cự thú trên mình bộc phát ra hắc ám u quang. Nam Cung Vấn Thiên hoàn toàn hạ xuống hạ phong, hắn cắn răng, vung ra lúc kiếm khí bừng bừng, hủy thiên diệt địa. Nhưng hư không cự thú đứng một mình tại thiên địa ra, không chịu ngũ hành quản khống, chỉ cùng hư không có chút sâu xa. Hư không cự thú miệng lớn càng trương việt lớn, cơ hồ đã đến nuốt phệ thiên đất bước, Nam Cung Vấn Thiên không chỗ có thể tránh, mắt xem sẽ bị nuốt vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ lóa mắt ánh lửa chói mắt đột nhiên tới. Ánh lửa kia coi thường vạn vật quy tắc, hắc ám cũi, cắt ra liền hư không cự thú thế công. Đỏ tươi cờ xí lại là hóa thành một đạo lưu quang như thần kiếm bay lượn hủy diệt cùng thiêu đốt lực lượng cùng tồn tại. Hắc đỏ hai màu, ánh sáng không ngừng lưu chuyển, không sợ bất kỳ thiên địa vạn vật, thẳng chém về phía to lớn hư không cự thú, kiếm mang bên trong dung nhập vào ngọn lửa. Cuồn cuộn hồng viêm, hoàn toàn đem hư không cự thú bóng người nuốt mất. Mà ở xa xa Long Uyên Thiên Kiếm bên trên, Diệp Thần toàn thân bị mồ hôi hột thấm vào, da nóng bỏng cháy. Phảng phất có nham thạch nóng chảy ở trong đó lưu động. Hắn đang thúc dục luân hồi lực, khống chế Long Uyên Thiên Kiếm hấp thu đại đạo sức mạnh to lớn, từ đó tạo thành ngọn lửa gió bão. Mà ở trong cơ thể hắn, mấy khối cổ xưa bia đá như ẩn như hiện, tựa như tất cả đều bị tỉnh lại, tới giúp hắn giúp một tay. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là vậy luân hồi huyền bi bên trong, ẩn chứa vô tận ngọn lửa lực viêm bia. Viêm bia cổ xưa mênh mông, đạo vận vô cùng. Ở đi qua Diệp Thần vô số lần thăng cấp cùng mài sau đó, rốt cuộc hoàn thành lột xác, ở chư thiên vạn giới cũng coi là siêu nhất lưu bảo vật. Diệp Thần trên ngực có nhàn nhạt tinh thần chói lọi lưu chuyển, hợp tác với nhau, nhưng lại kính vị rõ ràng. Nguyện vọng thiên tinh cùng tuyết dấu tinh trần, cái này khác biệt 33 thiên thái thượng thần vật, lúc này phát huy hộ thể tác dụng. Diệp Thần nhưng không được như vậy nhiều, hắn tiếng hít thở càng ngày càng thô trọng, thân thể dần dần trở nên có chút yếu ớt. Đây là hắn vận dụng lá bài tẩy và huyền tôn cửa liên hiệp lực lượng. Lực lượng này cuộc đời này chỉ có một lần cơ hội phát huy. Hơn nữa, lực lượng này đối với mình bây giờ thân xác mà nói, căn bản không cách nào chịu đựng, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà tổn thương nặng. Hắn suy tính qua kết quả trị giá không có giá trị mình phải làm như vậy. Hắn và Vĩnh Hằng Thần Điện không quen không biết, nhưng cũng không tuyệt đối. Bảo vệ nơi này. Không riêng gì bởi vì Vĩnh Hằng Thần Điện, càng bởi vì Vĩnh Lão cùng với Vĩnh Lão Tổ Tiên cùng mình cam kết. Cuối cùng, hắn vẫn là chém ra một kiếm kia. Một kiếm định thắng bại, nửa chiêu phân sống chết. Đây là người tu luyện muốn lĩnh ngộ, vô địch kiếm ý. Nếu là có thể đem này cùng chiêu số thi triển đến mức tận cùng, một kiếm phá mở một phiến tinh vực, hủy diệt một khối thế giới cũng không nói ở đây. Diệp Thần biết rõ hắn cùng hư không cự thú tới giữa thực lực sai biệt. Không hề dự định hao tổn nữa, mà là cắn răng, vận chuyển luân hồi huyết mạch, liều mạng điều động mình trong cơ thể mỗi một phân năng lượng. Ngực hắn chỗ sáng lên nóng lên, chậm rãi buộc vòng quanh một đạo kỳ dị đường vân, chính là vậy huyền tôn cửa ký hiệu, hắn lúc này đã cùng huyền tôn cửa tâm ý tương thông, hòa làm một thể.
Một màn kia huyền tôn lực vào bên trong cơ thể, cùng luân hồi huyết mạch tiếp xúc nhau, trong chốc lát lại sinh ra mạnh mẽ lực lượng mãnh liệt. Bên cạnh Nam Cung Nhã Tình thật sâu nhìn Diệp Thần, tạm thời tới giữa không cách nào lời nói. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại sẽ vì Vĩnh Hằng Thần Điện liều mạng như vậy. Cảm ơn ngươi, Diệp Thí Thiên, nhưng là ta như cũ không nghĩ ra, ngươi vì sao phải mạo hiểm lớn như vậy. Nam Cung Nhã Tình nhẹ nhàng mở miệng, như là tự mình líu díu, vừa tựa như là đang hỏi Diệp Thần. Diệp Thần liếc hắn một mắt, tư sấn trước muốn không nên trả lời. Như qua nói là vì huyền tôn cửa mà đến, chỉ sợ sẽ có nỗi lo về sau. Nếu như nói hắn sùng bái Nam Cung Vấn Thiên, muốn xuất thủ cứu, tựa hồ vậy không nói được. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thần rốt cuộc tìm được cái lý do tốt. Vì ngươi, hời hợt ba chữ, lại để cho Nam Cung Nhã Tình như bị sét đánh, thân thể mềm mại nhất thời cứng lại. Hắn là vì ta. Nam Cung Nhã Tình nhớ lại cùng Diệp Thần tướng biết đủ loại quá trình, từ Diệp Thần bất chấp nguy hiểm tánh mạng tiến vào đáy hồ phá giải kiếm kia trận, rồi đến phụ thân bị thương bế quan, thần điện rơi vào nguy nan lúc đó, Diệp Thần lựa chọn lưu lại đi cùng. Hôm nay đến lúc này, Diệp Thần vẫn không có lâm trận chạy trốn, mà là trở thành đối kháng ma tộc tấn công quân chủ lực. Đây hết thảy nhìn như không có bất kỳ quy luật gì, nhưng thực tế đều có hành động khả tuần. Nam Cung Nhã Tình càng nghĩ càng sâu, càng nghĩ càng xa, trong mắt của nàng nhìn Diệp Thần gò má, vẻ mặt lại có chút ngây dại. Thân này nếu có thể gả cho này cùng người có lòng, làm sao thử không thể. Diệp Thần không có ở đây đi xem xét Nam Cung Nhã Tình tâm trạng biến hóa. Xa xa trong chiến trường, hư không cự thú móng vuốt bị lực lượng vô hình ngăn trở, thậm chí cảm nhận được liền trình độ cao nhất. Đây là, lực lượng gì? Cùng hư không cự thú hòa làm một thể diệu dạ, cảm nhận được liền vậy bằng bạc cực kỳ thuần túy lực lượng, trong chốc lát không khỏi được kinh ngạc. Hắn ánh mắt xa xa nhìn về nơi xa, xuyên phá hư không chi địa, đến Diệp Thần chỗ ở vị trí, u ám ngọn lửa ở to lớn kia trong mắt trong đó nhảy lên, tản mát ra cực kỳ u tịch đáng sợ ánh sáng. Hắn không cách nào xác định Diệp Thần là ai, nhưng có thể khẳng định là Diệp Thần trên mình nhất định có dấu chí cao vô thượng bảo vật. Thậm chí có thể tại 33 thiên hồng mông chí bảo, hỗn độn thần khí, cùng với 9 tầng trời thần thuật sánh bằng. Hừ, cho dù người thân trong lòng trọng bảo thì như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy xảo quyệt đều là ngông nói. Diệu dạ phát động một kích tối hậu, hư không cự thú cả người xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ, hình dáng không đồng nhất hắc động, vô tận xương mù dày đặc trong bụi rậm tràn ra, cùng không khí tiếp xúc nhau, bộc phát ra nhọn chói tai quỷ khóc sói chu. Thương khung chấn động, hoàn vũ lay động, cho dù là thiên quân cường giả, cũng không khỏi không lui về phía sau mấy phần. Hư không cự thú nơi nhổ ra màu đen sương mù dày đặc, tựa như ngưng kết thành một tòa A tỷ địa ngục, lấy vô cùng cường hãn tư thái hạ xuống Trường Sinh đảo, phá hủy chúng sanh, mất đi vạn vật. Nam Cung Vấn Thiên trong lòng không có chắc, hắn chỉ có thể cắn răng, giơ kiếm hướng lên trời, màu bạc trắng dần dần hội tụ ánh trăng lực lượng, dắt tay nhau tới. Một vòng loan nguyệt thăng lên trời cao, hóa thành pháp trận phòng ngự. Đáng ghét, ta cùng huyền tôn cửa liên lạc chặn một ít, sợ rằng không cách nào phát huy hắn 10 phần uy lực. Diệp Thần cắn răng, hắn bị vậy địa ngục ác quỷ khí ảnh hưởng, không cách nào thúc sanh ra mạnh nhất trạng thái. Hắn hướng chiến trường bên kia nhìn sang, đếm lấy tính chục nghìn tu la ác quỷ đang gặm ăn màu bạc trắng thắng mang, mỗi cái cực kỳ hưng phấn, cường thịnh không dứt. Nhã Tình, người đi trước những địa phương khác, ta qua bên kia cùng huyền tôn cửa câu thông. Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở. Ai ngờ Nam Cung Nhã Tình nhưng là lắc đầu một cái. Ta muốn cùng ngươi cùng sinh cùng chết, ai cũng không cách nào tách ra ngươi ta. Diệp Thần nghe cái này dùng từ cảm thấy có chút kỳ lạ, bất quá lúc này đã không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Hắn đưa tay ra, một cái nắm ở liền Nam Cung Nhã Tình yêu kiều eo nhỏ, thúc giục Long Uyên Thiên Kiếm biến dạng hư không. Ngay tức thì vượt qua trăm dặm. Huyền tôn cửa, cầm ngươi lực lượng cho ta mượn, ta tới giúp ngươi chém hết những thứ này yêu quái quỷ quái. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào to, mà ở hắn phía trên đỉnh đầu huyền tôn cửa tựa hồ cũng nghe được liền triệu hoán, nghiêng bỏ ra liền nhàn nhạt ngũ sắc quang hoa. Giờ khắc này, Diệp Thần chính là huyền tôn cửa bản thể. Tay hắn cầm Long Uyên Thiên Kiếm thân hình chớp mắt, hướng càng chỗ cao địa phương bay đi. Tất cả loại màu sắc nơi tổ hợp thành vật thể, kiếm quang vần quanh ở hắn quanh thân, một tòa màu vàng kim tháp nhỏ,
trôi lơ lửng tại bên người, trên đỉnh tháp phương, ngôi sao chói lọi vĩnh viễn tồn tại. Thiên địa huyền hoàng tháp, nguyện vọng thiên tinh. Hơn nữa bây giờ Diệp Thần người mang luân hồi huyết mạch, tương đương với có 3 kiện thông thiên chí bảo. 8 bộ phù đồ khí, huyền yêu tinh máu, chỉ thủy một kiếm. Diệp Thần thật ra thì rất ít cháy huyền yêu tinh máu, chủ yếu vẫn là bởi vì mình thực lực không ngừng mạnh mẽ, mượn huyền yêu tinh máu cơ hội thì ít. Dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là cháy huyền yêu tinh máu, sẽ có không thể nghịch tổn thương. Đây đối với thân xác và sau này tu luyện, cũng có một ít quan hệ. Cho nên có thể không dùng liền không cần. Bất quá, hôm nay Diệp Thần, vẫn là lựa chọn cháy một phần chia. Diệp Thần kiếm tóe ra đậm đà màu đen tuyền, giống như là vô cực trong thiên địa một màn kia vĩnh hằng thần mang, im hơi lặng tiếng, đạt tới kiếm đạo trình độ cao nhất. Một kiếm, hướng kẻ địch chém tới. Một kiếm này chảm phá ngàn vạn ngôi sao, mãnh liệt kiếm khí xuyên thấu trường sinh đảo ngoài ra lãnh vực. Một kiếm này, toát ra vô cùng ánh sáng chói mắt hoa, cuồn cuộn không ngừng, miễn cưỡng không ngừng. Giờ phút này mặc dù không phải là hắn chân chính thực lực, mà là cho mượn giúp thần vật bùng nổ lực lượng. Thi triển qua sau đó, giá phải trả to lớn. Nhưng nếu là mình cảm giác được càng lực lượng mạnh, liền có thể hướng dẫn mình mau hơn hướng cái phương hướng này tiến về trước. Cho nên, thời khắc này Diệp Thần, hoàn toàn không quan tâm hết thảy. Cùng lúc đó, một nơi không thuộc về vực ngoại và vĩnh hằng hư không đất thần bí. Một đạo không thể danh trạng bóng người, ngồi ngay ngắn ở tinh vân chỗ sâu. Nhìn không ngừng sáng tắt vô số ngôi sao, cặp mắt bên trong, tựa hồ lộ ra lau một cái như có vẻ suy nghĩ, ta còn lấy là vậy tiểu tử quên đồ chơi này liền đây. Bỗng nhiên, ở trước người của nó, hư không biến dạng, một tên mặc áo bào tím thanh niên, xuất hiện ở thân ảnh kia trước. Áo bào tím thanh niên nhìn vậy bao phủ ở hỗn độn bên trong bóng người, nhàn nhạt nói, làm sao, lại đang xem xét vậy luân hồi chi chủ. Hỗn độn bên trong bóng người. Nhìn về phía vậy áo bào tím thanh niên, nói tam đệ, người tại sao lão ở ta quan sát thời điểm xuất hiện. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra cái này hỗn độn bên trong bóng người, chính là ngày đó thiếu chút nữa đem cắn nuốt thiên yêu. Mà có thể bị thiên yêu, gọi là tam đệ, chư thiên vạn giới bên trong, cũng chỉ có 4 đại yêu tổ thủy tổ một trong huyền yêu. Áo bào tím huyền yêu hừ lạnh một tiếng, vậy đứa nhỏ cháy ta máu tươi. Ta tự nhiên so ngươi cảm giác cùng mãnh liệt. Thiên yêu duỗi người, ánh mắt nhìn về phía một nơi phương hướng, nói, luân hồi chi chủ, bây giờ cách chúng ta cũng không xa đâu, bất quá để cho ta không nghĩ tới phải, tên này lại vẫn vào huyền tôn cửa có liên quan, thậm chí vận dụng huyền tôn cửa lực lượng. Thật là khí vận mạnh mẽ, lại liều mạng người. Huyền yêu ngẩn ra, nói cần chúng ta xuất thủ không? Thiên yêu nhưng là lắc đầu một cái, chúng ta có thể không ra tay liền không ra tay, biết chưa? Cùng lúc đó, thất lạc thời không khu vực, rất xa âm ma thánh điện bên trong cấm địa lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Một tiếng nổ tung, cấm địa thạch thất bị thiên lôi oanh là bụi bặm, nháy mắt tức thì cả tòa không gian hình thành một phiến mãnh liệt từ trường, mây đen dày đặc, tử điện lần lượt thay nhau ngang dọc. Trong chốc lát âm ma thánh điện cường giả đứng đầu tề tụ nơi đây. Nhưng là không người lên tiếng, trong không khí yên tĩnh như chết. Cấm địa đều bị san thành bình địa, âm ma thánh điện kết giới đại trận cũng sắp không gánh nổi, như thu sẽ không xuất hiện sơ suất gì đi. Một đạo nặng nề thanh âm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, chính là âm ma thánh điện đại trưởng lão. Không sao, thông báo thánh điện bên ngoài tất cả cường giả trở về, để ngừa người ngoài xâm lược, tiến vào cấp một tình trạng giới bị, ngoài ra phong tỏa cấm địa hết thảy tin tức. Không được tiết lộ, chúng ta ở nơi này chờ kết quả. Cả đám lĩnh mệnh sau rời đi, tại chỗ cuối cùng chỉ còn lại có âm ma thánh điện đại trưởng lão. Cái này cướp. Đại trưởng lão lắc đầu một cái, cũng là một mặt mờ mịt. Hắn ngưng thần nhìn trong cấm địa không cách nào nhìn xuyên hư không, thật lâu không nói. Mặc như thu tỉnh nữa tới lấy vì mình đã ở địa ngục, nhìn chung quanh nhìn không tới cuối không rõ ràng, cùng với trên bầu trời tàn phá bừa bãi màu tím tia chớp. Cả người truyền tới trận đau thời khắc kích thích nàng thần kinh. Đã chết sao, xem tới đây chính là địa ngục, Mặc Như Thu lẩm bẩm nói. Bé gái, đưa tới hư không kiếp, người thật là cổ kim đệ nhất thiên hạ người. Mặc Như Thu đột nhiên mở mắt ra, chỉ gặp vậy sắc mặt xám xanh ông già liền cùng nàng cơ hồ mặt thiếp mặt, bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát rơi vào yên lặng.
ngươi là người phương nào? Thần bí ông già không có bất kỳ đáp lại, ngược lại thì tự nhiên nói, bằng hữu tốt của ngươi, Ngọc Khanh Âm ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, xảy ra đại sự. Mặc Như Thu nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng bế quan đã có một đoạn thời gian, ngoại giới sự tình phát sinh, nàng có chút cũng không biết, hôm nay nghe Ngọc Khanh Âm xảy ra chuyện, làm sao có thể không loạn. Vậy trên hư không ông cụ thần bí bóng người chậm rãi tiêu tán, bất quá chốc lát, đã là biến mất không gặp. Mặc Như Thu đọc xong, dùng hết toàn thân linh lực, đem hư vô kia hắc ám khắc vào con mắt trái, đem màu tím kia sấm sét ấn tại mắt phải, lảo đảo đi ra cấm địa. Nghe vậy từ xa đến gần tiếng bước chân, đứng ở bên ngoài cấm địa một bóng người đều là lộ ra ánh mắt mong đợi. Như Thu, chúc mừng ngươi đột phá. Âm Ma Thánh Điện đại trưởng lão mở miệng nói. Ra ra, ta bế quan đoạn thời gian này, Âm Ma Thánh Điện có từng có tình huống mới. Mặc Như Thu giờ phút này mới vừa đột phá, cảnh giới tâm thần cũng là không vững chắc, lúc trước trong mật thất thần bí cụ già mở miệng, làm nàng cũng là không đoán được. Lúc này mới lên tiếng hỏi nói. Âm Ma Thánh Điện đại trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mở miệng nói, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi, chuyện xảy ra không thiếu, chờ ta đợi hồi lại tỉ mỉ nói cùng ngươi nghe. Ta muốn biết, Tiểu Ngọc sự việc. Mặc Như Thu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thẳng mở miệng nói. Mặc Như Thu và Ngọc Khuynh Âm cơ hồ từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, hai người tuy không phải đích thân tỉ muội, nhưng lại tựa như ruột thịt tỉ muội. À, cụ già khẽ than một tiếng, chợt để lại cho Mặc Như Thu một cái bóng lưng, nói, theo ta đi. Sau một nén nhang, Mặc Như Thu mới rõ ràng liền mấy phần. Như thế nói, Tiểu Ngọc giờ phút này là Âm Ma Thánh Điện trốn tránh người thân phận. Mới vừa mới xuất quan liền rõ ràng Âm Ma Thánh Điện tình trạng gần đây Mặc Như Thu, nghe được ra ra mình trong miệng thuật sau đó, cũng là mười phần không rõ ràng. Vậy nha đầu có nỗi niềm khó nói, ta cũng rõ ràng, nhưng Thánh Tổ Điện Hạ làm việc. Từ trước đến giờ như vậy, cũng không phải chúng ta có thể suy đoán. Âm Ma Thánh Điện đại trưởng lão một tiếng thở dài, vậy là không thể làm gì. Âm Ma Thiên Thạch, Diệp Thần, Mặc Như Thu thành tựu Âm Ma Thánh Điện người, tự nhiên biết rõ Âm Ma Thiên Thạch ý nghĩa, Tiểu Ngọc hôm nay cùng cái này Diệp Thần dính nhân quả, không sẽ gặp nguy hiểm chứ. Đối tại bằng hữu mình an nguy, Mặc Như Thu hiển nhiên là để ý nhất. Yên tâm đi. Cô nàng kia hôm nay mặc dù lưng đeo trốn tránh người tội danh, nhưng là một chút sự việc cũng không có, liền Âm Ma Thánh Điện huyết mạch cấm chế, đều là bị được kêu là Diệp Thần tiểu tử lao đi. Nàng hiện tại, đang Thiên Cung Thần Giáo đợi đâu, cụ già cũng là mở miệng nói. Chỉ là, cái này Diệp Thần có chút thần thần bí bí, tựa hồ gần đây cũng không tại Thiên Cung chi địa, ta luôn cảm giác lần kế cái này Diệp Thần nếu như xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm cho cái này đầm nước đổi được hơn nữa đục ngầu. Mặc Như Thu nghe vậy yên lặng, nhưng là nghe ra ra mình tiếp tục nói, người bế quan đoạn thời gian này, Âm Ma Thánh Điện cũng là xảy ra rất nhiều chuyện, Thiên Cung Chi Địa Liên Minh Đại Hội ở tức, Thánh Tổ Điện Hạ cũng là triệu hồi Mục Thanh, lần này đi Thiên Cung Thần Giáo thi hành nhiệm vụ, bị Ngọc Khanh Âm cái đó nha đầu phát hiện tung tích, thiếu chút nữa chết ở Thiên Tuyết Tâm dưới trường. Mục Thanh, hắn trở về, Mặc Như Thu đầu óc bên trong hiện lên cái đó nhanh tới là quần áo đen che mặt, âm ngoan lãnh khốc người. Không sai, Thánh Tổ rất nhiều nhiệm vụ, đều giao cho hắn đi làm, người hôm nay xuất quan, tin tưởng rất nhanh, liền sẽ cùng Diệp Thần và Ngọc Nha đầu đối mặt. Âm Ma Thánh Điện đại trưởng lão ánh mắt híp một cái, nói, ngươi con bé này mềm lòng, Ngọc Khanh Âm lại là bạn ngươi, ta biết được ngươi trong lòng về điểm kia mà tâm tư, nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngươi, Thánh Tổ bên kia, không tốt làm giả. Mặc Như Thu nhẹ khẽ gật đầu, một điểm này nàng dĩ nhiên là biết được. Thật ra thì bọn họ cái này nhất mạch, cùng Ngọc Khanh Âm rất là tương tự, vậy đều có nỗi khổ bất đắc dĩ, nếu không phải tình cần phải đã, chỉ sợ cũng liền. Thành tựu ra ra, lại sao sẽ không biết cháu gái mình ý tưởng. Cụ già chợt mở miệng trận lại nói, hiện giai đoạn mà nói, tuyệt đối không phải và Âm Ma Thánh Điện đối nghịch thời cơ tốt nhất. Mặc Như Thu chu mỏ một cái, không có trả lời thẳng ra ra nói, ngược lại thì cười hỏi nói, Mục Thanh cùng vậy Diệp Thần gặp qua tay sao? Cụ già nhưng là một hồi hồ nghi, không có chính diện đối kháng, khó mà nói. Nhưng là thánh cổ di tích giao thủ, liền thánh tổ ở trong tay hắn, đều là ăn cái thua thiệt ngầm. Mặc Như Thu nghe vậy, lập tức đi liền đầu, nói chơi âm mưu quỷ kế, còn có so Mục Thanh càng thành thạo người. Cụ già nói tới Diệp Thần,
hiển nhiên cũng là sắc mặt trầm xuống, không chỉ có như vậy, người trẻ tuổi này thân trong lòng âm ma thiên thạch cái này cùng chí bảo, thánh cổ di tích bên trong lại là đoạt được võ đạo luân hồi đồ, bằng vào này, ở đoạn thời gian trước vạn thần tuyết sơn đỉnh, cứ nghe đánh chết hơn 10 vị cường giả. Mặc như thu bỉu môi một cái này ta cũng có thể làm được. Cụ già lắc đầu một cái, trầm giọng nói, hơn 10 vị cường giả bị xóa bỏ, mà hắn thực lực, vẫn chưa tới bách giả cảnh. Mặc như thu trợn to tròng mắt đang nhìn mình ra ra, không tới bách giả cảnh. Điều này sao có thể? Rất hiển nhiên, cái này cùng kinh thiên chiến tích, thiên cổ không nghe thấy. Ta chú ý người trẻ tuổi này rất lâu rồi. Cụ già tay áo vung tay lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, thật muốn và hắn nói một chút, chỉ là người này gần đây đều biến mất. Chúng ta có thể hay không lôi kéo hắn? Mặc như thu vậy từ ra ra giọng bên trong, cảm nhận được liền Diệp Thần đối với bọn họ giá trị, cụ già nhưng là khẽ gật đầu một cái, bây giờ còn chưa phải lúc tiếp xúc hắn. Ngọc Nha đầu trên mình huyết mạch cấm chế, và chúng ta không giống nhau, hắn không nhất định có thể giải khai, một khi sự việc bại lộ, bị thánh tổ biết được, chúng ta cái này nhất mạch, liền sẽ bị chém tận giết tuyệt. Cụ già hồi nào chẳng muốn xin nhờ khống chế, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn núp. Ta xuất quan sự việc, thánh tổ biết được, Mặc Như Thu nhẹ giọng hỏi nói. Cụ già hơi làm trầm ngâm, hôm nay thánh tổ không có ở đây tông môn, Mục Thanh tại dưỡng thương. Hắn nhận được tin tức, thánh tổ vậy sẽ biết được, tiếp theo rất nhiều nhiệm vụ, có lẽ cần ngươi tự mình ra mặt hoàn thành. Mặc như thu cười một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu, biết, nếu như Diệp Thần trở về, ta sẽ mượn này cơ hội, trước cùng cái này Diệp Thần tiếp xúc một tí, ta cũng thật là tò mò, ra ra như vậy khen người tuổi trẻ, rốt cuộc là hình dáng gì. Cụ già ngưng mi, không nói. Mặc như thu xuất quan tin tức, rất nhanh thời gian chính là vét sạch cả ngọn núi cửa. Nghe nói không, Mặc Như Thu sư tỷ xuất quan, nàng nhưng mà ở âm ma thánh điện bên trong thất đại thánh nữ bên trong, bảng xếp hạng thủ tồn tại. Mục Thanh sư huynh xuất hiện trước, nàng chính là thánh điện trẻ tuổi một đời xứng đáng không thẹn đệ nhất cao thủ, hôm nay Mục Thanh sư huynh bị thương, Mặc Như Thu sư tỷ không biết biết hay không. Xuyệt, loại chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể đo lường được. Như vậy trẻ tuổi thánh nhân. Mặc như thu bóng người xuất hiện ở âm ma thánh điện địa giới bên trên, lui tới rất nhiều đệ tử rối rít liếc mắt, thấp mi khom người. Như thu sư tỷ, Mặc như thu nhẹ khẽ gật đầu, thướt tha nhịp bước chưa từng dừng lại, thành thực bóng người biến mất ở thúy úc cuối. Âu, Mặc như thu xuất quan. Rất hiển nhiên, nghe thủ hạ báo cáo, Mục Thanh cũng là thời gian đầu tiên biết được liền Mặc như thu xuất quan tin tức. Lão đại! Mặc như thu đang đi ngài phủ viện bên này chạy tới, không biết là dụng ý gì, muốn không muốn. Vậy một bộ quần áo đen che đậy toàn thân dung mạo nam tử, đứng dậy trầm ngâm, giọng khàn khàn mở miệng nói, không sao, cho tới nay đều là chưa từng được gặp cái tin đồn này bên trong, âm ma thánh điện tài năng xuất chúng, đoạn này ngày giờ bị sư tôn triệu hồi, vậy quá bận rộn tất cả loại rắc rối. Mặt nạ màu đen dưới, ước chừng lộ ra hai đôi tròng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói đợi hồi Mặc Như Thu tới, trực tiếp mang tới phòng tiếp khách cho giỏi, ta sau đó liền đến. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Giờ phút này phía chân trời xa xôi bên ngoài, một đạo màu máu trường bào bóng người nhìn truyền tay đưa tới phi kiếm truyền thư, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, Mực Nha đầu lại xuất quan, nhìn dáng dấp, Mục Thanh vậy tiểu tử cũng có nhức đầu, bất quá ngược lại cũng có thể mượn này xem, một ít người để tâm. Mặc như thu bóng người thẳng hướng Mục Thanh phủ viện tới, chân trước mới vừa bước vào, bên trong chính là lửa khói hơi thở tràn ngập, hầm rượu nấu trà lấy lễ đãi. Mặc tiểu thư, công tử nhà ta phân phó, nếu là ngài tới, xin đợi bên trong phòng khách vừa gặp. Mặc như thu bốn phía nhìn vòng quanh, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, các ngươi tin tức ngược lại là linh thông, đã như vậy thì dẫn đường đi. Hai người một đường bảy rẽ tám cong. Mặc như thu ánh mắt ngưng tụ ở phòng tiếp khách trên, vậy một bộ quần áo đen che đậy dung mạo bóng người bên trên. Sớm liền nghe thấy âm ma thánh điện Mặc như thu đại danh, hôm nay vừa gặp, quả thật là khuynh quốc khuynh thành vẻ. Mặc như thu ngược lại là từ chối cho ý kiến, nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt ảnh, người chính là Mục Thanh. Gần đây cái này Mục Thanh đại danh, ở âm ma thánh điện bên trong, cũng là thanh danh đại chấn, thánh cổ di tích dung mạo cái thế chắc tuyệt. Thi hành nhiệm vụ tuyệt mật lẻn vào thiên cung thần giáo lấy trộm thần võ lệnh trở lui toàn thân.
lại là có lời đồn đãi gọi, tên này cùng Thiên Cung thần giáo trưởng giáo Thiên Tuyết tâm lực bính mà không chết. Cái này cùng chiến tích, đã có thể nói là yêu nghiệt dung mạo. Chính phải. Vậy che đi dung mạo, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt bóng người, giờ phút này cũng là nhìn thẳng Mặc Như Thu. Mặc Như Thu ngược lại là một chút không hiện khách khí, tùy tiện tìm một cái thẳng ghế ngồi ngay ngắn, nâng lên vậy sớm đã chuẩn bị xong chung trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mới vừa mới xuất quan, tin tức tắt nghẽn, nhưng dù vậy, đều là nghe nói Mục Thanh huynh đại danh. Thiên Tuyết tâm vậy nhóm cường giả đều là chưa từng đem ngươi bắt lại đâu. Mặc Như Thu nửa nói đùa. Mặc tiểu thư ngược lại thật là nâng đỡ ta. Mục Thanh ngược lại cũng là chưa từng khinh thường, lắc đầu cười khổ nói, nếu không phải thánh tổ xuất thủ tương trợ, ta chỉ sợ sớm đã chết ở vậy trên cánh đồng hoang vu. Như vậy cường giả, cho dù là cách vạn dặm ra tay, uy năng đều đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn ánh mắt bên trong, lóe lên một chút kính sợ. Mục Thanh huynh quá khiêm nhường, đoạn thời gian này tới nay, ta nghe được nhiều nhất, chính là Mục Thanh cùng Diệp Thần hai cái danh tự này. Mặc Như Thu đứng dậy, nhìn vậy phòng tiếp khách linh lu bên trong, từng cái du động linh cá, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Thần. Mục Thanh cũng là tự lẩm bẩm, đầu óc bên trong nghĩ tới cái đó mấy lần cùng hắn chạm mặt, nhưng một mực chưa từng giao thủ nam tử. Là người có ý tứ, nhưng là ta không cùng hắn đã giao thủ. Mục Thanh cũng là chậm rãi bước chập chừng, tầm mắt cùng rơi vào vậy linh lu bên trong, biết ta tại sao thích nuôi cái loại này linh cá sao? Nhìn vậy từng cái xấu xí lại khuôn mặt dữ tợn răng nhọn linh cá, Mục Thanh mở miệng hỏi nói. Mặc Như Thu không trả lời, xoay người chăm chú nhìn nhìn Mục Thanh, tựa như đang đợi câu trả lời. Bởi vì chúng hiểu quy củ, vậy hung mãnh, thế giới mạnh ăn hiếp yếu bên trong, chúng là một đám không có cảm tình sát khí, có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Mục Thanh đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua vậy lu mặt, một cái răng nhọn linh cá dùng đầu chợt đụng tới, vậy không biết là vì sao vật liệu chế thành linh lu lại dâng lên một chút vết rách, hắn chợt cười ha ha một tiếng. Ngày chính là như vậy có trật tự hoặc hãy theo lòng qua, như cỏ vậy, gặp xuân sinh lục, đông tới điêu tệ. Mặc Như Thu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đây là cùng Mục huynh không cùng, ta người này, từ trước đến giờ thích tự do tự tại. Tự do tự tại. Mục Thanh ngược lại là đối với lần này không đáp, quay lại nói cái khác, ít ngày nữa trước, ta từng đi Thiên Cung thần giáo thi hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật, Thiên Tuyết tâm đuổi giết, ta bị chút tổn thương. Mặc tiểu thư, người ta thuộc về cùng tông, lúc trước người vậy từng nói tới Diệp Thần người này, trùng hợp, Thiên Thanh Cung người vậy chuẩn bị phục giết Diệp Thần, để lại cho Thiên Cung thần giáo thời gian không nhiều lắm, nếu như ta không đoán sai, cái này hai ngày Diệp Thần liền sẽ xuất hiện. Như thế nào, có không có hứng thú đi xem. Đối với thích tự do ngươi mà nói, đi ra ngoài một chút. Mặc Như Thu nhẹ khẽ gật đầu, ta đang có ý đó, tới xem gần đây ngày tới đầu ngọn gió đang thịnh người, rốt cuộc có những cùng người khác bất đồng địa phương. Mục Thanh đưa cho Mặc Như Thu một tờ giấy, phía trên địa chỉ, chính là chỉ hướng Lâm Thiên Thành. Mặc Như Thu nhận lấy, lại nữa lời nói, xoay người rời đi. Đi theo nàng. Xem con bé này thái độ, Mục Thanh nhớ ra rồi ít ngày nữa trước âm ma thánh tổ giao phó, phân phó người thủ hạ nói, ẩn núp một chút, không nên bị phát hiện, có bất kỳ dị động, không muốn bứt dây động rừng, chờ ta an bài. Như Thu, bất luận tình huống bây giờ như thế nào, người phải nhớ kỹ, lần này nếu là thật thấy Diệp Thần, người đại biểu, vẫn là âm ma thánh điện. Trước khi đi, âm ma thánh điện đại trưởng lão, cũng chính là Mặc Như Thu ra dặn dò. Cái này lúc đang nhiều việc, bất kỳ dị động đều có thể đưa tới đại loạn. Ra ra, người yên tâm đi, ta rõ ràng đúng mực, Diệp Thần người này, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Chỉ như vậy, Mặc Như Thu vậy là theo chân Mục Thanh đầu mối rời đi âm ma thánh điện. Hình ảnh quay về, vĩnh hằng hư không. Huyền tôn cửa thao thiên hỏa diễm, hàm chứa vô thượng uy năng, đem nguyên cái tầng mây che đậy. Đạo này ngập trời ngọn lửa tựa hồ ẩn chứa chư thiên vạn giới nơi có dị tượng, người bên ngoài thậm chí có thể xuyên thấu qua lóng lánh hồng quang, thấy bên trong chìm chìm nổi nổi thế gian vạn vật. Diệp Thần vận dụng rất nhiều lá bài tẩy thậm chí huyền yêu tinh máu phát huy ra cái này một kích mạnh nhất. Cái này không thể nào. Hư không cự thú vậy cảm nhận được liền cực lớn uy hiếp, hắn phát ra giống giận trầm thấp tiếng, giống như sấm, điếc tai nhức óc. Toàn bộ chân trời giống như là một phiến to lớn cổ chiến trường, còn quấn từng hạt tròn sáng chói tinh thần, lóe lên ánh sao giống như thánh huy rơi xuống,
một hồi hư vô hơi thở bao phủ trong đó. Cái này, chính là huyền tôn cửa uy lực sơ hiện. Thành tựu thượng cổ trong thời kỳ cổ xưa môn hộ một trong, huyền tôn cửa cùng thiên địa câu thông, cùng vạn vật tương liên, tung bay ư như độc lập di thế. Liền liền vô biên vô tận hư không cự thú, há miệng liền có thể ấp úng mấy trăm ngàn ngôi sao, lúc này cũng không cách nào ngăn trở cái này nóng rực như mặt trời ánh lửa. Trận tự quyết. Ở giây phút sau cùng, Diệp Thần mượn huyền yêu tinh máu thiêu đốt hơi ấm còn dư lại, phát động sát chiêu. Có huyền tôn lực gia trì, hắn ngón tay bóp ấn, dùng hết 9 tầng trời thần thuật, trong mắt nổ bắn ra ra kim quang sáng chói. Mà chung quanh trong hư không chui ra từng đạo phù văn, toàn bộ tụ vào hắn hai con ngươi bên trong, lại ngưng tụ ra một mặt có thể ánh chiếu thiên địa tấm gương. Tấm kính này ánh ra trước mắt chiến trường, vô số phù văn xen lẫn, xây dựng ra liền một đạo vô cùng trận pháp, dọc theo ngọn lửa cháy quỹ tích phát hỏa vần quanh, trong thoáng chốc phóng lên cao. Dòng dã ba đại bảo vật, cộng thêm huyền yêu tinh máu, còn có một môn 9 tầng trời thần thuật gia trì, Diệp Thần vì giữ được huyền tôn cửa, cũng là dùng hết toàn lực, trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng cuồn cuộn, ngắn ngủi điều đi trong cơ thể luân hồi huyết mạch, thậm chí xông lên một hồi cảm giác hôn mê. Không, tuyệt không khả năng. Cùng hư không cự thú hòa làm một thể diệu dạ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình lại sẽ bị một tên tiểu bối điều khiển huyền tôn cửa cho đánh được không thở nổi. Đối mặt cái này như thiên thần hạ phàm tuyệt đỉnh thế công, đại thủ lãnh diệu dạ biết rõ mình đã vác không xuống. Hắn cắn răng, vì bảo toàn cái này hư không cự thú nơi chế thành thuyền hạm, vẫn là quyết định đi trước rút lui. Chung quanh hắn không gian hoàn toàn mở ra, từng cái vòng xoáy hắc động nhanh chóng xoay tròn, tương liên, dung hợp thành một tấm trùng điệp vạn giảm cửa hư không. Ma tộc tất cả nhân viên, nhanh chóng rút lui. Diệu dạ đại thủ lãnh hạ mệnh lệnh như vậy. Những cái kia vĩnh hằng ma tộc người sau khi nghe được, trong lòng vẫn không hề cam, nhưng là hiện tại bại cục đã định, bọn họ không có sức xoay chuyển trời đất. Không thiếu ma tộc người trong điên cuồng chạy trốn, trở lại vậy hư không thuyền to bên trên, bất quá vậy như vậy gặp phải vĩnh hằng thần điện người đuổi giết. Hai bên này tiêu người dài, chém giết cùng tiếng reo hò bên tai không dứt, vang khắp chân trời. Nam Cung Vấn Thiên ở chặn lại hư không cự thú vậy một đạo đòn nghiêm trọng sau đó, đã là khí lực hao hết, nỏ hết đà, nhưng hắn vẫn đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói mạnh chống đứng lên, ngưng tụ kiếm ý. Nhất niệm vĩnh hằng, đạo sinh vĩnh hằng. Hắn cuối cùng vẫn là thi triển ra nhất niệm vĩnh hằng. Cuồn cuộn trường kiếm chạy lên thương khung, hóa thành một đạo sắt thép nước lũ, mũi nhọn vô cùng, ngưng luyện ra một đạo khổng lồ kiếm trận. Vậy kiếm trận bốn phía có mấy đóa màu bạc trắng hoa sen chậm rãi xoay tròn, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, nhiếp tâm hồn người. Thứ nhìn một cái là mấy đóa, nhưng nếu cẩn thận xem xét, thì sẽ phát hiện thật ra thì chỉ có một đóa hoa sen, còn lại đều là huyễn hóa ra tới pháp tướng. Đi! Theo Nam Cung Vấn Thiên một tiếng khẽ quát, vậy mấy đóa hoa sen cánh hoa bỗng nhiên bay lên, huyễn biến thành một cái cầm lóng lánh thần thánh tia sáng phi kiếm, giống như gió lớn mau mưa vậy vĩnh không ngừng nghỉ, phong tỏa nóng bỏng ngọn lửa ra những khu vực khác. Bất quá tại chỗ cũng không một người phát hiện, vậy đóa hoa sen hoa tâm, hóa thành một đạo bí ẩn lưu quang tiến vào huyền tôn cửa. Mà ở chỗ này trước, Nam Cung Vấn Thiên mỗi một lần xuất kiếm, liền cũng có một đạo ánh sáng dung nhập vào huyền tôn cửa. Hư không cự thú nơi tạo dựng lên kết giới bình phong che chở, run lẩy bẩy, lảo đảo muốn rơi xuống. Thần thánh hoa sen kiếm quang, ngay chớp mắt thì đã xuyên thấu bộ phận kết giới. Kiếm quang cùng hồng viêm, phối hợp lẫn nhau, thanh thế thật lớn kinh người. Hư không cự thú kết giới, đã mau không chịu nổi. Có thể lập tức còn có một phần nhỏ người của ma tộc không có rút lui trở về, đang cùng thần điện người chém giết. Không còn kịp rồi. Diệu dạ thấp giọng nhắc tới, vậy cả hai giống như ánh mặt trời lặn huyết nguyệt vậy đỏ tươi con ngươi, hiện ra lau một cái đoạn tuyệt. Hư không lối đi mở, vậy chiếm hơn nửa bên chân trời hư không cự thú dương buồm đường về, chậm rãi chui vào hắc động bên trong, muốn phải rời khỏi trường sinh đảo. Không, đại thủ lãnh, chúng ta còn không có đi lên à. Cùng chờ, chờ một chút. Đáng ghét, những người này làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phía dưới tiếng kêu cứu này thay nhau vang lên, nhưng mà diệu dạ quyền làm không có nghe được. Đứng ở hư không cự hạm trên bong vĩnh hằng ma tộc người cũng là thần sắc phức tạp, một mặt ảm đạm. Bọn họ không chỉ có thất bại, hơn nữa còn bại được vô cùng là thảm thiết.
vốn là thừa dịp gió đông tấn công Vĩnh Hằng Thần Điện, chí ở tất được, có thể không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, sắp thành lại hỏng. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn về phía vậy sừng sững ở trong thiên địa cổ xưa huyền tôn cửa, trong mắt tràn đầy cừu hận ánh sáng. Nhất là vậy đạo giống như phượng hoàng dương cánh trẻ tuổi bóng người, là đưa đến bọn họ bị bãi nguyên nhân chủ yếu. Hắn, rốt cuộc là ai? Diệu Dạ chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn từ trên người hắn tìm ra chút gì tới. Mà ở hắn ở giây phút sau cùng, thấy Diệp Thần giơ lên vậy cầm uy vũ thiên kiếm, mấy vòng tươi đẹp huyết nguyệt từ hắn bên người hiện lên lên. Mênh mông vô tận màu máu ánh sáng rực rỡ, tràn ngập chân trời, cùng huyền tôn cửa, hô ứng lẫn nhau. Một khắc sau, huyết nguyệt vẫn bay ra, mang theo hủy thiên diệt địa vậy cường thịnh khí thế, lấy dễ như bỡn tư thái phá hư kiên cố hư không kết giới. Hư không cự thú phần lớn thân thuyền đã không có vào trong hắc động, nhưng là như cũ gặp phải cái này hai bánh huyết nguyệt tập kích, đuôi tàu bộ phận bị nổ ra hết mấy đen thui lỗ lớn. Trăng sáng cùng huyết nguyệt trói lọi đan vào lẫn nhau, bao phủ ở Diệp Thần trên mình, để cho người nhìn không rõ lắm. Có thể Diệu Dạ nhưng từ trong phát giác một chút khí tức không giống tầm thường, cuồn cuộn vô địch. Hắn nhất thời biết, Diệp Thần rốt cuộc là người thế nào. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới lại là hắn, mà máu kia tháng chân truyền chỉ sợ sẽ là hắn hộ đạo người nhâm phi phàm truyền lại. Diệu Dạ thời khắc này tứ chi cùng giác quan cũng cùng hư không cự thú dung hợp, bao gồm thần hồn cũng vậy, hắn có thể cảm giác được vậy một vòng huyết nguyệt trong đó ẩn chứa xâm lược tính lực lượng là đáng sợ dường nào. Rốt cuộc, làm một điểm cuối cùng tàn phá đuôi tàu hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, Vĩnh Hằng ma tộc hạm đội cũng theo đó rút lui. Vĩnh Hằng thần điện cường giả cũng không năng lực hoàn toàn lưu lại đối phương, nếu như thật phải, sợ rằng sẽ trả ra thảm thiết hơn giá phải trả. Ngược lại không như để cho đối phương chạy trốn, bọn họ bên này cũng có thể nghỉ xả hơi. Trên trường sinh đảo Vĩnh Hằng ma tộc người ngay tức thì xong rồi, chiến đấu còn không đánh xong. Bọn họ lại có thể là được tù binh. Bất đắc dĩ chỉ có thể nộp khí giới đầu hàng, giữ lại một cái mạng nhỏ. Vĩnh Hằng thần điện người làm hoan hô, bọn họ ánh mắt cuồng nhiệt, thần sắc sùng bái, giờ khắc này ở bọn họ trong lòng, bằng vào sức một mình cố gắng xoay chuyển tình thế Diệp Thần chính là thần chi. Liền Nam Cung Vấn Thiên cũng không có đãi ngộ như vậy. Nam Cung Nhã Tình như nhau bị người phụng làm thần minh, cái này hai người cũng có điều khiển huyền tôn cửa lực lượng. Tương lai nhất định là Châu Ngọc Liên Bích, chấn nhiếp bát phương. Nam Cung Vấn Thiên thấy một màn này, vui vẻ yên tâm không dứt. Hắn trước còn đối với Diệp Thần có giữ lại cùng dò xét, nhưng là kinh sau trận chiến này, hắn đã bên trong định Diệp Thần là tương lai mình người nối nghiệp, tiền đồ không thể giới hạn. Ánh lửa kia kể cả kiếm quang xuyên thấu hư không, đánh nát gần phân nửa hư không cự hạp, ánh chiếu chư thiên, cháy vạn giới, vô cùng ánh lửa thẳng đến bây giờ còn không có tiêu tán. Đem thương khung đốt được đỏ ao. Chiến tranh kết thúc sau đó, kết thúc công tác cực kỳ khó khăn. Vĩnh Hằng thần điện rất nhiều kiến trúc cũng bị phá hủy, địa mạch được chấn động, đưa đến linh khí trình độ thâm hậu không bằng từ trước. Cái này có lẽ liền cần thời gian khôi phục. Trừ cái này ra, Vĩnh Hằng thần điện trong ngoài chết thảm số người cũng có không thiếu. Bất quá lần này sau đó có chỗ tốt, đó chính là hoàn toàn mở ra Nam Cung Nhã Tình danh tiếng. Mặc dù nói nàng tại đại chiến bên trong cũng không có chủ tấn công, nhưng như cũ gánh chịu không nhỏ nhiệm vụ. Vô tận hồng viêm tiêu tán, Diệp Thần vậy từ chính giữa trận pháp giải thoát ra, trôi giạt rơi xuống đất. Hắn thương thế cực kỳ nặng, thậm chí hắn lần đầu tiên cảm nhận được lại như vậy cắn trả. Nhưng hắn cũng không có ở trước mặt người ngoài biểu hiện cái gì. Nam Cung Nhã Tình chính là đi tới hắn bên người, nụ cười yêu kiều đưa tay khoác lên hắn cánh tay. Diệp Thần nhất thời thân thể cứng đờ, trong lòng cười khổ, nhưng lúc này trước mặt mọi người không tốt trước mặt phất Nam Cung Nhã Tình mặt mũi, chỉ có thể mặc cho hắn vui vẻ. Hắn tới nơi này không hề muốn dính cái gì hồng nhan nhân quả, nhưng bây giờ nhìn lại, con bé này ngược lại thật đắm chìm trong đó. Cái này lại nên làm thế nào cho phải? Diệp huynh đệ thật là trẻ tuổi anh tài, thực lực siêu nhiên, thật sự là ta Vĩnh Hằng thần điện may mắn à? Vĩnh Hằng thần điện đại trưởng lão dẫn đầu đi tới, chắp tay, vẻ mặt tới giữa tràn đầy cung kính cùng khen ngợi. Còn lại mấy tên Vĩnh Hằng thần điện cao tầng cũng là đi tới, đầy mắt đều là khen ngợi cùng kính nể. Nam Cung Nhã Tình nghe được những cái kia khen ngợi Diệp Thần mà nói, cười được không ngậm miệng lại được, thật là so mình đã bị khẳng định còn vui vẻ.
Bất quá kết thúc chiến đấu sau đó, từ cuồng nhiệt trạng thái khôi phục như cũ Diệp Thần, nhưng cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy. Hắn đích xác là thi triển huyền tôn cửa, bạo phát ra chấn thiên hám đất uy lực, nhưng cái này cùng thế công, nhưng không cách nào để cho hư không cự thú chật vật mà chạy. Mà ở chỗ này trong quá trình, Nam Cung Vấn Thiên nhiều lần xuất thủ tương trợ, nhìn như là ở phụ trợ hắn, nhưng mỗi một lần sau đó, Diệp Thần liền từ huyền tôn cửa trên hấp thu liên tục không ngừng minh mông lực lượng. Nhắc tới hết thảy cùng Nam Cung Vấn Thiên không liên quan, đánh chết hắn đều không tin. Chiến tranh kết thúc sau đó, Nam Cung Vấn Thiên cũng không có trở về nơi này, mà là trực tiếp về đến tổ địa, bế quan tu luyện. Diệp Thần vốn định khôi phục thương thế, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn không thể qua dừng lại lâu, thương thế để cho nó tự khỏi bệnh cho giỏi, hắn quyết định đi tổ địa hỏi một phen, được đại trưởng lão cùng Nam Cung Nhã Tình đồng ý sau đó, hắn một thân một mình, đi Trường Sinh đảo sau núi chỗ sâu. Nơi đó phong cảnh xinh đẹp, cụm núi chồng lên nhau, lại là có bình tĩnh con sông chậm rãi dòng nước chảy, giống như một bức thế ngoại đào nguyên, không chút nào bị ngoại giới chiến tranh ảnh hưởng. Vĩnh Hằng Thần Điện tổ địa, tự thành một khối thế giới, trước kia từ chức Thoái Ẩn Điện chủ hoặc là trưởng lão, đều ở đây chỗ tu dưỡng tu luyện. Diệp Thần tay cầm một tấm lệnh bài, bước chân vào một dãy núi địa giới, ở nơi đó có thương thúy cổ lâm, thong thả tiếng ve kêu, nhẹ nhàng vang vọng. Hắn xuyên qua một phiến rừng cây, gặp được một tòa tại miền đồi núi bình trên sườn núi rừng trúc. Ở đó trong rừng trúc có một căn nhà nhỏ, trước cửa để đếm cái bàn cùng cái ghế. Mà Nam Cung Vấn Thiên một bộ bạch bào, ngồi ở đằng kia, đang bưng ly uống rượu, tự uống tự uống. Hắn tựa hồ đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Ngươi thương thế không sao chứ? Được rồi, chính ngươi chắc có đếm, ngồi đi, núi này dừng ít rượu nhưng mà do thuần túy suối chế mà thành. Lại phối hợp bên kia hái xuống trái cây, mùi vị thuần hậu, nồng mà không ngán, ngươi nếm thử một chút. Nam Cung Vấn Thiên một bộ cười híp mắt dáng vẻ, vân đạm phong khinh, hắn tay áo bào một quyển, ly kia trong suốt rượu trái cây liền lăng không bay đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cũng không vặn nặn, nhận lấy nếm thử một miếng. Hít rượu vào cổ họng, lại là có một hồi dịu dàng lực lượng theo rượu chảy vào trong cơ thể hắn, bồi bổ ngũ tạng lục phủ. Ở huyết mạch bên trong tạt qua, nhuận vật nhỏ không tiếng động. Thậm chí để cho hắn cắn trả và thương thế cũng hóa giải mấy phần. Quả thật không tệ. Ở giữa thiên địa, bất kỳ sự vật, đại lộ chí giản là mãi mãi không đổi chân lý. Cái ly này không có trộn bất kỳ phức tạp cách làm rượu trái cây, vừa vặn thể hiện một điểm này. Nguyên thủy nhất, vậy thuần chân nhất. Diệp Thần buông xuống ly rượu, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng phát hiện mình có chút không nhìn thấu Nam Cung Vấn Thiên. Hắn mới tới nơi này, phá giải kiếm trận sau đó, Nam Cung Vấn Thiên cho thấy dã tâm, muốn lấy hắn là con cờ lấy được càng nhiều hơn lợi ích. Khi đó Diệp Thần cảm thấy, Nam Cung Vấn Thiên trời xanh tính xảo trá, không thể thâm giao. Nhưng là bây giờ Nam Cung Vấn Thiên, lại giống như siêu nhiên thế ngoại cao nhân, không có như vậy thế tục lục đục với nhau cùng dục vọng. Rốt cuộc cái nào mới là thật hắn? Nam Cung Vấn Thiên tựa như khám phá Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, hắn dửng dưng một tiếng, nói tiếp, luân hồi chi chủ, ngươi nghi ngờ trong lòng ta cũng sẽ từng cái giải đáp, nhưng ngươi yên tâm, ta làm hết thảy, cũng không có ác ý. Hắn lời này vừa ra, Diệp Thần trong lòng nhất thời lật ra sóng gió kinh hoàng. Lúc đầu Nam Cung Vấn Thiên đã sớm khám phá mình thân phận. Không cần kinh hoàng, thật ra thì ở ngươi phá giải kiếm trận lúc đó, ta cũng không phát hiện ngươi thân phận. Chỉ là ở về sau Vĩnh Hằng Đại Điển, ta lúc ấy thi triển nhất niệm Vĩnh Hằng, có một món thiên đạo ý niệm giúp ta đột phá, vừa mới bắt đầu ta cho là khí vận tới, cho tới sau này ta mới phát hiện, là ngươi một món kiếm đạo lực. Cho tới sau này ta trọng thương bế quan, tra xem trong cơ thể tình huống, mới phát hiện là ngươi vậy một món luân hồi lực lượng, che ở ta căn nguyên, mới để cho ta không có bị Vĩnh Hằng chi thần chân chính làm bị thương, ta cũng như vậy mới phát hiện ngươi thân phận chân chính. Diệp Thần nhớ lại lúc ấy một màn kia, trên người mình đúng là phân ra một món thần niệm, hội tụ đến Nam Cung Vấn Thiên trên mình. Bất quá hắn quả thật không nghĩ tới, mình một chút lực lượng, lại là trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên lĩnh ngộ nhất niệm Vĩnh Hằng mấu chốt. Đợi một chút, Diệp Thần phát hiện một cái vấn đề, nhất thời bừng tỉnh cả kinh. Nam Cung Điện Chủ, ý ngươi là nói, ngươi trọng thương chưa lành tin tức là giả. Nam Cung Vấn Thiên, cười chúm chím gật đầu, đúng. Trước ta tổn thương đã hoàn toàn khôi phục. Đến đây,
Diệp Thần có chút hoảng hốt. Hắn muốn không rõ ràng, Nam Cung Vấn Thiên nếu đã hết bệnh, vì sao không ban đầu liền ra tay át chế Vĩnh Hằng ma tộc, hoặc là nói trực tiếp lộ ra thực lực, lưu lại Diệu Dạ và một đám Vĩnh Hằng ma tộc cao tầng. Nhưng vì cái gì cuối cùng nhưng hết lần này tới lần khác thả đi bọn họ. Bằng vào Nam Cung Vấn Thiên thực lực, nếu là thật tránh xuất tay, Vĩnh Hằng ma tộc người sợ rằng một cái cũng không đi được. Ở bọn họ tập kích Trường Sinh đảo trước, ta cũng đã dòm ngó dò được nhân quả. Nam Cung Vấn Thiên nói, người vậy một món luân hồi lực lượng che ở ta, để cho ta tránh khỏi Vĩnh Hằng chi thần chỉ giết, đây là bởi vì. Mà ta ở trong sâu thẳm thuận theo thiên đạo, gặp được huyền tôn cửa, mà nó người cầm được, chính là ngươi. Khi đó ta liền biết được, người cùng huyền tôn cửa có hóa không ra quả. Sau đó ta liền thuận theo thiên đạo, mà là ở ngươi tiếp quản huyền tôn cửa sau đó, âm thầm giúp ngươi một tay. Bây giờ nhìn lại thiên đạo nhân quả cũng không phải là giả, ngươi lại thật có thể phát huy ra huyền tôn cửa uy lực chân chính, thiên phú có thể gặp một ban. Nam Cung Vấn Thiên chính là thiên quân cấp cường giả khác, theo như lời hắn nói, dính đến thiên đạo nhân quả, tuyệt không thể nào là giả. Xem ra Diệp Thần cảm ứng được cùng huyền tôn cửa liên lạc cũng không phải là giả giả, cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Bất quá một con ngựa thì một con ngựa, nếu không phải là có Nam Cung Vấn Thiên giả vờ không địch lại, sau đó trong bóng tối trợ giúp, sợ rằng Diệp Thần cũng không cách nào chỉ bằng vào huyền tôn cửa lực lượng đánh lui Vĩnh Hằng ma tộc. Ngươi không cần cảm tạ ta, trừ thuận theo thiên đạo nhân quả ra, ta càng muốn trợ giúp thần điện đánh lui cường địch, chỉ bất quá cái này thế gian nào có vạn toàn phương pháp, có đấu tranh liền sẽ có hy sinh, ta bất quá là bỏ nhỏ lấy lớn mà thôi. Nam Cung Vấn Thiên trong giọng nói có chút thổn thức, hắn lại cho mình rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó bàn tay hắn lộn một cái, một quả lệnh bài cũ kỹ bất ngờ hiện lên trên đó, chạm trổ huyền tôn cửa dấu vết. Không biết nhiều ít năm trước, huyền tôn cửa cũng đã là ta Vĩnh Hằng thần điện bảo vật chấn tông, hiện tại cùng ngươi có duyên phận, ta liền đem nó tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thật tốt quý trọng đoạn nhân quả này. Diệp Thần nhận lấy trong tay hắn huyền tôn lệnh, thần sắc cũng thay đổi được chỉnh trọng lên. Hơn năm qua, huyền tôn cửa không chỉ là một môn cổ xưa thần khí, mà là biến thành một cái tông phái nội tình cùng truyền thừa, Diệp Thần nhận lấy là chúng sanh lực, mà không phải là vật vô chủ. Ngoài ra, ta có thể hay không hướng người muốn hứa một lời. Nam Cung Vấn Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, lấp lánh có thần. Diệp Thần con người đông lại một cái, gật đầu một cái. Sau này nếu như con gái ta gặp nạn, người muốn giúp nàng giúp một tay. Nam Cung Vấn Thiên lúc này thần sắc cũng thay đổi được nghiêm túc, hắn đàng hoàng thân thể, như vậy tư thái, là đang cùng Diệp Thần nói một kiện vô cùng trang trọng việc lớn. Diệp Thần tự nhiên vậy rõ ràng hắn tâm tư. Nam Cung Vấn Thiên trong lời nói cũng không có đề cập đến Vĩnh Hằng thần điện, mà là Nam Cung Nhã Tình, đương nhiên là có cân nhắc. Diệp Thần cùng Vĩnh Hằng thần điện cũng không có nhiều ít sâu xa, đối với là chết là mất, nói cho cùng hắn không quan tâm, cũng không cần quan tâm. Hơn nữa cái loại này cam kết, vậy không nhất định sẽ bị thiên đạo thừa nhận, dứt khoát lười được nhắc tới. Nhưng là dính dấp đến Nam Cung Nhã Tình, vậy là bất đồng. Diệp Thần cùng Nam Cung Nhã Tình ít nhất có một giấy trên mặt nổi hôn ước, hơn nữa cái này phá trận chiêu thân cũng là đám người quen thuộc. Bỏ mặc Diệp Thần là vô tình hay là cố ý, phá hỏng trận này, chính là hắn Nam Cung Vấn Thiên chọn chúng nữ tế, cho dù là Diệp Thần tự mình cũng không cách nào phản bác. Tương lai Nam Cung Nhã Tình tiếp quản Vĩnh Hằng Thần Điện, liền cùng có liền liên lạc, Diệp Thần giúp nàng, cũng là giúp Vĩnh Hằng Thần Điện. Cái này cùng lý do không cần nhét vào thiên đạo lời thề trong phạm vi, nhưng ngày sau Diệp Thần nhất định không cách nào từ chối. Kể từ khi biết Diệp Thần là luân hồi chi chủ sau này chuyển thế, Nam Cung Vấn Thiên liền đang lặng lẽ làm này dự định. Thiên địa hạo kiếp cuối cùng sẽ tới, những năm gần đây Vĩnh Hằng hư không hỗn loạn càng rõ ràng, không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ nữa. Nếu như Vĩnh Hằng hư không đủ loại hư không cạm bẫy bị phá, vậy mảnh đất này sẽ bị bại lộ ở chư thiên vạn giới trước mặt. Đến lúc đó còn không biết sẽ có nhiều ít hung hiểm nguy nan. Cho nên hắn hiện tại liền muốn phòng ngừa chu đáo, thay con gái làm xong dự định, tìm một cái tương lai có tỷ lệ leo lên thiên địa đỉnh cường giả thành tựu chỗ dựa vững chắc. Liên quan tới ngoại giới một ít lời đồn đãi, hắn cũng có nơi nghe nói, Diệp Thần dưới tàng cây kẻ địch không đếm xuể. Mạnh như Vạn Khư lão tổ, cũng chính là trong truyền thuyết Phú Hoàng cổ đế, là Diệp Thần cuối cùng muốn vượt qua tòa kia đỉnh cấp núi.
cựu Nhật Minh trưởng môn nhân ma tổ Vô Thiên, cũng từng cùng Diệp Thần bùng nổ qua kịch liệt chiến đấu. Thái thượng thế giới thứ nhất nữ ma đầu, Thái thượng thiên nữ, đã từng cũng cùng luân hồi chi chủ sinh ra qua bất hòa. Diệp Thần phải đối mặt, cơ hồ là chư thiên vạn giới cường đại nhất vài cổ thực lực. Bất quá Diệp Thần nhưng không phải là không có bất kỳ lực phản kích, hắn đứng phía sau đời này hạng trước bốn nhâm phi phàm, cái này một tòa lớn chỗ dựa vững chắc, đủ thay hắn ngăn lại tất cả. Hơn nữa cứ nghe luân hồi chi chủ có thể một đường trưởng thành đến nay, chính là có đại khí vận bằng thân, là cần phải vận thiên địa mà xuất hiện nắm giữ. Nam Cung Vấn Thiên dĩ nhiên thừa nhận, có đánh cuộc thành phần, nhưng thế gian vạn vật, chư thiên luân hồi, cũng không là một tràng tiền đặt cuộc sao. Diệp Thần dĩ nhiên cũng nghĩ đến cái này một ít, bất quá yêu cầu này tới được đột nhiên, hắn không thể nào xem Nam Cung Vấn Thiên như vậy, đứng ở Vĩnh Hằng Thần Điện góc độ đi ước lượng. Được, ta đáp ứng ngươi, ở ta khả năng cho phép trong phạm vi, tuyệt sẽ không để cho Nam Cung Nhã Tình bị bất kỳ vết thương chí mạng hại. Diệp Thần đáp ứng xuống. Nam Cung Vấn Thiên lúc này mới gật đầu một cái, yên tâm bế quan. Tiếp theo hắn muốn đánh vào nhất niệm vĩnh hằng cảnh giới cao hơn, để cầu tương lai thiên địa biến đổi lớn lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Điện mới có thể có sức tự vệ. Diệp Thần từ hắn nơi đó lấy được rồi Huyền Tôn cửa lệnh bài, có cái này cái lệnh bài sau đó, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ Huyền Tôn cửa lực lượng. Nam Cung Vấn Thiên hành động này, tương đương với đưa cho hắn lớn như nhau cơ duyên. Hắn đi tới tổ địa bên ngoài, một đạo lưu quang từ chân trời, xa xa bay tới, đó lại là Huyền Tôn cửa. Diệp Thần đem mình linh hồn đóng dấu khắc ở Huyền Tôn cửa trên, tâm niệm khẽ động, Huyền Tôn cửa nhất thời liền chậm rãi rơi xuống, hóa là lớn chừng bàn tay, cực kỳ bỏ túi. Cái này Huyền Tôn cửa những thứ khác bảo vật có chút không cùng, hắn không có nhận chủ chức năng. Diệp Thần đặc biệt tìm một nơi tĩnh lặng nơi, ở bên trong động phủ bế quan thử nghiệm luyện hóa Huyền Tôn cửa. Nhưng mà không biết là thương thế vấn đề hay là nguyên nhân khác, ở luyện hóa trong quá trình, nhưng xuất hiện không thiếu vấn đề, Huyền Tôn cửa có thể nghe theo Diệp Thần an bài, nhưng lại hết sức bài xích luyện hóa cùng dung hợp. Cơ hồ là nhiều lần, Diệp Thần còn chưa có bắt đầu dùng linh lực đem bọc, liền bị Huyền Tôn cửa cho đánh sơ xác. Diệp Thần có chút kỳ quái, hỏi Nam Cung Vấn Thiên vậy không có được tốt biện pháp giải quyết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha. Đem Huyền Tôn cửa thu vào bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, vượt qua không mấy năm ánh sáng Thái Thượng Thế Giới, thân ở lộng lẫy trong giữa cung điện Thái Thượng Thiên Nữ mở ra xinh đẹp tú mâu. Cái này, lại còn thật đột phá đến cảnh giới bực này. Thái Thượng Thiên Nữ thông qua thuật đọc ý nghĩ, biết được Diệp Thần bây giờ cảnh giới chân thực, bất quá bởi vì Diệp Thần trước khi đi, nhâm phi phàm thay hắn che giấu thiên cơ, cho nên Thái Thượng Thiên Nữ cũng không cách nào dò thám biết Diệp Thần sở tại. Nhâm phi phàm, ta nuôi một con heo, ngươi vì sao phải 5 lần 7 lượt ngăn trở? Cho dù ngươi muốn ngăn cản, cũng không cách nào để cho hắn chạy khỏi mặc cho người thịt cá vận mệnh, mà rơi xuống phục hắn người kia, chính là ta. Thái thượng thiên nữ lần nữa khép lại hai tròng mắt, chỉ bất quá lần này nàng một món ý niệm xuyên qua xa xa thời không, tới xa tại hạ giới ngọa long thần tôn đầu óc bên trong. Xa tại hạ giới đang bế quan ngọa long thần tôn nhanh chóng nhận lệnh. Tiếp thu được Thái Thượng Thiên Nữ tin tức sau đó, Ngọa Long Thần Tôn tự lẩm bẩm. Luân hồi chi chủ thì đã trưởng thành đến như vậy trình độ sao? Cũng được, cái này thiên võ Ngọa Long Kinh cũng là thời điểm cho hắn. Chỉ là ta bây giờ còn đang bế quan, xem ra phải nhanh một chút cưỡng ép xuất quan. Thành tựu Thái Thượng Thiên Nữ người làm, đồng thời cũng là 12 thần tôn một trong, Ngọa Long Thần Tôn từ trước đến giờ chỉ nghe từ đảm nhiệm thiên nữ chỉ thị. Bây giờ Diệp Thần và đảm nhiệm thiên nữ, tuy nói liên lạc không hề quá chặt chẽ, nhưng vẫn không có xé rách ra mặt. Chủ thượng cùng ta nói, phải đem tin tức này truyền cho luân hồi chi chủ, để cho ta chuẩn bị xong. Xem ra võ tổ cơ duyên còn thật bị thằng nhóc này cho lấy được. Thái thượng thiên nữ không cách nào xác định Diệp Thần cụ thể người ở chỗ nào, nhưng lòng nàng niệm công phu đã tu luyện tới đạt tới đỉnh cao. Chỉ cần nàng muốn. Diệp Thần vô luận ở lúc nào chỗ nào cũng có thể nghe được nàng nói. Thiên võ Ngọa Long Kinh đã chuẩn bị xong, liền đợi ngươi đi lấy, đừng có chạy lung tung, Ngọa Long Thần Tôn còn đang bế quan, hẳn không cần mấy ngày sẽ kết thúc, đến lúc đó ngươi đi ngay lấy. Một đạo thanh âm mờ ảo, xuyên phá liền hư không lối đi, chạy thẳng tới Vĩnh Hằng Thần Điện tới, Diệp Thần màng nhĩ bị vậy xa cuối chân trời cuồn cuộn thanh âm cho rung một tí, cả người nhất thời thức tỉnh.
hắn còn đắm chìm trong luyện hóa huyền tôn cửa trong quá trình, chỉ tiếc hắn thử hơn trăm lần, không một ngoại lệ đều là thất bại. Vừa vặn nghe được Thái Thượng Thiên Nữ truyền âm, hắn dài thở ra một hơi, hắn mấy ngày trước còn đang suy nghĩ chuyện này, không nghĩ tới hiện tại sẽ tới thông báo cho. Tất lại còn có một trang Thiên Võ Ngọa Long Kinh ở Ngọa Long Thần Tôn trong tay, chờ hắn đi lấy. Thiên Võ Ngọa Long Kinh, chính là võ tổ lưu lại tuyệt thế điển tàng, trong đó 95 trang đều đã tán lạc nhân gian, không biết tung tích, căn cứ truyền lưu giải thích, khả năng lớn nhất chính là chôn giấu ở Cựu Nhật Chi Chủ trong bảo tàng. Hắn trong tay mình bao gồm Tổng Cương, đã lấy được 3 trang, hiện tại tức lấy được Ngọa Long Thần Tôn trong tay vậy 1 trang. Mà còn dư lại 1 trang liền ở Tài Quyết Chi Chủ trong tay. Trước Tài Quyết Chi Chủ để cho hắn đầu hàng, liền nguyện ý lấy này trao đổi, đáng tiếc Diệp Thần cự tuyệt. Bất quá lần trước hắn gặp được Tài Quyết Chi Chủ, hơn nữa cứu hắn tánh mạng, có lẽ có thể xách lên mượn hắn kinh thư dùng một chút. Còn như huyền tôn cửa, hắn tạm thời không có cách nào công phá, chỉ có thể chờ đến sau này tìm cơ duyên hoặc là Nhâm Phi Phàm sau khi xuất quan tới điều tra. Hắn đem huyền tôn cửa thu vào bên trong cơ thể, cùng thiên địa huyền hoàng tháp song song mà liệt, sau đó đi ra động phủ, đi đại điện. Nam Cung Nhã Tình đang hiệp đồng thần điện trưởng lão duy trì trật tự, khôi phục xây lại, thấy Diệp Thần đến, nàng mỉm cười cười một tiếng, đẹp động lòng người, nháy mắt tức thì phong tình vạn trùng. Cho dù là ở Diệp Thần đã gặp qua người đẹp trong đó, Nam Cung Nhã Tình cũng là được cho xếp số. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Hắn tới chỗ này, chỉ là vì lấy được huyền tôn cửa bí mật mà thôi. Nhã Tình cô nương, hôm nay tới, chính là hướng ngươi cáo từ. Nam Cung Nhã Tình nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. Hiện tại muốn đi sao? Ngươi thật giống như còn có tổn thương, không khôi phục mấy ngày sẽ rời đi. Nam Cung Nhã Tình hy vọng dường nào Diệp Thần chỉ như vậy đáp ứng. Diệp Thần gật đầu một cái, chuyện quan trọng trong người, khắc không cho chậm. Thương thế đối Diệp Thần mà nói, không coi vào đâu, Thiên Tuyết Tâm và Thiên Cung Chi Địa có thể không chờ được quá lâu. Nam Cung Nhã Tình lúc này tựa như đã sớm biết, xem Diệp Thần thiên phú như vậy yêu nghiệt thiếu niên người, con đường tu luyện nhất định gian khổ vạn phần. Vậy, người còn sẽ trở lại sao? Nam Cung Nhã Tình cắn môi, hai tròng mắt rưng rưng, nàng cũng không phải là bỏ không được Diệp Thần, mà là không biết tương lai sẽ phát sinh loại gì biến cố. Thiên địa thong thả. Lưu chuyển cực nhanh, gặp lại cũng không biết là lúc nào hậu. Diệp Thần không có để ý những thứ này tình trường chuyện, hắn đi xuống Trường Sinh Đảo, sau đó trở lại Vĩnh Hằng Chi Thành. Ra Vĩnh Hằng Chi Thành sau đó, ở đi Thiên Cung Chi Địa trước, hắn còn phải đi làm một chuyện, đó chính là tìm Tiêu Thủy Hàn và Vĩnh Lão tung tích. Hắn cùng Tiêu Thủy Hàn là thầy trò quan hệ, vì vậy có thể xác định vị trí đến tung tích của hắn, điều động trong cơ thể hư bia lực lượng. Diệp Thần trực tiếp vượt qua hư không, đi tới vậy mảnh đất giới. Tiêu Thủy Hàn cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương cũng chỗ ở trạng thái tu luyện trong đó, lúc này hai người có chút biến hóa. Vĩnh Hằng Thánh Vương trên mình chảy xuôi gần như tại màu vàng kim máu, hơn nữa hơi thở vừa đứt leo lên, hình thành 9 cái tuần hoàn chu thiên. Ở đó 9 cái miễn cưỡng không ngừng luân hồi chu thiên trong đó, hiện ra chư thiên vạn giới phủ quang lược ảnh, giống như là nơi đây thế giới một màn diễn hóa. Như ngừng lại Vĩnh Hằng một khắc. Diệp Thần lặng lẽ xuất hiện ở cách đó không xa, bất quá cũng không có quấy rầy hắn, mà là trong lòng có chút cảm khái. Ở Diệp Thần sơ lớn lên giai đoạn, hai người thì đã quen biết, hơn nữa ở chỗ này thời gian Vĩnh Hằng Thánh Vương còn giúp liền Diệp Thần không ít lần, hôm nay Vĩnh Hằng Thánh Vương có thể được như vận may này, Diệp Thần vậy hơi cảm thấy cao hứng. Người tới. Vĩnh Hằng Thánh Vương mở hai mắt ra, trên mặt có một nụ cười. Tiêu Thủy Hàn nghe vậy, mở hai mắt ra, Vĩnh Hằng Thánh Vương huyết mạch lực lượng ở hắn trên mình cũng nhận được loại nào đó triệu hoán, sau lưng hiện ra La Hán Kim Cương Pháp Tướng, hơn nữa cuồn cuộn tiếng chuông mỗi vang khắp một tí, Pháp Tướng chân thân thì trở nên được ngưng lúc một phần. Sư phụ, Tiêu Thủy Hàn ngạc nhiên mừng rỡ hô. Diệp Thần gật đầu cười, tiến lên chúc mừng Vĩnh Hằng Thánh Vương bước vào cảnh giới mới. Cùng ngươi so sánh, ta bộ xương già này có thể nói là ốc sên bò. Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, ở Diệp Thần trên mình liếc hai mắt, người hôm nay cảnh giới, bằng ta thực lực là xem chừng mực thấu, nhưng là chuyến này nhất định có thu hoạch. Đúng, còn được đa tạ Vĩnh Lão thay ta tìm được phương pháp, để cho ta tiến vào Vĩnh Hằng Thần Điện trong đó, cơ duyên xảo hợp dưới lấy được huyền tôn cửa. Diệp Thần vừa nói,
xòe bàn tay ra, một đạo nho nhỏ cổ xưa môn hộ vô căn cứ nổi lên, yên tĩnh treo ở lòng bàn tay trên. Cửa tuy nhỏ, nhưng tản ra vô tận mênh mông uy nghiêm, chỉ liếc mắt nhìn, tựa như là có thể bị thần bí kia thâm thúy khí chất hấp dẫn, lõm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Đây cũng là trong truyền thuyết huyền tôn cửa sao, nghe nói lấy được nó người có thể theo dõi đại lộ căn nguyên, từ đó lấy được trong cảnh giới kịch liệt tăng lên. Thậm chí vật này vẫn cùng huyền hải lối vào có trực tiếp quan hệ. Tiêu Thủy Hàn lại gần, khá có chút hiếu kỳ, hắn vào năm đó cũng nghe qua một ít có liên quan tại huyền tôn cửa truyền thuyết. Cánh cửa này bị truyền được huyền diệu khó giải thích, hơn nữa ban đầu rất nhiều đại năng nghĩ hết biện pháp cũng không có thể khai thác ra bí mật trong đó. Vĩnh Hằng Thánh Vương tựa hồ mới gặp lại huyền tôn cửa, trong mắt xông ra không ít tưởng nhớ ý. Hắn nhớ tới tổ tiên thực lực cường thịnh lúc đó, tự nhận là độc bộ thiên hạ, cho nên vứt bỏ hết thảy, đi truy tầm truyền thuyết kia ở giữa cao nhất mờ ảo cảnh giới, từ đó bỏ quên tộc quần phát triển. Nhiều năm như vậy tới nay, chuyện này vẫn là hắn trong huyết mạch đau. Diệp Thần cũng biết Vĩnh Hằng Thánh Vương tâm cảnh, lần này hắn tới nơi này, một là vì giải khai cái này huyền tôn cửa ẩn chứa bí mật, hai chính là thay Vĩnh Hằng Thánh Vương giải khai tư tưởng. Vĩnh Lão, chờ ta mượn vật này, thành công tiến vào huyền hải, cái này huyền tôn cửa liền trở về ngươi tất cả. Diệp Thần trong lúc bất chợt cam kết, để cho Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Tiêu Thủy Hàn đều ngẩn ra. Tiêu Thủy Hàn há miệng một cái, mới vừa muốn nói gì, bất quá cái này nếu là sư phụ quyết định, vậy hắn có thể làm chính là tôn trọng. Vĩnh Hằng Thánh Vương một hồi lâu sau phục hồi tinh thần lại, thần sắc hết sức phức tạp. Như coi là thật như vậy, hắn định có thể nhưng năm đó tâm ma, trở lại tổ tiên đỉnh cấp. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Vương nhưng lắc đầu cự tuyệt, thần sắc mười phần thản nhiên. Ta tâm ma đã hóa giải hơn nửa, hiện tại không cần giải khai, ngược lại là ngươi so ta càng cần hơn cái này huyền tôn cửa, ngươi cầm đi dùng. Tốt lắm, trên mình ngươi tựa hồ còn có thương thế, mau sớm chữa thương đi, còn nữa, trên mình ngươi còn có nhân quả, liền rời đi trước đi, chờ ta và Tiêu Thủy Hàn tu luyện xong, liền sẽ từ lúc tới đường trở về. Diệp Thần muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói ra miệng, chỉ là gật gật đầu nói, được. Một giây kế tiếp, hắn liền hướng một phương hướng đi. Đó là Vĩnh Hằng hư không lối ra. Trước đây có lẽ cần hải đăng, nhưng hắn hôm nay có huyền tôn cửa, cùng với Vĩnh Hằng thần điện nhân quả, hết thảy các thứ này liền không cần. Chỉ là không biết, lần kế về lại nơi này, lại là lúc nào. Diệp Thần vốn muốn đi tìm Ngọa Long thần tôn, nhưng nghĩ tới thiên nữ trước khi cho biết, Ngọa Long thần tôn còn đang bế quan, cần mấy ngày, vừa vặn mấy ngày nay, có thể giải quyết thiên tuyết tâm nhân quả. Hắn mơ hồ cảm giác thất lạc thời không một dãy nhân quả, phảng phất là băng sơn một góc, mà băng sơn một góc dưới, là một bộ như sóng tràn bờ cờ. Bàn cờ này, và vạn khư có liên quan, và thiên lý có liên quan, và không thể đạt tới vậy rất xa Hồng Quân và Võ Tổ đều có quan. Nhưng, hắn lại không cách nào hoàn toàn xác định. Hết thảy các thứ này, là huyền diệu khó giải thích. Mấy giờ sau đó, thiên cung chi địa, thiên cung thần giáo. Hư không chập chờn, làm Diệp Thần bóng người xuất hiện ở thiên cung thần giáo lúc đó, một đám mấy người cũng thở ra một cái. Diệp Thần, người đoạn thời gian này rốt cuộc đi đâu, vì sao một chút động tĩnh cũng không có. Ngọc Khanh Âm tiến lên một bước, mới vừa muốn tiếp tục nói gì, nhưng phát hiện Diệp Thần khí tức trên người lại so với trước đó lúc rời đi mạnh hơn. Lúc này mới bao lâu? Đoạn thời gian này Diệp Thần trải qua cái gì? Thiên Tuyết Tâm tự nhiên cũng là phát hiện Diệp Thần trên mình dị biến, hơn nữa thành tựu nàng loại cấp bậc này cường giả, cảm giác năng lực xa so vậy võ giả. Thiên Tuyết Tâm nhìn một cái Diệp Thần, suy tư mấy giây, nói, người đi Vĩnh Hằng hư không? Còn bị thương. Diệp Thần mặc dù tốc độ khôi phục kinh người, nhưng lần này chân thực vượt qua thân thể gánh vác, tốc độ khôi phục chậm hơn vậy không thiếu. Diệp Thần thân thể ngẩn ra, ngoài ý muốn nói, người cũng biết Vĩnh Hằng hư không? Thiên Tuyết Tâm nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Thần, nói thất lạc thời không và Vĩnh Hằng hư không, thật ra thì có chút tương tự, thậm chí thất lạc thời không bên trong có Vĩnh Hằng hư không lối vào, có một lần, ta từng bước vào trong đó, bất quá cũng không có ngây ngô quá lâu, giết mấy đầu hư không hung thú và Vĩnh Hằng ma tộc cường giả, liền rời đi. Được rồi, hôm nay để gặp, còn chưa thảo luận những chuyện khác. Thiên cung chi địa rất nhiều thế lực đã tạo thành hơn nữa vững chắc nhân tộc liên minh. Mấu chốt mang theo mục đích, ta phỏng đoán chính là vì thần võ lệnh.
Bảo thủ phỏng đoán, để lại cho ta chỉ có 10 ngày. Như cái này 10 ngày, người cầm không trở về thần võ lệnh, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí thiên cung thần giáo cũng sẽ không còn tồn tại. Đây cũng là ta tại sao không tiếc vận dụng ngọc bội liên lạc với ngươi nguyên nhân. Ta và Ngọc Khanh Âm đều không cách nào đi, chỉ có dựa vào ngươi. Còn nữa, thiên cung chi địa Lâm Thiên Thành, trước đây không lâu truyền ra thần võ lệnh tin tức, ta cũng phái ra qua đệ tử, nhưng đệ tử không một ngoại lệ toàn bộ mất tích, người đang bảo đảm mình an toàn dưới tình huống, có thể đi thử vận khí một chút. Diệp Thần đại khái hiểu sự việc, gật đầu một cái, nói, 10 ngày bên trong, ta tất vì ngươi lấy lại thần võ lệnh. Nói xong, Diệp Thần bóng người liền hướng một phương hướng đi. Cùng lúc đó, thiên cung thần giáo vòng ngoài, bí mật trong rừng, một cái huyết kiếm bay qua. Một người trung niên người phi kiếm trong tay truyền thư mất đi, hướng về phía sau lưng người tuổi trẻ. Yên tâm đi, Vân Nhi, ta đã lấy được tin tức, biến mất thật lâu Diệp Thần đã trở lại thiên cung thần giáo, không lâu liền sau đó núi tới tìm thăm thần võ lệnh tung tích. Người trung niên trước mặt nam tử có chút chán trường, tay trái quả đấm nắm thật chặt, trong tay phải vậy nắm cự nhận cán đao, lòng bàn tay toát ra chút mồ hôi lạnh. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người này chính là trước ở thiên cung thần giáo bị Diệp Thần đánh bại Khương Vân. Cái này thiên thanh cung thầy trò hai người, đối với Diệp Thần lúc trước ở thiên cung thần giáo cường thịnh ra tay, cảnh cảnh tại trong lòng. Âm ma thánh điện bố trí cục này, cũng là vì liên minh đại hội bên trên, thiên cung thần giáo có thể khạc ra một ít thứ tới. Chúng ta đã bày đại trận, Diệp Thần cái tên kia, nếu là dám tới, ta sẽ thời gian đầu tiên bắt giữ hắn. Yên tâm đi, tên kia phong ấn linh lực của ngươi, ta nhất định để cho hắn sống không bằng chết. Người trung niên thâm độc thanh âm truyền tới, đây là báo thù tuyệt cao thời khắc. Sau một nén nhang, thiên cung chi địa bên vực, Lâm Thiên Thành. Tình báo các lái buôn thiên đường. Màu vàng đen hoa văn câu khiếm phong cách cổ xưa nơi cửa chính, một vị ước chừng tay cầm cự nhận nam tử một tay thua lập. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Cùng đời vô tranh tuấn giật trên gương mặt không nhìn ra hắn thời khắc này nội tâm độc trắng, chỉ có vậy luôn luôn nhếch lên khóe miệng cùng ánh mắt tràn đầy sát ý tuyên cáo hắn mặt ngoài ổn định đều là cố làm dè đặt. Vị này tay cầm cự nhận nam tử ở sau lưng một vị thuần màu sắc trường sam người trung niên không ngừng dưới sự thúc giục chậm rãi đi lên dấu kim lầu nội đường. Hai người bóng người mấy tê một ức gian liền biến mất ở cuối thang lầu. Để lại cho không người nào hết sức trở về chỗ chỉ là trung niên kia người trường sam trên thiên thanh cung vậy bắt mắt ký hiệu. Sư tôn, âm ma thánh điện người tin tức có từng chính xác, Diệp Thần thật sẽ từ nơi này Lâm Thiên Thành đi ngang qua. Chàng trai nói, không sai, cất giấu kim lầu nhưng mà Lâm Thiên Thành tất cả đại tình báo các hàng rong thiên đường, mặc dù có chút tin tức không thể tin hết, nhưng nơi này tin tức bao trùm mặt, nhưng là nhất toàn. Người trung niên trầm giọng nói. Hơn nữa, Diệp Thần muốn thu góp liên quan tới bất kỳ thần võ lệnh tình báo, nơi đây hắn là khẳng định phải đi ngang qua, chúng ta ở chỗ này yên lặng giai âm là được. Người trung niên trong lời nói hành gian, sát ý hiện ra hết. Vậy bây giờ bên ngoài đồn đánh giá như thế nào, Diệp Thần cái thằng nhóc này, chẳng biết tại sao, tựa hồ ở thiên cung chi địa mất tích hồi lâu, hắn chiến lực nhưng mà không tầm thường. Khương Vân đi qua trận chiến ấy, là thật bị Diệp Thần phá đạo tâm. Người thu võ, giờ phút này nhưng là cố kỵ khá nhiều. Người trung niên âm thầm lắc đầu một cái, trầm giọng nói cái tên kia sợ rằng đi thăm dò cái gì bí cảnh, đột nhiên xuất hiện, nhất định là bị thương mới trở về, có vi sư ở đây, không đáng nhắc đến. Khương Vân nhưng là lắc đầu một cái, hắn luôn cảm giác sự việc không có như thế đơn giản, đây không phải là sợ hãi, mà là một loại đơn thuần trực giác. Hiện tại thiên cung thần giáo ở Hắc Thị đánh cuộc trên đã thành đại nhiệt môn. Thiên Tuyết Tâm lần này nếu như không có được chống đỡ, thiên cung thần giáo ăn tất, cùng ta thiên thanh cung mà nói, cũng coi là một lớn chuyện may mắn. Nói không chừng khối này chứng to lớn cao, chúng ta cũng có thể phân một ít. Người trung niên hí mắt cười một tiếng đáp. Hy vọng như thế chứ, cho nên hôm nay, bắt lại Diệp Thần đối với chúng ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Khương Vân cũng là lần nữa chắc chắn liền trong lòng tín niệm, nhìn về trong tay cự nhận. Hừ. Mộc Tú tại Lâm Phong tất tồi, đây là phúc cũng là họa à, hôm nay, chính là Diệp Thần ngày rỗ, hắn nếu như dám đặt chân cái này Lâm Thiên Thành, nơi đây chính là hắn đất chôn xương. Người trung niên bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Trong lời nói một bóng người lướt qua, một đạo phi kiếm truyền thư xuất hiện ở hai người trước bàn.
bên ngoài thành rừng rậm, liên quan tới Diệp Thần, nhanh tới. Người trung niên con người đông lại một cái, sát ý cùng nhau, vội vàng đứng dậy dặn dò, Vân Nhi, lập tức lên đường. Thiên Thanh cùng hai người sau khi rời đi không lâu, cách vách trong phòng VIP có người làm báo lại, công tử, Thiên Thanh cùng hai người đã ở phía trước đi trận đoạn Diệp Thần trên đường. Nam tử tà mị cười một tiếng, hết thảy cũng đang nắm giữ bên trong, hy vọng cái này Thiên Thanh cung người, không nên để cho ta thất vọng mới phải. Hình ảnh quay về. Cùng lúc đó, Diệp Thần vừa rời đi Thiên Cung Thần Giáo, nhưng là có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ là bởi vì mình tồn tại, bị Vũ Hoàng Cổ Đế cảm giác? Nhâm Tiền Bối từng không ngừng cảnh cáo, ở thất lạc thời không vùng lân cận không được vận dụng cực mạnh võ đạo. Bởi vì thất lạc thời không khu vực này và thái thượng thế giới thật ra thì ước chừng cách một phiến mơ hồ hắn huyền kết giới. Kết giới mặc dù không cách nào vượt qua, nhưng nếu là bùng nổ cực mạnh võ đạo, định có thể cảm giác. Rừng rậm trên bầu trời, Diệp Thần bóng người đang cấp tốc bay vùn vụt. Thí thần, người đàn ông trung niên trong tay súng trường sắc bén bạo tránh, trong phút chốc ác liệt sát phạt hơi thở thẳng xông lên cửu tiêu, hướng Diệp Thần ép tới gần tới. Rừng rậm bầu trời qua lại Diệp Thần con người đông lại một cái, tựa hồ cảm giác được cái gì, hư không chập chờn, ung dung né tránh. Cố nhiên né tránh, nhưng thời khắc này Diệp Thần thấy tình cảnh này trong lòng thở dài nói, người tới thực lực cực kỳ không kém, cái này một súng lực lượng, có thể không đơn thuần bách giả cảnh hậu kỳ. Không hổ là ngươi, cái này cùng nhất kích đều là bị ngươi mau tránh ra, như vậy, hạ nhất kích đâu. Rừng rậm chỗ sâu, Thiên Thanh cung trưởng lão thân hình chậm rãi đi ra. Là ngươi, Diệp Thần thấy vậy, trong mắt đông lại một cái, ở bên người hắn, hư không chập chờn, tay cầm cự nhận Khương Vân từ một bên đi ra. Cái này Thiên Thanh cung hai người, lại là ở chỗ này chặn đánh hắn. Cảm thụ Khương Vân trên mình truyền tới vậy phù phiếm không chừng hơi thở, Diệp Thần ngược lại là một tiếng cười khẽ, xem ra phong ngươi tu vi, thật sự là tiện nghi ngươi. Khương Vân nghe vậy, thần sắc run lên, Diệp Thần, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Sư phụ, ta muốn hắn sống không bằng chết. Người trung niên cũng là mắt lộ ra hung quang, trong tay súng trường hàn mang lộ ra. Đây cũng là người mạnh nhất sát chiêu. Chỉ là loại trình độ này sao? Diệp Thần nhìn người trung niên tự lẩm bẩm, một khắc sau hắn tựa hồ hạ định quyết tâm, như chỉ như vậy, vậy ngươi liền dừng bước nơi này đi. Thương Thiêu Càn Khôn, lấy hắn tự thân là trung tâm, tầng tầng bạo ngược sát khí ngưng tụ, đem bọc trong đó. Thiên Thanh cung trưởng lão thương như du long đâm thẳng tới. Diệp Thần thân thể ngẩn ra, xích trần thần mạch kích hoạt, mượn trần bia, tựa như kèm thêm liền một tầng hoàng kim chiến giáp, chợt thẳng lao ra. Trong rừng bụi mù nổi lên bốn phía, hư không chập chờn, vô tận võ đạo lúc này bùng nổ, Khương Vân cũng là không thể dòm ngó gặp trong đó thế cục. Bất quá ở hắn nhận biết bên trong, sư phụ tuyệt không thể nào thua ở một người còn không có bước vào bách giả cảnh người. Mấy tức sau đó, tứ tán khói thuốc dưới, Khương Vân trong tay cự nhận không khỏi được nắm chặt liền mấy phần, Diệp Thần cùng mình sư tôn giao thủ, thế cục khá là vi diệu, hơi nháy mắt rồi biến mất máy bay chiến đấu, ai trước cướp, ai liền là chân tránh bên thắng. Khói thuốc tứ tán, để cho tất cả người khiếp sợ là, Thiên Thanh cung trưởng lão đã là nỏ hết đà, lảo đảo đứng. Nhìn lại Diệp Thần một bên, bạo liệt hơi thở chỉ tăng không giảm. Sát ý mạnh mẽ cắt kim loại không gian truyền ra ông ông tiếng nổ, hắn con người đông lại một cái, lãnh đạm nhìn về phía trước mặt người trung niên. Một giây kế tiếp, liền muốn đem chu diệt. Rừng rậm một bên Khương Vân thấy vậy, ánh mắt đông lại một cái, ngón tay bắt pháp quyết, nhẹ nhàng thì thầm, trong lồng tước, khốn gông xiềng, ngồi gió nổi lên, đều là tham ngông. Vừa dứt lời, Diệp Thần cảm giác quanh thân tựa như bị một cổ vô hình xiềng xích nhốt, không chỉ như vậy. Trước đây ở Vĩnh Hằng hư không trong một trận đánh cắn trả vết thương, lại bị không ngừng phóng đại. Diệp Thần nắm giữ Phạm Thiên Thần Công ở giữa trận tự quyết cùng với rất nhiều trận pháp truyền thừa, tạm thời tới giữa đối với chỗ này bố trí trận pháp vậy cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên nhìn về Khương Vân trong tay, vậy trước vỡ nhỏ cự nhận giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì, ngân bạch nhận phong lóng lánh từng cơn hàn mang, Diệp Thần coi như là rõ ràng, lại là giống nhau thủ đoạn. Mặc dù không biết cụ thể vì sao, nhưng nhất định là vậy màu bạc trắng cự nhận dở cho quỷ. Ha ha ha, Diệp Thần, người quả nhiên là bị trọng thương, liền thủ đoạn như vậy đều là chưa từng nhìn thấu.
tay cầm ngân thương người trung niên một trận cười điên cuồng, mặc dù bị thương, nhưng nếu là hành động này bắt lại Diệp Thần, hết thảy đều là đáng. Thái chân cảnh sơ kỳ, có thể bước cảnh giới đem ta đánh cho bị thương, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hư không biến dạng, thương như du long, dâng lên từng cơn hàn mang, lạnh thấu xương sát ý ngưng tụ vào một chút trên mũi thương, một cái đâm thẳng hướng Diệp Thần cổ họng tới. Một kích này phảng phất là một đầu là máu cự long, muốn hoàn toàn chiếm đoạt Diệp Thần. Vốn định giữ các ngươi hai một mạng người, làm sao ngươi hai người nhiều lần cần phải đưa ta vào chỗ chết. Đã như vậy, võ đạo luân hồi đồ, mở. Diệp Thần bóng người lần nữa đứng thẳng, cái này các thủ đoạn liền muốn bắt hắn lại, không khác nào ý nghĩ hảo huyền. Nhâm Phi Phàm mặc dù nhiều lần giao phó, không nên ở chỗ này động đất dùng võ đạo cấp bậc cường đại tồn tại, dễ dàng bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện rơi xuống, nhưng võ đạo luân hồi đồ bản ở nơi này cắm dễ nhân quả, vận dụng tự nhiên sẽ không có quá nhiều phản ứng. Theo Diệp Thần một tiếng quát to, một bức họa cuốn phơi bày ở Thiên Thanh Cung trưởng lão trước mắt. Hắn ánh mắt tựa như ở một khắc kia mất đi thần thái, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng kính sợ. Ở hắn trong mắt, giờ phút này Diệp Thần sau lưng, chính là muôn vàn tinh thần đổi ngược, bể tan tành sơn hà vùng đất xưa tản mát ra nồng nặc hủy diệt hơi thở, từng hạt tròn sao băng rơi xuống, nện ở bên người hắn, mặt đất bị một mạc mà thấu để, vô tận nghiệp hỏa cháy chiếu sáng lên thương khung. Giờ khắc này, hắn thấy một tôn sát thần, máu nhuộm thương khung. Dựng thân tại trên đỉnh núi, trong tay kiếm gãy lại đem bầu trời rạch ra một kẽ hở, tản ra hỗn độn khí hơi thở kẽ hở bên trong, vô số thần ma bay lượn ra, quanh quẩn tại trong hư không, nghiêm nghị gào thét. Cung nghênh ta chủ trở về. Đầy trời thần ma vây quanh ở giữa vậy đạo cao lớn to lớn ma khu, một lát sau, chỉ nghe hắn thanh âm lạnh lùng xuyên thấu tam giới. Ta thần hồn, vạn năm thai nghén, đem lại xuất hiện thế gian. Giờ phút này sớm bị Diệp Thần phong ấn linh lực Khương Vân, cũng là thấy cái này nhân gian cảnh tượng thê thảm. Khương Vân trong mắt, mình sư tôn phảng phất bị đoạt xác vậy, từ từ nửa quỳ, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại cái gì, liền liền hắn vậy bách giả cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là xem lúc trước chiến trên đài mình vậy, bị phong ấn mà chậm rãi chạy mất. Khương Vân trợn to hai tròng mắt, chỉ là liếc một cái, lại sẽ có kinh khủng như vậy lớn nhân quả dính vào người, hắn kinh hãi phát hiện. Lúc trước vậy bị Diệp Thần dùng võ đạo luân hồi đồ nơi phong ấn tu vi, giờ phút này đang chân chính chạy mất. Đan điền vậy tại bắt đầu văng tung tóe. Liền liền Diệp Thần mình, đều là bị cái này một màn kinh khủng kinh hãi, nói, đây là võ đạo luân hồi đồ uy năng. Sớm biết võ đạo luân hồi đồ còn có cái loại này lực lượng, sợ rằng tại đối kháng vĩnh hằng ma tộc lúc liền có thể vận dụng. Thời khắc này Diệp Thần, triệu hoán ra tác chiến võ đạo luân hồi đồ. Không chỉ có so với lúc trước uy năng càng hơn, liền liền vậy phong ấn trong đó muôn vàn non sông, đều là xảy ra quỷ dị biến hóa. Vậy tôn ma khu, là chính ta bóng người. Diệp Thần cố gắng muốn nhìn rõ thân ảnh kia khuôn mặt, nhưng phát hiện, vô luận như thế nào, đều là theo dõi không được mặt mũi. Ngay tại một giây kế tiếp, Thiên Thanh Cung trưởng lão trước mắt kinh hãi tê liệt ngã xuống đất, hắn bên người Khương Vân cũng là đã sớm mất đi ý thức, trong tay cự nhận vết nứt. Đầy đất mảnh vỡ bắn ra tung tóe, cắm vào một bên cây rừng có chừng mấy tấc sâu. Có thể gặp hắn nhận chịu cường đại dường nào uy áp. Hết thảy các thứ này, cùng Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, phát hiện một màn trước mắt cũng là không khỏi nhíu mày, mà quanh người hắn khác thường vậy hoàn toàn biến mất. Thiên Thanh Cung trưởng lão ngã xuống đất, trong tay súng trường cũng đã vỡ nhỏ, hắn sụi lơ trên đất tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, gào thét nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần con ngươi lãnh đạm, không nói, dậm chân tiến lên, vận dụng thuật pháp kết thúc đối phương tánh mạng. Thiên Thanh Cung một quyền trưởng lão, lúc này mất mạng, Khương Vân cũng không ngoại lệ. Hắn trước đây thả qua cái này hai người, nhưng cái này hai người nhưng như vậy bố trí chu diệt mình, Diệp Thần tuyệt sẽ không dưỡng hổ vi hoạn. Kỳ quái, trước kia võ đạo luân hồi đồ, cũng không phải bộ dáng như vậy. Hai cái mất mạng thi thể trước người. Diệp Thần lần nữa thúc giục võ đạo luân hồi đồ, bộ kia cảnh tượng, nhưng là lại cũng không gặp. Kỳ quái, chẳng lẽ là hấp thu linh lực mới sẽ phát sinh một màn này? Đồ linh từ lần trước từ Thiên Tuyết Tâm nơi đó trở về sau đó, cũng là lâm vào ngủ say. Cái này một tí, Diệp Thần muốn tìm đồ linh hỏi rõ ràng, đều là không có biện pháp. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trước mặt hư không chập chờn,
một đạo bé gái bóng người đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Linh Nhi. Diệp Thần hơi ngẩn ra, Linh Nhi, ngươi làm sao đi ra? Linh Nhi duỗi người, bên trong quá mức không thú vị, ta xung quanh xem, nói không chừng có thể giúp ngươi cái gì. Nói xong, còn không cùng Diệp Thần phản ứng, hư không liền biến dạng một vết thương, Linh Nhi chỉ như vậy yên ổn rời đi, chỉ để lại ngẩn ra Diệp Thần. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, kỳ quái, chung quanh đầy khí tức thiên địa, đều là hướng một phương hướng hội tụ. Rời đi Âm Ma Thánh Điện sau đó, một mực ở Lâm Thiên Thành chờ đợi thời cơ Mặc Như Thu, nhưng là vào thời khắc này, cảm nhận được liền một cổ khí tức vô hình. Mặc Như Thu ánh mắt hướng Lâm Thiên Thành bên ngoài rừng rậm phương hướng nhìn lại, không nghĩ nhiều nữa, biến dạng hư không, nàng vẫn là lựa chọn hướng rừng rậm phương hướng đi, trực giác nói cho nàng, nơi đó không đơn giản. Sợ rằng và trở về Diệp Thần có liên quan. Hình ảnh quay về. Trong lòng ôm không hiểu Diệp Thần lần thứ ba thúc giục võ đạo luân hồi đồ, núi sau lưng sông bức họa lần nữa mở ra. Bên người hắn đã phân bố tử mang, từng đạo màu tím sấm sét ở trong đó ngang dọc xen lẫn, phát ra tê tê tiếng gầm nhỏ. Mà lúc này, Diệp Thần quanh thân tựa hồ hình thành một cái kỳ quái từ trường, lấy tự thân là trung tâm chu vi 2 mét bên trong hình thành một bộ bất động bức họa. Vậy trước mắt đập cánh linh trùng, lại rất miễn cưỡng dừng ở không trung, cực kỳ quỷ dị năng lực. Võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực, liền thời gian cũng có thể ngừng. Như lấy linh lực thúc dục, có thể hay không đem cái này ngừng lãnh vực tác dụng với cái khác chủ thể. Diệp Thần ánh mắt như đuốc, xem có thể đạt được, nháy mắt vĩnh hằng. Lại thật có thể được. Diệp Thần trong lòng mừng như điên, sau này giao chiến lá bài tẩy lại thêm một tấm, chính là không biết thực chiến như thế nào. Bất quá phỏng đoán đối với một ít cường giả, chiêu này căn bản không dùng. Này, ngươi là người nào? Giờ phút này, một đạo nhẹ khéo léo giọng nữ truyền tới, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, vậy trên bầu trời, đã là một bóng người trôi lơ lửng đứng yên. Cô gái kia ánh mắt, cũng không có nhìn về Diệp Thần, mà là gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân hắn vậy đã mất sinh cơ hai người. Lại là một cái bách gia cảnh hậu kỳ cường giả, như vậy trẻ tuổi. Diệp Thần trong lòng ngầm từ kinh ngạc, Thiên Thanh Cung tập sát, để cho hắn rõ ràng biết được, giờ phút này mình chiều hướng, nhất định ở một ít người dưới sự theo dõi. Muốn đoạt lại thần võ lệnh, chỉ có thể khiêm tốn làm việc. Ta kêu Diệp Thí Thiên, là Lâm Thiên Thành người, lúc trước cũng là ở gặp ở nơi này liền một ít kẻ thù, một phen đại chiến, cái này mới có thể thoát thân. Diệp Thần xoay người, nhìn trên bầu trời đứng thân ảnh yểu điệu, cái này mới mở miệng giải thích. À, thì ra là như vậy. Vậy trên bầu trời đứng thân ảnh yểu điệu, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt khẽ vuốt cằm, hướng về phía dưới Diệp Thần nhẹ giọng mở miệng nói, phụ cận đây, đúng là không quá an toàn. Cô gái bóng người chớp mắt biến mất, chỉ là để lại một câu không mặn không lạt nói, chúng ta còn sẽ lại gặp nhau. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là sửng sốt một chút, cái này khó hiểu xuất hiện cô gái, chẳng lẽ là biết mình. Hắn chợt lắc đầu. Biết rõ những thứ này vô dụng suy nghĩ, dưới mắt trọng yếu nhất, là tìm ra Ngọc Khanh Âm trước nơi nói tới nhân tài phải, đoạt lại thần võ lệnh, cực kỳ trọng yếu, còn như cái khác, đều là nói sau. Cái này Lâm Thiên Thành chỉ sợ là có chút thế lực thả ra sai lầm tín hiệu. Chân chính đầu mối, chỉ có tìm được cái tên kia mới có thể rõ ràng. Căn cứ Diệp Thần suy đoán, Ngọc Khanh Âm hoàn toàn tin được người nọ, chắc cũng là một vị Âm Ma Thánh Điện Thánh Nữ. Diệp Thần nhìn về bản đồ trong tay cùng với phương hướng chỉ, lẩm bẩm nói, U Thiên Cổ Thành. Muốn tìm được Mặc Như Thu, thì nhất định phải trở lại Âm Ma Thánh Điện địa giới, U Thiên Cổ Thành. Cùng lúc đó, Âm Ma Thánh Điện. Ngươi nói gì sao, Mặc Như Thu gặp được Diệp Thần cái thằng nhóc đó, các nàng tới giữa có cái gì mờ ám. Thời khắc này Âm Ma Thánh Điện bên trong, một bộ che mặt khỏa đi dung nhan mục thanh ở lắng nghe thuộc hạ báo cáo. Đúng vậy. Công tử, Mặc Như Thu đích xác là đi trước Diệp Thần cùng Thiên Thanh Cung hai người giao chiến chi địa. Nhưng là, thời gian quá ngắn, thuộc hạ không kịp theo dõi, vậy Mặc Như Thu chính là người nhẹ nhàng trở lui, Diệp Thần cũng xuống rơi không rõ. Mục Thanh sắc mặt tái xanh, nghe vậy, Thanh âm trầm giọng nói, Thiên Thanh Cung hai người đâu? Tất cả đều, chết trận. Vậy báo cáo thuộc hạ rõ ràng thần sắc khẩn trương, mới vừa nói xong, chính là thẳng quỳ xuống. Tư thái thật là nhỏ, rất sợ trước mắt nam tử một lời không hợp,
muốn mình mạng nhỏ. Mục Thanh hít sâu một hơi, chợt nhẹ nhàng khoát tay, vậy quỳ xuống nam tử như sắp đại xá, thông vội vàng đứng dậy, cúi người gật đầu liền lăn một vòng từ bên trong căn phòng biến mất. Đã như vậy, cầm nàng triệu hồi tới đi. Trong gian phòng một nơi xó xỉnh âm u bên trong, truyền tới một tiếng khàn khàn giao phó. Thánh tổ, làm như vậy, có phải hay không? Mục Thanh trong mắt trải qua một chút vẻ độc ác, chưa mở miệng, nhưng là nghe được chỗ tối vậy không cho phép nghi ngờ thanh âm lần nữa truyền tới. Mặc ra tâm tư, ta đã sớm biết, bất quá dưới mắt liên minh chuyện trọng đại, không thích hợp động thủ, người bí mật đem Mặc Như Thu dùng thánh lệnh triệu hồi, đem nhốt, xem có thể hay không cậy ra miệng của nàng. Diệp Thần lên đường, nhất định sẽ lần nữa tới ta âm ma thánh điện địa giới, hắn lần này mục đích, chỉ có thần võ lệnh, Mặc Như Thu vậy nha đầu cùng phản đồ Ngọc Khanh Âm đi rất gần. Mục Thanh tròng mắt sáng lên, nói, thánh tổ, ta biết được. Chỗ tối vậy thanh âm khàn khàn dần dần biến mất, cuối cùng chỉ là truyền đến một câu nói nhỏ, những chuyện khác tùy ngươi làm gì, không thể để cho Mặc gia lão già kia biết chúng ta nhốt Mặc Như Thu. Mục Thanh đứng dậy, cung kính gật đầu. Vậy chỗ tối thanh âm, lại cũng không có vang lên. Thánh lệnh triệu hồi, Mục Thanh nhìn lệnh bài trong tay, rơi vào trầm tư, hắn muốn lợi dụng Mặc Như Thu thân phận, làm một cái đại cuộc, dẫn Diệp Thần vào hũ. Lúc trước cái đó gọi Diệp Thí Thiên người, rất là kỳ quái, rõ ràng chỉ có thái chân cảnh, nhưng là có thể ở cái này Lâm Thiên Thành ngoại kích giết hai người tu giả, dẫu sao Lâm Thiên Thành tình cảnh, thái chân cảnh đã coi là yếu. Chiến đấu dấu vết cũng không rõ ràng. Hai người nhưng là đã mất mệnh, lúc trước bí mật trong rừng, thiên địa linh khí đổi ngược. Không đúng, thái chân cảnh, Diệp Thí Thiên. Mặc Như Thu cẩn thận hồi tưởng cùng lúc trước trẻ tuổi kia nam tử gặp mặt thời điểm mỗi một mạc, bỗng nhiên trước mắt thoáng qua thứ nhất tin tức. Chẳng lẽ hắn chính là ta muốn tìm Diệp Thần? Mặc Như Thu nhận được tin tức, liền trực tiếp chạy tới, vốn cho là Diệp Thần không nhanh như vậy xuất hiện, cho nên cũng không điều tra Diệp Thần rất nhiều tin tức. Bây giờ nhìn lại, đây cũng là để cho sự việc thay đổi phức tạp hơn. Hậu chi hậu giác Mặc Như Thu than thầm một tiếng không ổn, lúc này liền là phải hướng Diệp Thần phương mới rời đi phương hướng đuổi theo. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Thu, một tiếng gáy vang, âm ma thánh điện huyết linh chim, chính xác phong tỏa Mặc Như Thu vị trí, cản lại muốn truy tìm Diệp Thần đi nàng. Thánh lệnh triệu hồi, thánh tổ trở về. Âm ma thánh điện. Gặp thánh lệnh như gặp thánh tổ đây, triệu hồi làm đã phát ra, như vậy giờ phút này vô luận nàng có bất cứ nhiệm vụ nào, đều phải lộn trở lại. Lúc này triệu hồi ta, rốt cuộc có cái gì chuyện trọng yếu? Mặc dù có loại dự cảm bất tường, nhưng giờ phút này Mặc Như Thu vẫn là âm ma thánh điện một phần tử, nàng phải hỏa tốc hồi viên. Nàng hoàn toàn không biết, lần này gặp Diệp Thần nhưng sinh ra một đạo thiên đại hiểu lầm. Hai tiếng sau đó, Mục Thanh. Người vội vàng như vậy đem ta kêu hồi, vẫn là ở trà lầu này, nhưng mà có bí mật gì tin tức? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một đạo bóng đẹp xuất hiện ở sau giờ ngõ U Thiên Cổ Thành một tòa trà lâu bên trên, ở đối diện nàng bên ngồi, là một vị che đi mặt mũi nam tử. Không nên nóng lòng, là thánh tổ để cho ta cho đòi ngươi trở về, nếm thử một chút cái này trà mới. Mục Thanh giọng khinh bạc. Lời nói bên trong không có bất kỳ sơ hở nào, hắn cũng không có nói đạt tới bí văn, chỉ là có liền khoác không một dựng tán gẫu. Mặc Như Thu truy tìm Diệp Thần nóng lòng, nhưng lại ngại vì thánh lệnh triệu hồi, dưới mắt nhưng là cũng không như vậy phong nguyệt ý, chỉ là đem trà nhẹ nhàng mím một cái, chính là lần nữa chăm chú nhìn về Mục Thanh, mở miệng nói. Lâm Thiên Thành bên ngoài, ta gặp được Diệp Thần, hắn đang đi U Thiên Cổ Thành phương hướng đi. Lời còn chưa dứt. Nhưng là cảm giác một hồi choáng váng đầu hoa mắt, trực giác nói cho nàng, trà này bên trong lại có độc. Giống vậy độc đối nàng cấp bậc này cường giả mà nói, căn bản vô dụng, chỉ có một cái khả năng, này độc là âm ma thánh điện cho phép. Mà lúc này, hai người hoàn toàn không có chú ý tới, cách vách phòng riêng hư không biến dạng, một cái bé gái xuất hiện ở trong đó. Diệp Thần sự việc, ta tự nhiên sẽ tra hỏi ngươi, bất quá cũng không phải là hiện tại, như thế nào. Cất giấu kim lầu trà mới, nhưng có mùi vị. Mục Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt hai mắt tách thả ra dùng mình, nói, đây là thánh tổ phân phó, ta chỉ là một làm việc, không nên trách ta. Mục Thanh, ngươi hèn hạ. Mặc Như Thu ý thức đang từ từ tan rã, nàng tập trung toàn thân linh lực định phản kháng,
nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, quanh thân tu vi cũng giống như là bị phong cấm liền vậy, vô luận như thế nào vùng vẫy, đều là không làm nên chuyện gì. Yên tâm đi, ngủ một giấc là tốt. Mục Thanh lần nữa bưng lên trong tay Lily, người này, liền cùng trà này vậy, một gốc đổi, luôn có trà mới đổi cũ trà. Cùng lúc đó, Diệp Thần bóng người, lần nữa xuyên qua quen thuộc kia tràn đầy vách đá cây có gai bí mật Lâm Tẫn Đầu, lần đầu tiên đặt chân nơi này thời điểm, là hắn cùng Ngọc Khanh Âm, Ngọc Giác huynh muội chia nhau hành động thời điểm. Khương Thần Vũ, Trịnh San Xanh đám người tướng mạo, từng cái ở hắn trước mắt vạch qua, cũng không biết mình thu Trịnh Ngật, đoạn này ngày giờ tới có hay không nghiêm túc tu hành. Một màn cảm khái, ở nhịp bước dưới chân chưa từng ngừng vào Diệp Thần xem ra, là nhanh nhẹn như vậy. Bí mật Lâm Tẫn Đầu, vẫn là vậy cái thẳng tắp rộng rãi đại lộ, nhìn không tới cuối. Ước chừng trăm trượng ra ngoài, có chừng trăm trượng cao to lớn cửa thành, tản ra uy áp càng kinh khủng hơn. Tại sao, lần đầu tiên tới này, rõ ràng không có như vậy cảm giác bị áp bách mãnh liệt mới là. Diệp Thần trong lòng không khỏi đánh một cái thật to nghi vấn, chẳng lẽ cái này cũng cùng mình đi ra mới đường có liên quan. Võ đạo luân hồi đồ ở Lâm Thiên Thành bên ngoài dị động, phải chăng và nơi đây có chút liên quan. Sóng lớn thượng đang cuồn cuộn, trải qua hồi lâu không ngừng vỗ bờ biển, 108 căn do vạn năm thép chế tạo thông thiên liên còn đang, vững vàng khóa tòa kia rách dưới phong cách cổ xưa cầu treo, đi thông trước mặt trăm trượng cửa thành. Mỗi bước ra một bước, hắn cảm giác đều là càng hơn một phần, kinh khủng này hơi thở, để cho hắn không khỏi lông tơ đảo thụ. Trong thành này, nhưng mà không ít người đều biết ta, trước kia Diệp Thí Thiên, hôm nay Diệp Thần. Đi ở cầu treo trên Diệp Thần. Cũng không có tận lực che giấu dung nhan, lúc trước lấy Diệp Thí Thiên thân phận ở trong thành này ồn ào ra mưa gió, hôm nay, cũng nên lấy Diệp Thần thân phận kết thúc. Cái này U Thiên Cổ Thành, mỗi ngày lui tới tu giả thật là phong phú, thành tựu địa ngục lớn nhất tình báo thiên đường, nơi đây xứng đáng không thẹn. Gió lớn cuộn sạch dưới, Diệp Thần trường sam vù vù vang dội, lại đạp cái này phiến trốn cũ, trong lòng có gợn sóng, nhịp bước dưới chân, cũng là như vậy. Thành trước cửa. Một chồng người nhiệt nhiệt nháo nháo chen chúc ở ngoài ra một bên, không biết đang nhìn cái gì. Lần đầu tiên tới này, chính là đám người này lệnh truy sát mình suýt nữa bại lộ. Người tuổi trẻ, người lại tới. Thanh âm già nua vang lên, một vị mặc rách dưới áo quần, một bộ ăn mày bộ dáng ông già cười gọi lại hắn. Ngươi, Diệp Thần không khỏi có chút kinh hãi, cái này nhìn như tướng mạo xấu xí ông già, ở hắn lần trước đặt chân U Thiên Cổ Thành lúc đó, cũng đã gặp mặt. Không có bất kỳ tu vi chập chờn, nhưng là có thể ở cái này gió lớn vỗ sóng lớn cầu treo bên trên vững như Thái Sơn. Diệp Thần trong mắt híp một cái, nói, lão tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Rất hiển nhiên, Diệp Thí Thiên cũng tốt, Diệp Thần cũng được, ở cụ già trong mắt, có lẽ không việc gì khác biệt. Hai người lần đầu tiên gặp mặt lúc đó, hắn cũng là Diệp Thần hình dáng, khi đó mình còn chưa lợi dụng Diệp Thí Thiên thân phận làm che chở. Lần này cụ già cũng không xem lần trước vậy, đối với Diệp Thần hỏi im lặng không lên tiếng, mà là cười ha hả nói, U Thiên Cổ Thành, nhân quả tới rồi. Diệp Thần muốn hỏi kỹ, nhưng là kinh hãi phát hiện, đạo nhân ảnh kia, đã biến mất ở trước mắt. Dưới con mắt mọi người, chỉ như vậy tiêu tán. Như là liền cửa lui tới bóng người, đều là chưa từng thấy lão người đến qua, liền liền bọn họ hai người đối thoại, đều là như vậy không chọc rung động. Hắn rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ cũng là thiên quân cường giả, cũng hoặc là mạnh hơn. Diệp Thần con ngươi híp lại, hai lần tới đây, đều là gặp giống nhau cụ già, cái loại này con tim trực giác nói cho hắn, chuyện kế tiếp, nhất định sẽ không đơn giản. Được rồi, suy nghĩ nhiều không muốn, trước hay là tìm được cố nhân rồi hãy nói. Diệp Thần chắc chắn ý nghĩ trong lòng, dưới chân nhịp bước không ở cửa thành dừng lại, vẫn là nộp tiền tiếp sau đó, dậm chân mà vào. Diệp Thần chăm chú nhìn cảm thụ bên đường hơi thở, hắn thời gian đầu tiên phong tỏa Trịnh Ngật vị trí, nhưng cũng không từng quấy rầy. Lần này có thể cùng âm ma thánh điện chính diện khai chiến, cầm Trịnh Ngật kéo vào cục, rất có thể là hại hắn. Suy nghĩ muôn vàn tới giữa, một tiếng bập bẹ non nớt đồng thanh truyền vào Diệp Thần trong tai. Thúc thúc, người có thể cho ta mua linh kẹo ăn sao? Chưa từng xoay người, Diệp Thần khóe miệng nhưng là đầy liền hội ý mỉm cười, hắn biết. Đây là Linh Nhi ngụy trang. Hắn quay đầu ngắm nhìn trước mặt cái này ghim sừng dê mà bím tóc, tinh xảo như đồ sứ đứa nhỏ vậy bé gái, vậy không vạch trần,
hắn tiến lên cười nhẹ giọng nói, nếu là không có tiền làm thế nào? Linh Nhi nghiêng đầu liếc mắt, rất là đáng yêu, nói, nếu là như vậy, ngươi cũng không đủ thành ý. Mấy tên đại hán mắt thấy cảnh này, thô bỉ cười một tiếng, liếm môi tiến lên phía trước nói, tiểu muội muội, thúc thúc cho ngươi mua linh kẹo có được hay không? Vậy dáng ra vẻ nụ cười, để cho mặt mũi giữa vết sẹo đều là ngọa nguậy dị thường buồn nôn. Diệp Thần chân mày cau lại, lạnh giọng nói, không muốn chết, mau cút. Vậy trong mắt bên trong nở rộ sát ý, để cho người như lâm vực sâu, vậy mặt mũi tới giữa phân bố vết sẹo đại hán, chỉ là quét Diệp Thần một mắt, chính là như rơi vào hầm băng vậy, dưới chân nhịp bước đều là lại cũng di chuyển không nhúc nhích. Cùng hắn lần nữa phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần cùng bé gái bóng người, sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. U Thiên Cổ Thành, giấu kim lầu. Thế nào, rất có cảm khái. Nhắc tới, người cùng Trịnh San San lần đầu tiên gặp mặt, cũng là ở trà lầu này đi, bên kia dựa vào cửa sổ vị trí. Linh Nhi ngồi ở người trưởng thành trên ghế tre, hai con chân nhỏ nha chưa từng chạm đất, thoáng một cái rất là chói mắt. Sau đó Linh Nhi mở miệng nói, ta đại khái đánh lộ ra một ít thứ. Thánh cổ di tích đến tiếp sau này, nên bỏ rơi nồi, cũng đã quang âm ma thánh điện trên đầu, Diệp Thí Thiên chính là Diệp Thần, cái thân phận này đã không dối gạt được, dứt khoát công khai cho giỏi. Tựa hồ là phát giác Diệp Thần nghi ngờ, Linh Nhi tiếp tục mở miệng nói, Trịnh gia cùng Khương gia, đã cùng âm ma thánh điện tuyên chiến. Nhưng làm sao cái lão già đó, đã đặt chân vô cùng cảnh giới cao, cho nên Khương gia cùng Trịnh gia cho dù là liên thủ, cũng là không địch lại. Gần đây âm ma thánh điện cái lão già đó, tựa hồ cũng là phát hiện ta tồn tại, lại bắt đầu điều tra ta. Linh Nhi bưng lên trong tay ly ly, giống như một đại nhân vậy, hướng về phía miệng ly hô hô suy khí, vậy mau muốn câu không ở ly tay nhỏ bé không ngừng ra dấu. Cái đó âm ma thánh điện người quả thật như thế mạnh. Diệp Thần híp mắt mâu, xem ra hôm đó ngăn trở Thiên Tuyết Tâm vượt qua thời không gian ra tay, cứu đi vậy âm ma thánh điện thần bí che mặt chàng trai người, chính là hắn. Hắn ở thánh cổ di tích, hướng về phía hết sức phong thống linh ý chí đại đả thời điểm xuất thủ, cũng đã là chứng minh thực lực khủng bố, chỉ là khi đó ngươi tu vi quá thấp, nhìn không thấu trong đó con đường thôi. Linh Nhi lúc này mới giải thích. Hắn theo dõi ngươi, không sao chứ. Diệp Thần trong mắt trải qua một vẻ lo âu thần sắc, thiên quân cấp cường giả khác, hắn nhưng mà tự mình gặp qua hắn uy năng, vậy cùng kinh khủng thủ đoạn, đủ rồi đánh vỡ rất nhiều quy tắc. Hừ. Ta giàu gì cũng là luân hồi huyền bi bia linh, nắm trong tay không gian quy luật, ta thời kỳ toàn thịnh thực lực nhưng mà. Linh Nhi dư quang liếc mắt một cái Diệp Thần, chợt nói sang chuyện khác, được rồi, người cũng không rõ ràng. Những chuyện kia cũng quá rất xưa. Linh Nhi chân nhỏ nha thoáng một cái, tiếp tục nói, người từ Vĩnh Hằng hư không sau khi trở lại hành tung, đã sớm bị âm ma thánh điện người biết, người lần này tới, là không phải là vì tìm cái đó gọi Mặc Như Thu nha đầu. Người gặp qua nàng, Diệp Thần nghe mình hành tung bị nắm giữ, không khỏi có chút kinh hãi, đoạn đường này tới, hắn cũng là dựa theo Ngọc Khanh Âm cho bản đồ, không nghĩ tới chưa từng đến gần âm ma thánh điện, ngược lại thì bị người theo dõi. Linh Nhi đem mình nghe được hết thảy đều là tất cả đều cho biết liền Diệp Thần. Tên kia lại có thể kêu Mục Thanh, ta cũng không nghĩ ra, nàng chính là Mặc Như Thu. Diệp Thần mặc dù cũng không có nghĩ rõ ràng cái trung nguyên bởi vì sao Mặc Như Thu sẽ trước tới tìm kiếm mình, nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất tình huống chính là, Mặc Như Thu bị âm ma thánh điện người bắt. Yên tâm đi, ta ở đó một nha đầu trên mình giữ lại dấu vết, tùy thời có thể bắt được nàng vị trí, hơn nữa. Linh Nhi lúc trước vậy mỉm cười vẻ mặt hơi chậm lại, tay nhỏ bé cũng là một lần. Thế nào, Diệp Thần hiển nhiên cũng là phát giác Linh Nhi khác thường, mở miệng hỏi nói. Mặc Như Thu tình huống không ổn. Thần hồn tùy thời sẽ phá tán. Linh Nhi diễn cảm ngưng trọng, trầm giọng nói. Diệp Thần con người đông lại một cái, vội vàng đứng dậy, nói, dưới mắt không phải thương thảo tiếp cụ thể cử động thời điểm, Mặc Như Thu quan hệ đến thần võ lệnh rơi xuống, nàng không thể xảy ra chuyện. Thần võ lệnh quan hệ đến thất lạc thời không khu vực này nhân tộc liên minh và Thiên Tuyết Tâm việc lớn, tuyệt đối không cho sơ thất. Mặc Như Thu là bởi vì ngươi mới biết bị Mục Thanh ra tay. Âm ma thánh điện khẳng định sẽ hoài nghi nàng cùng ngươi tới giữa tồn tại loại nào đó giao dịch, cho nên muốn nghiêm hình ép cung. Linh Nhi một lời ở giữa, nhìn thấu cái trung nguyên bởi vì. Nhưng tại sao bọn họ sẽ hoài nghi người mình cùng ta có nhuộm? Diệp Thần cũng là cau mày,
nhưng Toàn cho dù là mở miệng nói, những chuyện này, cùng cứu Mặc Như Thu nói sau. Linh Nhi cũng là biết rõ trong đó lợi hại, nhẹ khẽ gật đầu, nói, vẫn là cùng trước kia hành động như nhau, ta vì ngươi xé ra không gian vị diện, chính xác hạ xuống. Ngươi cứu con người toàn vẹn, lập tức rút lui. Nơi này không giống với những thứ khác không gian, thậm chí thất lạc thời không so vĩnh hằng hư không quy tắc còn phức tạp, ngươi chỉ có 4 tiếng thời gian, ta sẽ hết sức duy trì cửa không gian, nếu không phải có thể đúng hạn trở lại. Linh Nhi hai tay chia ra, vậy ta cũng chỉ có thể giết tới âm ma thánh điện ổ đi cứu ngươi. Không quá ta bây giờ thực lực còn thật không nhất định có thể làm được. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không lưu dấu vết. Linh Nhi thấy vậy, không có nhiều lời, hai người bóng người chợt biến mất ở trà lâu phòng riêng, bóng đêm dần dần bao phủ mặt đất, U Thiên Cổ thành một cái hẻm nhỏ bên trong, Linh Nhi hai tay hoa mười. Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyền bi cùng với hư linh thần mạch đồng thời vận chuyển. Mở. Theo một tiếng khẽ quát, hư bia trên có chữ viết cổ xưa, mà Diệp Thần trước mặt không gian chỗ, một đạo chữ thập kẽ hở tản mát ra nhàn nhạt chập chờn. Kẽ hở này sau đó, chính là âm ma thánh điện thuộc địa, người chỉ có 4 tiếng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bóng người nhảy một cái mà vào. Ngay tại Linh Nhi rạch ra không gian ngay tức thì, phía chân trời xa xôi ra, âm ma thánh điện địa giới lặng yên không tiếng động xuất hiện một đạo lãnh đạm bóng người. Chính là Diệp Thần. Trên bản đồ này biểu hiện, âm ma thánh điện hầm giam ở hướng tây bắc vị, muốn cứu Mặc Như Thu thì nhất định phải đi chỗ đó. Khá tốt Diệp Thần mang theo người Ngọc Khanh Âm cho toàn bộ âm ma thánh điện bố trí bản đồ, dự đoán tới, Mặc Như Thu hẳn bị bí mật nhốt ở chỗ này. Một đạo thân ảnh ở bóng đêm là y bao phủ hạ, cấp tốc đi tới trước. Truy tầm lâu như vậy, người cuối cùng là lộ ra cái đuôi hồ ly. Ngay tại Diệp Thần sau khi rời đi không lâu, bên người hắn xuất hiện một đạo màu máu trường bào bóng người. Vậy trường sam dưới ánh trăng vẩy chiếu dưới, phá lệ đỏ tươi rõ ràng. Ta đây muốn xem, thằng nhóc ngươi hôm nay như thế nào rời đi. Thanh âm khàn khàn đi đôi với dữ tợn ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần tập kích bất ngờ phương hướng. Sau một nén nhang, âm ma thánh điện, hầm giam bên trong. Một đạo bóng đẹp phun một cái máu tươi. Lạnh lùng nói, các ngươi biết ta là ai chăng? Ra ra ta biết, sẽ không bỏ qua các ngươi. Ua, Mặc Như Thu, ngươi sẽ không đến bây giờ còn lấy vì ngươi là cao cao tại thượng thánh nữ điện hạ chứ? Một đạo đao sẹo theo dữ tợn khuôn mặt ngọa nguậy, một roi vung đánh vào Mặc Như Thu bụng bên trên. Thân roi bên trên lôi kiếp vần quanh, đạo đạo quy luật gia trì, hiển nhiên vật này là dùng để hành hạ phạm nhân không người có thể chịu được cái này cực đoan cực hình. Hụ, lại là một ngụm máu tươi hụ ra. Mặc Như Thu, thành thật khai báo, ngươi cùng Diệp Thần ở đó trong rừng thương lượng cái gì? Ngươi có biết, phản bội âm ma thánh điện kết quả? Mặt thẹo sau đó rút ra một chuỗi ước chừng 2 thước dài ngắn dao găm, sắc bén lẫm lẫm nhận phong ở Mặc Như Thu trên mặt nhẹ nhàng vỗ. Thậm chí gò má bên trên hiện ra từng cơn vết máu. Ngươi nói, như thế động lòng người và hoạt nộn gương mặt, nếu là mặt mày hốc hác. Nên làm cái gì à? Mặt thẹo mặt lậu vẻ dữ tợn, hai con mắt to chuông đồng vậy con ngươi rất là đáng sợ, dính sát ở Mặc Như Thu trước mắt, chợt một tiếng vui vẻ cười to, một đao đâm vào Mặc Như Thu bả vai. Một đạo máu tươi kích động ra, Mặc Như Thu rên lên một tiếng, tu vi bị giam cầm nàng, không có bất kỳ lực phản kháng, ở nơi này mặt thẹo người to con trước mặt, như cá trên thớt, thời khắc này giao thớt, đã chiếc tốt. Một màn kia đỏ thấm văng lên. Mặt thẹo cẩn thận cảm thụ gương mặt bên trên truyền tới ấm áp cảm giác, hắn lẻ lưỡi liếm khóe miệng một cái một chút, mặt đầy hưởng thụ hình dáng. Ừ, rất lâu không có nếm được như vậy tươi đẹp huyết dịch. Vậy hơi dơ lên giọng, thời khắc không có ở đây tuyên cáo, hắn sẽ hướng Mặc Như Thu vung xuống đổ sát đao. Mặc tiểu thư, người đây cũng là cần gì chứ? Theo chỗ tối khẽ than một tiếng, một bộ quần áo đen che đi dung nhan nam tử chậm rãi đi ra. Hắn nhìn trước mặt giờ phút này hấp hối Mặc Như Thu, lắc đầu thở dài nói. Người gặp qua Diệp Thần, hắn rốt cuộc cùng ngươi nói những gì? Người biết, người nói cũng chết, không nói vẫn là chết. Tại sao không để cho mình đi bình thản một ít đâu? Người muốn mực nhuộm cái đó lão bất tử cho ngươi nhặt xác thời điểm, một khối dọn dẹp sao? Mục Thanh rời một cái ghế đá ngồi xuống, lãnh đạm ngưng mắt nhìn cô gái trước mặt. Giọng nói kia bên trong khinh bạc ý, thật là nồng nặc.
Ngươi, Mục Thanh ngươi chết không được tử tế. Trước mặt Mặc Như Thu mái tóc dài bù xù, ban đầu quần dài trắng tinh giờ phút này đã là đỏ tươi trước mắt, mười ngón tay đầu ngón tay, máu thịt mơ hồ, ta và Diệp Thần đã nói gì, ta đã nói vô số lần, chỉ bất quá các ngươi không tin thôi. Mục Thanh nghe vậy, mỉm cười cười một tiếng, nói thánh tổ ý chí, không có ai có thể cãi lại, mực nhuộm cũng không được, âm ma thánh điện đại trưởng lão, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Ngươi biết, đối với phản đồ, âm ma thánh điện một mực như vậy, đúng rồi, người cái đó bạn tốt Ngọc Khanh Âm, nếu là rơi vào trong tay chúng ta, ta có thể bảo đảm chính là, nàng nhất định đãi ngộ so ngươi ưu đãi. Mục Xanh một hồi cười to, chợt ánh mắt run lên, hướng về phía mặt thẹo sử một cái ánh mắt, tráng hán kia mắt gặp chủ tử tỏ ý, lại là một roi vung đánh vào Mặc Như Thu mặt đẹp bên trên. Mặc Như Thu giờ phút này đã vết thương chồng chất. Phốc! Một ngụm máu tươi kẹp theo mấy viên gãy lìa bể răng cùng khạc ra, Mặc Như Thu đã là phát biểu cũng hàm hồ không rõ, khó nhọc nói ta cùng Diệp Thần, không có bất kỳ dây dưa dễ má. Ta Mặc ra, cũng sẽ không phản bội thánh điện, Mục Thanh, người hôm nay hành động này, ta Mặc ra ghi nhớ, ngày khác, người nhất định phải trả bằng máu. Mặc Như Thu dùng hết khí lực cuối cùng gào thét nói. Mục Thanh nhưng là cau mày, nơi nơi vẻ không vui, nói ta ghét nhất người phụ nữ như vậy. Ngoan ngoãn thành thật khai báo, ta còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Hắn từ từ đứng dậy, đi về phía vậy so mình cánh tay còn lớn hơn tráng xiềng xích. Một đạo hàn mang thoáng qua, Mục Thanh đem khóa còng ở Mặc Như Thu trên hai cánh tay xích sắt đánh nát, mất đi chống đỡ Mặc Như Thu thân hình phiêu tán, hai đầu gối quỳ xuống Mục Thanh trước mắt, nàng cố gắng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Cả ngày sống ở dưới bóng mờ, liền bộ mặt thật cũng không dám kỳ nhân đáng thương người. Kiêng kỵ ta cùng Diệp Thần cấu kết. Ngươi như vậy cách cục, cho Diệp Thần sách giày đều là không xứng. Mặc Như Thu hiển nhiên đã buông tha hy vọng sống, hôm nay như vậy làm dáng, bất quá là sau cùng quật cường thôi. Rất hiển nhiên, nàng lời nói chạm đến Mục Thanh để, Mặc Như Thu trước mặt người đàn ông đồ đen cười lạnh một tiếng, nâng chân phải lên nhẹ nhàng dẫm ở Mặc Như Thu quỳ dưới đất bả vai bên trên, thân thể nửa làm nghiêng về trước trạng, nói, xem ra. Ngươi thật sự là cùng Diệp Thần nói những gì? Không cùng Mặc Như Thu mở miệng, Mục Thanh lại là nhấc chân một cước, hung hăng đá vào Mặc Như Thu bụng bên trên, vậy tuyệt đẹp thê thảm bóng đẹp thân hình phảng phất con diều đứt dây vậy bay ra. Ở sau lưng nàng, mặt thẹo dao găm đã ngay ngực hoành lập, một kích này, muốn đối Mặc Như Thu hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, dị biến nhô ra. Người to con sau lưng hư không chập chờn, một đạo lãnh đạm bóng người từ trong đi ra. Nháy mắt tức thì, tráng hán thân hình đổ bay ra, trùng trùng đập tại hầm giam vách sắt bên trên, đem vậy đồng thiết đổ bê tông thiên lao, đều là đập ra một cái hố sâu. Người nào, vậy kinh hãi người to con nhô lên, dương mắt tới giữa, một bộ khuôn mặt quen thuộc dẫn đập vào mắt mảnh, người người người. Diệp Thần cũng không khỏi được có chút kinh ngạc, đây đối với Mặc Như Thu thi lấy bạo hành người. Chính là trước đây thật lâu vậy ở U Thiên Cổ Thành bên trong bị hắn một cái ánh mắt quát bảo ngưng lại người. Hụ, Mặc Như Thu lại là một ngụm máu tươi hụ ra, thậm chí xen lẫn một ít nội tạng mảnh vỡ. Có thể gặp thương thế rất nặng. Mặc Như Thu cố gắng dương mắt nhìn lên, thân thể cũng đã là tới cực hạn, một giây kế tiếp hoàn toàn mất đi ý thức. Diệp Thần thấy Mặc Như Thu thảm trạng như vậy, hắn trễ nữa tới nửa giây, người đẹp nhất định hương tiêu ngọc phấn. Diệp Thần bàn tay vung lên, thả ra thiên tiên cá chép sao, từng cái tản ra thuần khiết tia sáng thiên tiên cá chép xông ra, bao quanh Mặc Như Thu. Sau đó, một đạo bát quái thiên đan thuật vậy chậm rãi chữa Mặc Như Thu thương thế. Nhưng Mặc Như Thu thương thế chân thực quá nặng, đơn giản như vậy thuật pháp, tự nhiên không đủ để cho Mặc Như Thu tỉnh lại. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là giải quyết người trước mắt và chuyện. Tức giận xuất thủ Diệp Thần không mang theo chút nào cảm tình. Quỷ dị bóng người biến mất ở người to con trước mặt, chợt mặt thẹo chỉ là cảm giác trong tay mềm nhũn, dao găm chẳng biết lúc nào bị Diệp Thần miễn cưỡng đoạt đi. Mặt thẹo than thầm một tiếng không ổn, vừa muốn làm phản ứng, nhưng là kinh hãi phát hiện, mình thân thể đã không nghe sai sử, lại một giây sau này, hắn thân thể tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Diệp Thần tuy không có dùng cực mạnh võ đạo, nhưng thân xác và quy luật lực lượng đã vượt xa người khác. Đối phó cái loại này võ giả, chém giết không nổi ngay lập tức thủ đoạn. Mục Thanh mắt lạnh nhìn một màn trước mắt, hắn nhưng lại ưu nhã đem một bên ghế đá lấy ra, chợt cười lớn một tiếng, vỗ tay một cái,
không tiếc thở dài nói, tốt vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tuồng kịch. Chỉ theo, quanh người hắn hơi thở cũng là tiệm xu lạnh lùng liền xuống, Mục Thanh mặc dù kiêu ngạo, nhưng còn không có tự đại đến mức có thể coi thường Diệp Thần trình độ. Dẫu sao trước mắt cái này, nhưng mà tiện tay có thể tiêu diệt bách giả cảnh bên trong hậu kỳ tồn tại. Một bên Diệp Thần mắt lạnh liếc mắt Mục Thanh, nhưng là không nói, hắn đem đã sớm hôn mê Mặc Như Thu đặt ở Nguyện Vọng Thiên Tinh bên trên. Kỷ Tư Thanh và Tiểu Hoàng vẫn luôn ở Nguyện Vọng Thiên Tinh, chỉ ít bọn họ có thể chiếu cố hôm nay Mặc Như Thu. Diệp Thần, có cần hay không ta hỗ trợ? Kỷ Tư Thanh ở Nguyện Vọng Thiên Tinh lên đường. Nàng hy vọng là Diệp Thần xuất lực. Diệp Thần lắc đầu một cái, thất lạc thời không khu vực và thái thượng thế giới quá mức đến gần, nếu như Kỷ Tư Thanh và mình đồng thời ra tay, sợ rằng nhân quả đủ để bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Đến lúc đó Vũ Hoàng hạ xuống, vậy tất cả mọi người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người muốn chết như thế nào? Ăn trí tốt Mặc Như Thu, Diệp Thần hướng về phía Mục Thanh, trực tiếp mở miệng nói. Mục Thanh nhưng là cười ha ha một tiếng, nói, Diệp Thần, thánh cổ di tích ta liền muốn lấy ngươi luân hồi huyết mạch, hôm nay ngươi dám tới, ta liền để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Quần áo đen Mục Thanh một tiếng quát to, cả tòa thiên lao trong phút chốc vỡ nhỏ, văng lên đá lớn ẩn chứa tí ti đạo tắc, hướng Diệp Thần đập tới. Oanh! Một tiếng nổ rung trời sau này, âm ma thánh điện thiên lao san thành bình địa, khói thuốc nổi lên bốn phía, hai bóng người kịch chiến trong đó. Vang động kịch liệt đưa tới vô số người chú ý, âm ma thánh điện cường giả thời gian đầu tiên đã tới chiến trường. Bao gồm đại trưởng lão Mực Nhuộm ở bên trong. Đột phá thái chân cảnh cùng với ở Vĩnh Hằng hư không cảm ngộ Vĩnh Hằng kiếm đạo sau Diệp Thần thực lực thật là khủng bố, thời khắc này Mục Thanh chỉ là cùng hắn trong nháy mắt, cũng đã là bị thương. Nhưng Mục Thanh nhưng là không thèm để ý chút nào, hắn lau khóe miệng lau một cái đỏ thấm, trầm giọng nói, Diệp Thần đánh bất ngờ ta âm ma thánh điện. Đả thương thánh nữ Mặc Như Thu, các vị giúp ta mau đánh chết này Liêu. Rất hiển nhiên, hắn những lời này, là cố ý nói cho Mực Nhuộm nghe. Thánh tổ đến. Hư không chập chờn, đám người bên trong, một đạo tinh mang thoáng qua, Mực Nhuộm vậy ẩn chứa sát cơ ánh mắt thu liếm phân nửa. Trường bào màu máu kia tựa hồ vào giờ khắc này liền ánh trăng đều là che lồng liền đi, phá lệ rõ ràng. Sáng bóng hai chân dẫm ở đã san thành bình địa thiên lao ngói vụn bên trong, mặt mũi tái nhợt bên trên, hai con hữu thần cặp mắt ngắm nhìn Diệp Thần. Sốt cục thì cầm ngươi trông, luân hồi chi chủ. Thanh âm khàn khàn từ từ mở miệng nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới loại cấp bậc này cường giả sẽ xuất thủ. Hôm nay hiểm cảnh không thể so với Vĩnh Hằng hư không bên trong đối mặt Vĩnh Hằng ma tộc đại quân yếu. Chỉ có thể chém giết. Hoặc có một đường sinh cơ. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không dùng tới 9 tầng trời thần thuật và cái khác, để tránh bị thái thượng thế giới Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Ngược lại là âm ma thiên thạch và võ đạo luân hồi đồ cái loại này vốn là thuộc về nơi này nhân quả, ngược lại là có thể vận dụng. Âm ma thiên thạch ở tay ngươi, khuấy động đây hết thảy mưa gió, lừa gạt ta thánh điện thánh nữ, thánh cổ di tích thâu thiên hoán nhật đánh cắp võ đạo luân hồi đồ. Màu máu trường bào nam tử bóng người, như là dị thường ổn định, một cọc cọc một kiện kiện đếm Diệp Thần qua lại. Hôm nay người tới một cái, ta liền biết được, bất quá đáng tiếc. Huyết sắc kia trường bào bóng người dư quang liếc mắt một cái sau lưng âm ma thánh điện đại trưởng lão Mực Nhuộm, chợt mở miệng nói, Mặc trưởng lão yên tâm, ta sẽ không để cho tổn thương thánh nữ kẻ xấu đồ còn sống rời đi nơi này. Mực Nhuộm hai quả đấm nắm chặt, trên mặt vẻ mặt cố gắng khắc chế. Không nhìn ra hắn chân ý, chợt hắn nhẹ khẽ gật đầu, làm phiền thánh tổ. Màu máu trường bào bóng người khẽ vuốt cằm, chợt chớp mắt, một đạo huyết trảo chính là hướng Diệp Thần tấn công tới. Trong nháy mắt, Diệp Thần vội vàng chống cự, ngay tức thì triệu hoán ra xích trần thần mạch, một tầng hoàng kim khôi giáp bao trùm tại người, cứng rắn như thượng cổ thép, mở phòng ngự. T. Bất quá là một móng, Diệp Thần hoàng kim chiến giáp chính là bị biến dạng. Ngực càng bị vỡ ra một đạo vết thương thật lớn. Tí tách, máu tươi bắt đầu tràn ra, dòng nước chảy ở yên tĩnh mặt đất bên trên, thiên quân cường giả, chỉ là nhất kích, liền phá vỡ Diệp Thần phòng ngự. Cái lão gia hỏa này, so với vậy Vĩnh Hằng ma tộc người, mạnh hơn. Diệp Thần lui ra vài mét xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy tùy gió phiêu bầy màu máu trường bào. Thân ảnh kia giơ tay lên, nhẹ nhàng thả vào chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Nói âm ma thiên thạch,
không thuộc về ngươi như vậy con kiến hôi, cầm tới đi. Âm ma thánh tổ thần sắc run lên, chợt lại là một móng bổ tới, cái này hời hợt nhất kích, Diệp Thần lại là không thể nào né tránh. Chỉ có thể đón đỡ. Có lẽ mượn Long Uyên Thiên Kiếm và huyết long lực, lại cháy huyền yêu tinh máu và luân hồi huyết mạch có thể chống lại. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt không bằng này. Võ đạo luân hồi đồ, mở. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần mở ra võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực, sau lưng hắn Sơn Hà bức họa mở ra, đầy trời quang vũ thay hắn đỡ được màu máu móng to một kích chí mạng. May là như vậy, to lớn thực lực sai biệt cũng là làm Diệp Thần ngực chấn động một cái, rên lên một tiếng, đỏ thẫm kích động. Thiên quân cường giả, ở nơi này làm khó một cái đứa nhỏ, ta cái này lão già khằng, đều là không nhìn nổi rồi. Ngay tại âm ma thánh tổ muốn đánh chết Diệp Thần thời điểm, trên hư không nhưng là truyền ra một giọng nói. Cùng lúc đó, đám người dương mắt nhìn lên, chẳng biết lúc nào một vị mặc rách dưới áo quần, một bộ ăn mày bộ dáng ông già, xuất hiện ở âm ma thánh điện địa giới bên trên. Là hắn, Diệp Thần chăm chú nhìn, nhìn vậy trên hư không bưng một cái hồ lô bể không ở uống rượu ông già, đầu óc nổi lên hai người lần đầu tiên gặp mặt lúc cảnh tượng. Người tuổi trẻ, cái này U Thiên cổ thành cũng không phải là tầm thường giới. Vừa vào bên trong sâu tựa như biển, không có nhưng trần duyên ý tưởng, khuyên ngươi không nên tùy tiện đặt chân, nếu không như lâm vực sâu vậy cảm giác, sẽ để cho ngươi không chiến mà lật. Khi đó cụ già, tướng mạo xấu xí. Lão gia, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không hôm nay, tôn linh thiên tộc cũng phải tiêu diệt nơi này. Vậy tùy gió tung bay màu máu trường bào vạt áo liền vung, nam tử giữ tợn khuôn mặt bên trên, tràn đầy sát ý. Ta đây muốn xem, ngươi là dựa vào cái gì muốn tiêu diệt ta tôn linh thiên tộc. Ăn mày bộ dáng ông già lại hấp một cái rách dưới trong hồ lô rượu mạnh, nồng nặc mùi vị để cho âm ma thánh điện tất cả trưởng lão đều là linh lực ngưng đọng chậm. Phần thiên. Một hơi rượu mạnh phun ra, bầu trời bên trong giấy lên chấm quang vũ, nguyên phiến bầu trời đều là bị cái này rượu mạnh nốt thủng đi, ánh lửa bắt đầu bốc cháy, liên thiên màn lửa ở trong hư không tạo thành một đạo bình phong che chở. Ngăn trở đám người đường đi. Ngươi tự tìm cái chết. Âm ma thánh tổ một tiếng quát chói tai, chợt bóng người cấp tốc về phía trước, một móng bổ ra màn lửa, chính là hướng cụ già vò tới. Lại là một móng cắn nát hư không tới. Càn khôn vô cực. Cụ già chăm chú nhìn, vẻ mặt bên trong thoáng qua một chút vẻ nghiêm túc, chợt một tiếng khẽ quát, trong tay hồ lô tự thành càn khôn, đem Diệp Thần cùng hắn tự thân hút vào hồ lô bên trong. Mà vậy tả tơi hồ lô, liền như vậy vô căn cứ biến mất ở tại chỗ. Âm ma thánh tổ nhất kích rơi vào khoảng không, sắc mặt tái xanh, lúc này phân phó nói, hồ lô này chạy không xa, tứ tán cho ta truy đuổi, phát hiện tung tích lập tức thông báo. Màu máu trường bào vù vù vang dội, vậy tái nhợt sắc mặt bên trên, lỗ mũi nhẹ nhàng một ngửi, nói, mãnh liệt mùi rượu, ở bên kia. Một đạo huyết quang thoáng qua, hắn thân hình tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, càn khôn trong hồ lô. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Diệp Thần mặc dù không biết cụ già cứu ý hắn muốn vì sao, nhưng dưới mắt nếu cụ già không có lộ ra ác ý, mình cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là vội vàng đáp ơn. Thằng nhóc ngươi chớ vội cảm ơn ta, nhà đầu kia cửa không gian ở phương nào. Ta hồ lô này, rất nhanh chính là sẽ bị tên kia đuổi kịp, vậy âm ma thánh điện người, lỗ mũi chó nhưng mà rất linh quang. Trong lời nói hành gian, huyết sắc kia tinh mang chính là đã tới. Liền tại tiền phương, Diệp Thần vội vàng một tiếng quát to. Khải, chữ thập kẽ hở lần nữa hiện ra, một đạo hồ lô bóng dáng cấp tốc bay qua, vậy sau lưng một móng, lần nữa rơi vào khoảng không. Hống, ở sau lưng, một thanh âm vang lên triệt chân trời gầm lên tiếng truyền tới. Linh Nhi chấp tay hành lễ, ở Diệp Thần khởi động cửa không gian ngay tức thì, nàng chính là có cảm ứng. Đã bắt đầu toàn lực duy trì không gian chi lực. Thằng nhóc này lại thế nào mang theo cái cường giả loại này? Linh Nhi phát hiện sự việc không ổn thời điểm, giống nhau đã không còn kịp rồi. Mang vậy cường giả vượt qua thời không lúc đó, đây chính là cực kỳ hao phí tâm thần sự việc, một khi phát sinh bất ngờ, sẽ là tẩu hỏa nhập ma kết quả. Hụ! Một ngụm máu tươi hụ ra, Linh Nhi cũng có chút chịu không nổi, nói, đáng chết. Lấy trước mắt tu vi vẫn là miễn cưỡng chút sao. Hai tay tới giữa, ánh sáng màu trắng đại thịnh, Linh Nhi lần nữa thúc giục toàn lực, mau chút. Nhanh một chút nữa. Tựa hồ nghe được Linh Nhi kêu gào,
hư không chữ thập kẽ hở sắp khép lại lỗ hổng chỗ, một cái hổ lô nho nhỏ thổi qua. Hô! Diệp Thần cùng cụ già thân hình từ càn khôn hổ lô bên trong lộ vẻ hiện ra, Linh Nhi chăm chú nhìn xuất hiện trước mặt cụ già, động tác trong tay đã sắp xếp xong. Không gian chi lực, lại có như tài nghệ như vậy. Cụ già không khỏi thở dài nói, thân là trời quân cường giả, hắn nhưng mà rõ ràng, có thể để cho hắn cường giả tu vi bực này vượt qua không gian, có bao nhiêu khó khăn. Tựa hồ là xem thấu Linh Nhi ý tưởng, cụ già nhẹ nhàng khoát tay nói, bé gái, thu hồi ngươi tâm tư đi, ta cũng không ác ý. Chợt cụ già ánh mắt nhìn về Diệp Thần, Linh Nhi cũng là thời gian đầu tiên chăm chú nhìn chăm chú về phía Diệp Thần, nói, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Rời đi trước nơi đây nói sau, là vị này lão tiền bối cứu ta. Linh Nhi lúc này mới thu hồi phòng bị, mang ba người rời đi hẻm nhỏ. Sau một nén nhang, Tôn Linh Thiên Tộc, dưới mắt mặc dù đã tạm thời an toàn, nhưng ở cái này U Thiên Cổ Thành bên trong, âm ma thánh điện người tùy thời cũng có thể đuổi giết tới, không thể có nửa điểm mà lơ là. Thời khắc này Diệp Thần đang cho Mặc Như Thu chữa thương, Linh Nhi thừa dịp cái này thời gian, hiển nhiên đối với ông già trong miệng cái này Tôn Linh Thiên Tộc khá để ý bên ngoài, như là như có điều suy nghĩ. Ngươi tại sao phải lựa chọn trợ giúp Diệp Thần? Linh Nhi mặc dù chỉ có đứa trẻ hình dáng, thế nhưng đầy đủ kinh thế sự trong mắt nhưng là chớp mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt cụ già. Lão nhân thủ ở giữa hồ lô nhỏ vậy khôi phục rách dưới không chịu nổi trạng thái, một bộ ăn mày trang phục hắn nhỏ nhấp một miếng rượu mạnh, một tiếng xuyên chàng mà qua sách thán tiếng, chợt đem vậy hoa tròm dâu bạc phơ chỗ rượu tí dùng tay gầy nhom trưởng lau một cái, tiện tay lau ở vạt áo bên trên. Cái này, thiên cơ bất khả lậu. Bất quá đối với luân hồi chi chủ, ban đầu hắn và Nhâm Phi Phàm đi thất lạc thời không lúc đó, Nhâm Phi Phàm đi tìm ta. Cụ già chỉ là thong thả cười một tiếng, cũng không đối Linh Nhi giải thích nhiều, nhìn vậy hiển nhiên phải phá nổi đất hỏi tới cùng bé gái, cụ già chỉ là nhàn nhạt để lại một câu nói. Ngươi không cần dính nhân quả, coi như không có Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần chính là tiêu diệt âm ma thánh điện mấu chốt, mà không phải là ngươi, chàng này cục, cuốn người tiến vào càng thiếu, càng có thể được việc. Linh Nhi im lặng, đối với nàng mà nói, Tôn Linh Thiên Tộc một ít bí mật cũng là biết được. Nhưng hành động này quá mức kinh thế hãi tục, tiêu diệt âm ma thánh điện, ở trước mắt xem ra, không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Thời khắc này Diệp Thần chỉ có thái chân cảnh, đối với có thiên quân cường giả trấn giữ âm ma thánh điện cái này tôn cự phách, làm sao tùy tiện dung chuyển. Cụ già tựa hồ phát giác Linh Nhi con người bên trong, vậy cổ lo âu cùng chất vấn mùi vị, hắn chợt mở miệng nói, luân hồi huyền bi, có thể từ vậy cổ chiến trường bên trong sống sót, hơn nữa thấy luân hồi chi chủ. Đây có lẽ là trong sâu thẳm nhân quả, nhưng hôm nay ngươi, cũng bất quá là tương đương với tản linh thôi, trí nhớ không lành lặn, ngày xưa đủ loại nhân quả còn chưa tới. Huống chi, ngươi chỉ là luân hồi chi chủ bảo vệ bia người, nên làm như thế nào quyết định, vẫn là phải do hắn tới định đoạt. Hả, rượu sắp hết. Cụ già cái này mặt đầy không đáng tin cậy hình dáng, dẫn được Linh Nhi một hồi cau mày, một hồi lâu sau, Linh Nhi khẽ thở dài một cái. Cùng hắn đi ra, chính ngươi cùng hắn đi nói đi. Cùng lúc đó, bên trong nhà, Diệp Thần đã đem Mặc Như Thu từ nguyện vọng thiên tinh trên chuyển tới trên giường. Lúc đầu ngươi chính là Mặc Như Thu. Thiếu nữ sắc mặt tái mét, ban đầu quần dài trắng tinh cũng là bị màu máu ngâm nhuộm, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt. Diệp Thần không khỏi được nhớ lại Lâm Thiên Thành rừng rậm ra, hai người lần đầu tiên gặp nhau lúc đó, cổ thụ trên vậy đạo bóng đẹp. May mắn cũng không tổn thương đạt tới căn bản, chỉ cần hơn thi triển bát quái thiên đan thuật cùng với cái khác thuật pháp, là được chữa mấy phần. Lại xem giờ phút này nằm ở trên giường nhỏ, vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh Mặc Như Thu, Diệp Thần nhẹ nhàng đỡ chán, bất quá vì mau sớm để cho ngươi thương thế hết bệnh, đắc tội. Vậy màu máu đỏ váy đầm dài bị hắn toàn bộ rút đi, thay vào đó chính là nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Từng đạo sâu có thể gặp xương trắng chỗ vết thương đã có chút sinh mủ. Tản ra một hồi mùi vị thịt thối giữa. Võ giả thân xác cực kỳ mạnh mẽ, có thể tạo thành như vậy vết thương, có thể gặp âm ma thánh điện thủ đoạn có kinh khủng dường nào. Diệp Thần điều tra xong thương thế sau đó, đầu tiên là đem một viên thuốc nhẹ nhàng thả vào Mặc Như Thu trong miệng, thiên tiên cá chép sao phụ trợ đem uống, luân hồi lực lưu chuyển quanh thân, ngưng tụ vào đầu ngón tay lau một cái lưu ánh sáng màu trắng. Đầu ngón tay một tấc vạch qua Mặc Như Thu da thịt,
ánh sáng màu trắng bao trùm chỗ, da cũ rụng, mới da sống lại. Liền liền vậy sâu tận xương đáng sợ vết thương bên trên, máu thịt đều là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sống lại. Ừ một tiếng kêu đau tiếng truyền tới, Mặc Như Thu vậy trước trước vẫn là thảm không có chút máu gương mặt bên trên, lại có tí ti đỏ thắm cảm giác. Người đẹp vẫn là hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng thỉnh thoảng run rẩy lông mi mao nhưng là bán đứng mình, Diệp Thần vậy rõ ràng, Mặc Như Thu cách làm như vậy, cũng là vì không để cho mình lúng túng, dẫu sao tình như vậy cảnh dưới, cô nam quả nữ, náo nhiệt cờ bay phất phới. Lại nhịn một chút, mới máu thịt sống lại, sẽ đi đôi với trận đau và ngứa ngáy, bất quá lập tức tốt. Diệp Thần đây là cũng là mở miệng giải thích, không người có thể xem đến thời khắc này cái này Tôn Vũ Hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên cũng không có so nhức đầu luân hồi chi chủ, là cái gì vẻ mặt. Lại là một tiếng hừ nhẹ, như là đáp lại Diệp Thần, cũng là đối với chữa thương phản ứng tự nhiên. Không lâu lắm, Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, từ nguyện vọng thiên tinh bên trong hỏi Kỳ Tư Thanh mượn một bộ quần áo sạch sẽ, bỏ vào Mặc Như Thu gối bên, nhẹ giọng dặn dò tiếp theo. Liền xem chính ngươi. Chợt không cùng Mặc Như Thu làm ra phản ứng, Diệp Thần chính là vội vã rời đi, nghe vậy dần dần cách xa tiếng bước chân cùng với đóng cửa thanh âm, Mặc Như Thu cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn mình sáng bóng da thịt, môi mỏng khẽ cắn, không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu nàng mới đưa tay nâng lên Diệp Thần đặt ở mình bên gối quần áo. Quần áo bên trên còn có nhàn nhạt thanh thơm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ra cửa Diệp Thần lập tức đi tiền sảnh, ở đó đại sảnh bên trong, Linh Nhi cước nha thoáng một cái ở băng dài bên trên dao động, ánh mắt ngưng trọng. Ở nàng bên người cụ già chính là một hơi rượu mạnh, một tay bánh ngọt, luôn luôn còn đi trước ngực mình vạt áo trên lau lau một phen. Mắt gặp Diệp Thần đến, hai người đều là quay đầu nhìn hắn, thằng nhóc, ngươi nhưng mà phúc lớn mạng lớn lải nhải. Cụ già ha ha cười một tiếng, vội vàng để tay xuống bên trong bánh ngọt. Thu hồi hồ lô đứng ở Diệp Thần bên người, nhìn phải nhìn trái, hận không được nhìn ra một đóa hoa mà tới. Không sai, không tệ, trong huyết mạch nhân quả sẽ không sai. Cụ già tự nhủ, tiền bối, Diệp Thần cũng là bị cụ già một loạt cử động làm không giải thích được, nhưng lo ngại mặt mũi, đành phải mở miệng lần nữa nhẹ giọng hỏi nói. Một bộ ăn mày vậy bộ dáng cụ già đang vậy đầy dầu vạt áo, nghiêm mặt nói, tự giới thiệu mình một tí. Ta là Tôn Linh Thiên tộc Tôn Lão, người trong ngày thường có thể xưng hô ta vì Tôn Lão. Đổi câu giới thiệu có thể sẽ tốt hơn, ta và Nhâm Phi Phàm coi là bằng hữu. Diệp Thần ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới cái này Tôn Lão lại là Nhâm tiền bối bằng hữu. Nếu có Nhâm tiền bối quan hệ ở bên trong, bất kể như thế nào, bọn họ thuộc về đồng minh. Cái này Tôn Linh Thiên tộc chỉ sợ là thất lạc thời không cổ xưa chủng tộc. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa. Vội vàng chắp tay một cái nói, nguyên lai là Tôn Linh Thiên tộc tiền bối. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mặc dù Diệp Thần đối cụ già vạn phần cảm kích, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là thần võ lệnh đầu mối, Mặc Như Thu đã tiệm xu chuyển biến tốt, hắn giờ phút này là tới tìm Linh Nhi thương lượng đối sách. Thằng nhóc, người không tiếc một mình mạnh sông âm ma thánh điện địa giới, hẳn là đang tìm thứ gì chứ? Tôn lão một bên đùa bỡn đại sảnh chậu bông cây xanh, một bên vô tình hay hữu ý mở miệng hỏi nói. Cái này hỏi một chút, Diệp Thần vậy phát giác chuyện không đơn giản, hắn cùng cụ già lần đầu tiên gặp mặt, muốn ngược dòng đến bị âm ma thánh điện đuổi giết lúc đó, cái này ba lần bốn lượt, mình đều là hữu kinh vô hiểm. Nhưng duy chỉ có lõm sâu trùng vây lần này, cụ già xuất thủ cứu giúp, hiện tại lại đột nhiên dọn ra Nhâm Phi Phàm, chẳng lẽ lão ra một mực ở trong bóng tối theo dõi mình. Vừa nghĩ tới bị một tên cường giả như vậy theo dõi, mình nhưng không có chút nào phát hiện, Diệp Thần chính là một hồi mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta đối ngươi không có hứng thú gì, tiểu tử. Cụ già tựa hồ là xem thấu Diệp Thần ý tưởng, chợt cười một tiếng mở miệng nói, ta tìm ngươi tới, mục đích rất đơn giản, đó chính là, tạo thành liên minh, tiêu diệt âm ma thánh điện. Diệp Thần nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn chợt xoay người nhìn về một bên Linh Nhi, thấy Linh Nhi nơi nơi bình tĩnh, lúc này mới xác định. Đối phương không có cùng hắn làm trò đùa. Tiền bối, người nói là tiêu diệt âm ma thánh điện. Diệp Thần có chút không rõ ràng, lần nữa truy hỏi nói, tiền bối, ta thế đơn lực bạc, thực lực cũng là nhỏ không tốt, thậm chí ở thất lạc thời không cái này vòng ngoài khu vực cũng sẽ không ngây ngô quá lâu. Tiêu diệt âm ma thánh điện, đại sự như thế làm sao vậy coi là không tới ta cái vãn bối này trên đầu chứ.
Cụ già nhưng là cười hắc hắc, thằng nhóc, Tôn lão ta làm việc tự có mình cân nhắc, hơn nữa, vậy không để cho ngươi hiện tại liền cùng ta một khối đánh lên âm ma thánh điện Sơn Môn. Ta hôm nay tới, chỉ là muốn ngươi một cái cam kết. Diệp Thần hỏi, cam kết gì? Luân hồi chi chủ cùng ta Tôn Linh Thiên tộc kết minh, một ngày kia, tiêu diệt âm ma thánh điện. Chẳng biết tại sao, vậy trên mình tràn đầy lười biếng hơi thở cụ già, nói ra những lời này lúc đó, ánh mắt bên trong nhưng là đầy áp sát ý vô tận. Dĩ nhiên, để báo đáp lại, thứ ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần lần nữa nhìn về Linh Nhi, vậy hỏi tính ánh mắt như là nói sau, ngươi cầm hết thảy cũng nói cho hắn biết. Linh Nhi nhưng là một mặt vô tội thần sắc, hai cái chân nha thoáng một cái, ở băng dài bên trên vững như Thái Sơn, hai quầy thứ nhất. Thằng nhóc, thần võ lệnh sự việc, quấn ở trên người ta, coi là ngươi thiếu ta lão ra một cái ân huệ, ngày sau nhớ bồi thường là được. Cụ già chỉ là nhẹ bỗng lưu lại một câu nói, cười híp mắt ánh mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu, nhẹ khẽ gật đầu, được. Cùng hắn còn muốn tuân hỏi chút gì, nhưng là phát hiện, trước mắt cụ già chẳng biết lúc nào, đã biến mất không thấy. Đây là Linh Nhi mới là mở miệng nói, Diệp Thần, khả năng này đây chính là Minh Minh Thiên Định trước đi, thật là không tránh khỏi cướp. Diệp Thần không rõ ràng, chính là mở miệng hỏi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi hiện tại đáp ứng nhẹ nhàng, đến lúc đó ngươi thì biết. Linh Nhi sâu kín một tiếng, chính là lắc đầu vượt quá. Có phải hay không cùng cái này cái gì Tôn Linh Thiên tộc có liên quan? Ở Diệp Thần trong trí nhớ, cái thế lực này hoặc là môn phái là từ không từng nghe nói qua. Linh Nhi hơi làm trầm ngâm, tựa hồ ở sắp xếp mình suy nghĩ, một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng nói, cái này Tôn Linh Thiên tộc, ta cũng là hơi có nghe đồn, cái này nhất tộc, chiến lực vậy, nhưng lại có cùng bẩm sinh tới một loại thần bí năng lực. Dự đoán tương lai. Diệp Thần nghe vậy, cả kinh. Ngươi nói là, ta tương lai sẽ bị tiêu diệt âm ma thánh điện. Linh Nhi không biết làm sao trả lời, chỉ là có cái loại này có thể thôi, dẫu sao tương lai vật này, ai cũng không nói được đạo không rõ, liền liền Tôn Linh Thiên tộc người, dự đoán kết quả cũng là sẽ xuất hiện sai lệch. Ta luân hồi nhân quả, người bình thường hẳn không cách nào thấy, coi như Nhâm Phi phàm cũng là như vậy, Tôn Linh Thiên tộc nhân quả xem bói thật cường đại như vậy. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới, Di Tây Hòa Thượng Sư Tôn Viên Tịch thời điểm, vậy từng suy diễn tương lai, luân hồi có thiếu, sau đó cũng là bị xác nhận. Linh Nhi nhưng là khẽ gật đầu một cái, nói ta thành tựu hư bia, đối với không gian quy luật quá mức liền hiểu rõ, mà vậy trong sâu thẳm nhân quả, Tôn Linh Thiên tộc hẳn là chân chánh vương đạo.